Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 166, Độc Hành Sát Thủ. Cùng đoàn thất tinh tưởng tượng không giống, Tiêu Phàm kỳ thật cũng không kiêu căng. Xe Mercedes chưa tại văn phòng trước dừng hẳn, ngồi ở hàng sau cơ khinh xa đã thấy đứng lặng tại cửa ra vào Tiêu Phàm. Tự mình tại chờ đón bọn hắn, đoàn thất tinh hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ nói, vị này chính là Tiêu Một Thiếu. Cơ khinh xa mỉm cười gật đầu, Nàng cũng không có hỏi thăm đoàn thất tinh dựa vào cái gì một chút liền có thể đem tiêu phàm nhận ra được. Đoàn thất tinh trước đây mặc dù không có cùng tiêu phàm gặp mặt qua, nhưng khẳng định nghe con của hắn đoàn khổng tước miêu tả qua tiêu phàm bộ dáng. Thiên Nam Vương cũng không phải là chỉ là dùng võ lực tăng trưởng, tướng nhân biết nhân chi thuật, nhất định có chỗ độc đáo. Chân chính vũ phu, vô luận như thế nào đều đi không đến đoàn thất tinh hôm nay cao độ. Khí độ tốt, đoàn thất tinh thấp tán một tiếng, nói ra từ đáy lòng tiêu phàm quần áo tương đối tinh xảo, nhưng bên ngoài đồng hồ nhìn qua, tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái bình thường con em thế ra. Nhưng mà hướng kia một chạm, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, anh hoa nội liếm, không lộ mảy may tranh vanh, lại lại khiến người ta tuyệt không dám khinh thị. Đoàn thất tinh duyệt vô số người, rất rõ ràng chỉ có chân chính tự tin tới cực điểm người, mới sẽ một cách tự nhiên toát ra loại này không tranh khí độ. Bởi vì thế giới này bên trên, chân chính đáng giá hắn đi tranh đồ vật, đã rất ít người bình thường vì đó suốt đời phấn đấu mục tiêu tại tiêu phàm loại người này trong mắt thật không thèm để ý chút nào nói đến đoàn thất tinh cùng tiêu phàm cũng vô giao tình bởi vì đoàn khổng tước song phương còn ẩn ẩn ở vào đối địch vị trí bên trên nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đoàn thất tinh đứng tại khách quan công chính trên lập trường đi đối tiêu phàm tiến hành bình phán nếu muốn trở thành cường giả chân chính có thể khách quan đánh giá bên người mỗi người mặc kệ là bằng hữu còn là địch nhân đều có thể khách quan đánh giá, là cơ bản nhất điều kiện tiên quyết. Những cái kia một lời không hợp, hơi một tí lớn thì bạo lực, sau đó liều mạng so hậu trường so chỗ dựa cái gọi là cường nhân, kỳ thật bất quá là không có lớn lên hài tử thôi. Xác thực khí độ tốt, cơ khinh sa mỉm cười đồng ý, xe Mercedes vững vàng tại tiêu phàm trước mặt ngừng tốt, cơ khinh sa đoàn thất tinh lần lượt xuống xe. Tiêu phàm mặt mang mỉm cười, chậm rãi tiến lên, tiêu một thiếu, cơ khinh xa triển lộ ra nhà nhạt kiều diễm tiếu dung. Cơ tổng, đoàn tiên sinh, tiêu phàm mỉm cười đáp lễ, đoàn thất tinh tiến lên hai bước, không người một chút, nói tiêu một ít, người tốt. Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, đoàn tiên sinh quá khen, không dám nhận, đoàn tiên sinh, người tốt, tiêu phàm chủ động hướng đoàn thất tinh vươn tay ra. Audio điện tử võ tấn bền Hai người nắm một chút, cái này văn phòng chỗ phố xá sầm uất phồn hoa khu vực, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, cơ khinh xa cùng đoàn thất tinh đều là loại kia một chút liền có thể nhìn ra được người trên người, cùng bộ kia trói mắt đại bôn cùng một chỗ, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tiêu một ít, không biết để chúng ta tới, có cái gì ngoài ý muốn mới mẻ đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Cùng tiêu phàm cùng đoàn thất tinh nắm qua tay, cơ khinh xa liền là mỉm cười nói. Tiêu phàm bỗng nhiên cải biến địa điểm ước hẹn, nhất định sự tình ra có nguyên nhân, đồng thời chuyện này khẳng định còn tiểu không được bình thường sự tình, căn bản liền không khả năng để tiêu phàm lỡ hẹn. Tiêu phàm giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, nhẹ nói, thời gian cũng nhanh không sai biệt lắm, cơ tổng, đoàn tiên sinh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Được rồi, tiêu một thiếu mời, đoàn thất tinh đáp, cơ khinh xa hôm nay an bài hắn cùng tiêu phàm đàm phán, đã song phương đã gặp mặt, như vậy chuyện kế tiếp. Chủ yếu ngay tại đoàn thất tinh cùng tiêu phàm ở giữa triển khai, cơ khinh xa chính là một cái bồi người ba người hướng thang máy bên kia đi qua phạm nhạc trước hết dừng xe xong tiến vào thang máy về sau tiêu phàm đè xuống tầng 8 số lượng trong thang máy liền ba người bọn họ tiêu phàm nói đoàn tiên sinh mấy ngày nay lệnh lang đoàn khổng tước vẫn luôn ở tại thời đại khách sạn ta vừa mới sắp xếp người đi thời đại khách sạn mời hắn cùng một chỗ tới cùng đoàn tiên sinh gặp mặt bất quá tại thời đại khách sạn bãi đậu xe dưới đất ra một điểm tình trạng a à, là tình huống gì có người muốn giết hắn tiêu phàm vẫn như cũ không chậm không nhanh nói, thanh âm nhu hòa, tựa hồ tại tự thuật một kiện rất bình thường việc nhà sự tình. Đoàn thất tinh lông mày lập tức dương lên, rất kinh ngạc nói có người muốn giết hắn. Đúng thế, sát thủ hết thảy có 5 cái, trang phục thành công nhân xây dựng, tại bãi đậu xe dưới đất ôm cây đợi thỏ, ám toán đoàn khổng tước. Bất quá sát thủ cũng không thành công, đoàn khổng tước cũng không có có bị thương tổn tiêu phàm rất đơn giản miêu tả một chút thời đại khách sạn bãi đậu xe dưới đất phát sinh một màn kinh người đoàn thất tinh cùng cơ khinh xa đều là lão giang hồ không cần miêu tả cẩn thận tiêu một ít theo ta được biết đoàn khổng tước ở kinh thành bên này cũng không có cửu oán kết quá sâu cửu ra ba người đã ra thang máy đoàn thất tinh nói tiêu phàm dẫn hai người tiến vào một gian không tính quá lớn văn phòng từ minh bài bên trên nhìn đây là một nhà công ty mậu dịch phổ thông văn phòng dù là đoàn thất tinh cùng cơ khinh xa đều đều sành sỏi, nhất thời bán hội cũng đoán không ra, dạng này một gian phòng làm việc cùng tiêu phàm ở giữa có cái gì nội tại liên hệ. Tiêu phàm cười cười, nói, hai vị, đây là ta lâm thời mượn dùng một chút văn phòng. Cái góc độ này có rất tốt thị giác, bất quá hai vị vẫn là phải chú ý một chút, không muốn kinh động hắn. Nói, tiêu phàm nhẹ nhàng kéo ra văn phòng màn cửa. Cơ khinh xa cùng đoàn thất tinh lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, lấy hai vị này thân phận địa vị, muốn câu lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, thật đúng là không dễ dàng, đương nhiên cũng cùng tiêu phàm thân phận địa vị có quan hệ. Tiêu phàm cái này một lần, quả thật có chút thần thần bí bí. Tơ khinh xa đoàn thất tinh đi tới phía trước cửa sổ. Cửa sổ chính đối cái này tòa nhà lớn váy lâu, váy lâu 5 tầng cao, tầng cao nhất là một cái đỉnh bằng, trưng bày một chút hoa hoa thảo thảo. Xa xa, tại váy lâu mái nhà lan can chỗ, có một người mặc công nhân vệ sinh phục sức người gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Rời cái này cửa sổ thẳng tắp khoảng cách ước chừng 3-40 mét dáng vẻ. Cơ khinh xa cùng đoàn thất tinh liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực tế cái này váy trên lầu, thật không có có đồ vật gì có thể nhìn. Tiêu phàm nhẹ nói, cái kia công nhân vệ sinh, đã gục ở chỗ này có khoảng 20 phút. Trong tay hắn có một khung trải qua cải tiến tăng cường chuyên nghiệp quân dụng dòng dọc thép nỏ, có thể phát xạ mang theo cao bạo thuốc nổ tên nỏ, 3D ống nhắm. 100 mét bên trong độ chính xác cực cao, cơ khinh xa cùng đoàn thất tinh sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thân là danh chấn một phương giang hồ đại hào, hai người bọn họ đều phi thường rõ ràng, chuyên nghiệp quân dụng thép nỏ lực sát thương đến cùng cường hãn đến mức nào biến thái. Tăng thêm mang theo cao bạo thuốc nổ tên nỏ, 100 mét bên trong không cần phải nói bắn bên trong một cái người hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như bắn chúng một đài ô tô, tại chỗ có thể đem ô tô nổ thượng thiên. Hắn muốn ám toán ai? Đoàn thất tinh trầm giọng hỏi, ngữ khí hơi hơi có chút không bình tĩnh. Tiêu phàm lỡ hẹn, chuyên mời bọn họ đến nhà này văn phòng đến, cho bọn hắn nhìn dạng này một cái tiềm phục tại nóc nhà sát thủ chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Kết hợp vừa rồi tiêu phàm nói qua thời đại khách sạn bãi đậu xe dưới đất có người ý đổ ám toán đoàn không tước một phen, đoàn thất tinh đã cơ bản rõ ràng dưới lầu vị kia chuyên nghiệp thích khách dự định muốn săn giết mục tiêu là ai. Tiêu Phàm lập tức liền chứng thực đoàn thất tinh phỏng đoán, chậm rãi nói, từ thời đại khách sạn đến Thiên Nam Trà Trang, phải đi qua dưới lầu đầu kia đường cái. Giờ này khắc này, đoàn thất tinh ngược lại không vì nhi tử lo lắng, đã Tiêu Phàm đã biết chuyện này, còn xin hắn cùng cơ khinh xa tới xem náo nhiệt, khẳng định làm rất kín đáo an bài. Cơ khinh xa tinh xảo tú Mỹ song nghi có chút nhân lại, cười lạnh nói tiêu một ít, đến cùng là ai có lớn như vậy khẩu vị, muốn đem chúng ta đều một nồi quái đi vào. Cơ khinh sa tán đồng đoàn thất tinh vừa mới nói kia đoạn lời nói, đoàn khổng tước tại kinh sư chi địa tựa hồ vẫn chưa cùng ai kết xuống tử thù. Mảnh bàn về đến, trước mắt đoàn khổng tước cũng chính là cùng tiêu phàm ở giữa có cửu oán. Nhưng tiêu phàm nếu như muốn giết đoàn khổng tước, rất rõ ràng không cần thiết phiền toái như vậy, tân lâm một kiếm liền thanh tất cả vấn đề đều giải quyết. Như vậy, giải thích duy nhất chính là có phe thứ ba muốn giết đoàn khổng tước, sau đó giá họa cho tiêu phàm, để đoàn thất tinh cùng tiêu phàm cùng chết, đồng thời đem cơ khinh xa cũng liên lụy đi vào dù sao đoàn khổng tước lần này vào kinh thành đã từng tự mình đi bái phỏng qua cơ khinh xa đoàn khổng tước nếu thật là có chuyện bất chắc cơ khinh xa tuyệt đối khó mà không đếm xỉa đến quả thật là một mũi tên chúng ba con chim ngưu kế hay đây cũng chính là ta muốn biết tiêu phàm nhẹ nói vẫn là như vậy gió nhạt mây nhẹ không có chút nào hỏa khí tại thời đại khách sạn bãi đậu xe dưới đất tập kích rõ ràng không phải duy nhất bố trí mấy cái kia thích khách chuyên nghiệp trình độ không đủ, đoán chừng bọn hắn cũng là thụ mệnh làm việc, đối nội màn hiểu không phải quá nhiều. Nếu như bọn hắn có thể đắc thủ, kia là tốt nhất. Nếu như hành động thất bại, tối thiểu cũng có thể để chúng ta coi là nguy hiểm đã qua, từ đó buông lỏng cảnh giác, đề phòng sơ suất. Vị này độc hành sát thủ, hẳn là mới là bọn hắn dự bị vương bài. Từ trên người hắn cũng có thể đạt được càng nhiều tin tức. Luận sự, cái này thứ ba mới có khả năng là đoàn thất tinh đoàn khổng tước phụ tử cửu ra, cũng có thể là tiêu phàm hoặc là cơ khinh sa cửu ra, trực tiếp đối phó đoàn thất tinh tiêu phàm cơ khinh sa cũng không có nắm chắc, so ra mà nói đoàn khổng tước liền muốn yếu đến nhiều là cái rất không tệ săn giết mục tiêu. Đoàn khổng tước vừa chết, ba nhà hỗn chiến liền không thể tránh né. Nhưng tiêu phàm rất rõ ràng, người ta liền là hướng về phía hắn đến. Cái này đơn giản, thanh gia hỏa này bắt tới hỏi một chút liền biết đoàn thất tinh trầm giọng nói thanh âm băng lãnh uy nghiêm mặt chữ quốc bên trên dâng lên một gỗ sát cơ vô luận là ai biết được con của mình thành vì người khác săn giết đối tượng mà lại đã xuống một lần tay đều sẽ lạ thường phẫn nộ lại càng không cần phải nói đoàn thất tinh loại này hai tay dính qua vô số máu tươi chúa tể một phương nhìn cái dạng này đoàn thất tinh đã nhẫn nại không được chuẩn bị tự mình động thủ quân dụng thép nỏ lực sát thương cố nhiên rất mạnh muốn tại đoàn thất tinh có chuẩn bị điều kiện tiên quyết làm bị thương hắn, lại rất không dễ dàng. Nhớ năm đó, tại thiên nam biên cảnh vô biên vô hạn nguyên thủy trong rừng, đoàn thất tinh đơn thương độc mã, đối mặt kia bá song súng cùng hắn mấy tên tâm dưới phần bụng, kết quả cuối cùng cũng là đoàn thất tinh toàn thắng, đem kia bá cùng thủ hạ của hắn từng cái đưa tiến vào âm tàu địa phủ. Chỉ là một sát thủ, tính được cái gì? Cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đoàn vương ra, cái này hẳn là cũng không nhọc đến người tự mình động thủ đi, tiêu phàm khẳng định đã sớm làm chu đáo chặt chẽ an bài. Một câu chưa tất, một đạo hỏa hồng thân ảnh liền đã xuất hiện tại váy lâu mái nhà phía trên. Cơ khinh xa lập tức trừng lớn vũ mị hai mắt, đạo này hỏa hồng thân ảnh, nàng quá quen thuộc, quyền thiên thiên. chương 167, dị tộc. Quyền thiên thiên tựa hồ đặc biệt yêu quý màu đỏ phục sức. Một thân hỏa hồng thứ nhất nữ ma đầu, vô thành vô tức nhanh chóng hướng độc hành sát thủ tiếp cận. Đoàn thất tinh lại sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, muốn để lại người sống mới tốt. Không thể nghi ngờ, hắn cũng nhận biết huyền thiên thiên, biết vị này son phấn kiếm ra tay ác độc vô tình đặc điểm. Kia độc hành sát thủ muốn ngắm bắn con của hắn, đoàn thất tinh hận không thể ngủ nó ra ăn thịt hắn, bất qua lý trí nói cho hắn, người này là bắt được phía sau màn hắc thủ mấu chốt, tự nhiên hay là lưu lại người sống tương đối tốt. Cơ khinh sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng cũng không lo lắng, huyền thiên thiên cố nhiên thích hồ nháo, xuất thủ cũng tàn nhẫn, lại không phải không biết nặng nhẹ người. Nếu không, làm sao có thể đem lớn như vậy một cái yên chi xã kinh doanh phải phong sinh thủy khởi. Làm trộm mộ cái này nghề, đơn thuần tâm ngoan thủ lạt không thể được. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, uyển thiên thiên làm sao lại cam tâm tình nguyện vì tiêu phàm thúc đẩy, vị này tiểu cô họ tử, nhưng ngạo khí cực kỳ. Mà lại vô lợi không dậy sớm, muốn mời nàng giúp một chút làm ít chuyện, không cho chỗ tốt là quả quyết không được cùng huyền thiên thiên tiếp cận đến sau lưng 3 mét chỗ, kia độc hành sát thủ mới phát giác, bỗng nhiên quay người trở lại, trong tay bưng một chi đại hào quân dụng dòng dọc thép nỏ, đen nhánh nỏ thân cùng đồng dạng đen nhánh tên nỏ, tại đầu hạ dưới ánh mặt trời, lóng lánh tử vong quang trạch. Đúng lúc này, một đạo tiên diễm hồng mang tựa như cầu vồng, chém bay mà ra. Độc hành sát thủ thậm chí không kịp bóp thép nỏ sắt răng, cầm nỏ cánh tay liền đứt từ cổ tay, nặng nề thép nỏ mang theo một chi đoạn trưởng hướng mặt đất rơi đi, Nguyễn Thiên Thiên sớm đã có chuẩn bị, tay trái một dương, một đầu dây đỏ bay ra, tại thép nỏ sắp chạm đất nháy mắt câu ở nỏ thân, cổ tay trái lại lắc một cái, thép nỏ liền hướng Nguyễn Thiên Thiên kích xạ mà tới. Sau một khắc, Nguyễn Thiên Thiên trái tay nắm lấy thép nỏ, tay phải đỏ tươi son phấn kiếm thẳng tắp chỉ hướng độc hành sát thủ yết hầu, cười hì hì nói chớ lộn xộn, sẽ chết. Kia độc hành sát thủ ước chừng ba mười mấy tuổi bộ dáng, hai mắt hãm sâu, làn da ngăm đen, tướng mạo âm trầm, bất quá giờ phút này đoạn mất một cái tay, phải tay cầm thật chặt cổ tay trái chỗ cụt tay, máu chảy như suối, mím chặt đôi môi, sắc mặt bởi vì bỗng nhiên đại lượng mất máu mà trở nên tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà hạ. Hai mắt hung dữ tiếp cận huyền thiên thiên, như là sắp chết sói đói, đầy cõi lòng oán độc cùng vẻ tuyệt vọng. Chốc lát, kia độc hành sát thủ lại cười lên ha hả, tiếng cười như như cú đêm chói tai. Đại đương ra, cẩn thận hắn uống thuốc độc, đoàn thất tinh bỗng nhiên lớn tiếng nói, thân thể nhảy lên, bên trên bệ cửa sổ, không chút do so dự liền tung người nhảy xuống. Váy lầu cao 5 tầng, cùng đoàn thất tinh chỗ 8 tầng bệ cửa sổ ước chừng có 6-7 mét chênh lệch, dạng này cao độ đối với đoàn thất tinh mà nói, cơ bản sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ tiếc, đoàn thất tinh câu này nhắc nhở quá chế một chút, khi đoàn thất tinh thân thể khôi ngô nhẹ nhàng rơi vào váy lầu đỉnh bằng phía trên lúc, độc hành sát thủ tiếng cười như cú đêm kêu im bặt mà dừng, thân thể theo lan can chậm rãi ngã hoạt, một sợi đen vết máu màu tím từ khóe miệng tràn ra ngoài, hai mắt trắng dã, đã không có sinh mệnh khí tức. Uyển Thiên Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, cổ tay rung lên, son phấn kiếm thu vào, xinh xắn khóe miệng đi lên có chút nhếch lên, lại không nhìn sát thủ kia một chút, chuyển hướng Đoàn Thất Tinh, vừa cười vừa nói, "Đoàn Vương gia, tốt vấn khinh thân công phu." Đoàn Thất Tinh trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, cười khổ một tiếng. "Ước chừng cái này ngay miệng" cũng chỉ có uyển thiên thiên mới có thể khen hắn tốt tuấn khinh thân công phu A. Vị này yên chi xã đại đương ra họ cách, quả thật không giống bình thường. Ngay sau đó, tiêu phàm, cơ khinh xa cùng về sau chạy đến phạm nhạc, cũng đều xuống đến váy lâu đỉnh bằng phía trên. Cơ khinh xa nhíu mày nói, xem ra đây là cái rất nghiêm mật tổ chức. Nhiệm vụ thất bại, có bị bắt sống nguy hiểm, không chút do so dự uống thuốc độc tự sát, bình thường đến nói không phải độc hành sát thủ tác phong chỉ có nghiêm mật tổ chức sát thủ mới có thể như thế đúng chỗ khống chế thủ hạ. Đoàn thất tinh đánh giá sát thủ kia tướng mạo, nói từ tướng mạo đến xem, cái này người như là cái dị tộc, hẳn là Tây Á địa khu nhân trùng. Không có ai đi điều tra sát thủ thi thể, nếu là nghiêm mật như vậy tổ chức, sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ, không có khả năng ở trên người lưu hạ bất luận cái gì có thể cung cấp truy tra tư liệu. Cơ khinh xa từ tốn nói, bất kể như thế nào, đây cũng là một đường tác. Đoàn thất tinh nhẹ gật đầu, nói, ừm, kiểm tra thi thể khẳng định phải làm. Nghiêm mật như vậy tổ chức sát thủ, bản thân cũng là manh mối. Trong phạm vi toàn thế giới, tổ chức sát thủ không ít, nhưng tổ chức nghiêm mật lại không nhiều. Nhất có danh khí tổ chức sát thủ bản thân, xác thực chính là một đầu rất tốt truy tra manh mối. Đoàn tiên sinh, cờ tổng, thiên thiên cô nương, nơi này đã không có lưu lại tất yếu. Chúng ta đi trà trang đi, tiêu phàm bình tĩnh nói, không ai có dị nghị, mọi người cùng nhau rời đi váy lâu đỉnh bằng về phần sát thủ thi thể tự nhiên sẽ có người tới giải quyết tốt hậu quả hôm nay cái này hành động tiêu phàm cùng nhị sư huynh sớm đã cân đối tốt văn nhị thái ra người bên kia tay toàn bộ động viên văn thiên những năm này mặc dù cắm dễ tại hoàng hải nhưng ở kinh sư cũng không phải là không có căn cơ bất kỳ một cái nào tổ chức lớn cũng không thể hoàn toàn đem kinh sư bỏ qua một bên mặc kệ như thế quá không sáng suốt dù chỉ là bố trí một chút tuyến nhân tìm hiểu tin tức, đều là rất cần thiết. Trên quan trường sự tình, tiêu phàm đến giải quyết, tiểu quế tử phụ thân Quế Thanh Thu đã điều đến bộ bên trong đi làm việc, trực tiếp đảm nhiệm ba ván cục trưởng. Cái này bổ nhiệm, để chỗ có chú ý người đều rơi xuống một chỗ kính mắt. Quế Thanh Thu đối tiêu phàm cảm kích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá tiêu phàm lại là âm thầm cảm thán phương ra tại chính trị và pháp luật hệ thống lực ảnh hưởng, ngay cả hắn đều chưa từng ngờ tới phương lê sẽ trực tiếp đem quế thanh thu vận hành thành ba ván cục trường tiêu phàm nhìn quế thanh thu tướng mạo biết hắn vận thế rất phượng. lần này điều chỉnh nhân sự cũng có quý nhân tương trợ lúc trước tiêu phàm dự tính là quế thanh thu đảm nhiệm ba ván phó cục trưởng bài danh phía trên phân công bên trên nắm giữ nhất định thực quyền chờ ở ba ván đứng vững gót chân quen thuộc tình huống về sau lại có thể nói tiến một bước thăng thiên khả năng họ ai ngờ phương lê làm việc như thế gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng. xem ra đối phương lê người này cần thiết tiến một bước làm sâu sắc hiểu rõ. đi tới văn phòng cổng phạm nhạc đi mở xe đại bôn còn chưa tới một đài hỏa hồng sơ xe thể thao liền kết một tiếng dừng ở đoàn người trước mặt uyển thiên thiên cười hì hì nhảy xuống tới nói đại soái ca phần mặt mũi ngồi xe của ta đi hôm nay uyển thiên thiên vẫn như cũ là tiểu thanh tân bạch phú mỹ trang phục nhảy nhảy nhót nhót cho dù ai cũng không nghĩ đến liền vừa rồi nàng một kiếm liền đem độc hành sát thủ bàn tay cho tháo bỏ xuống. Cơ khinh xa là không cảm thấy kinh ngạc, đoàn thất tinh sắc mặt lại có chút xanh lét. Hắn cùng huyền thiên thiên chỉ gặp qua một lần mặt, là mấy năm trước đến Yến bác bái phỏng cơ khinh xa lúc trùng hợp đụng phải. Lúc đó, đoàn thất tinh coi là Uyển thiên thiên là cơ khinh xa tiểu muội muội ai ngờ cơ khinh xa lại giới thiệu với hắn nói. Vị này chính là phương Bắc nổi tiếng nhất nhóm người trộm mộ yên chi xã Đại Đương Giao Uyển Thiên Thiên. Lúc ấy Uyển Thiên Thiên vừa mới tiếp trưởng Yên Chi xã không lâu, tại đoàn thất tinh dạng này thành danh đã lâu giang hồ đại hào trước mặt, còn duy chỉ vốn có lễ phép, cũng không có quá giới hạn. Đoàn thất tinh lại nghĩ không ra, Uyển Thiên Thiên cùng tiêu phàm ở giữa là như thế kết giao. Thân là Thiên Nam Vương, đoàn thất tinh là cái rất lạc hậu người, đối với đương thời người trẻ tuổi rất nhiều diễn xuất, trên cơ bản rất khó tiếp nhận. Uyển Thiên Thiên là cô nương trẻ tuổi nhà, mẹ yêu náo họ tử, nhiều ít còn có thể lý giải, tiêu phàm gì cùng trầm ổn nặng nề đại gia khí độ, chẳng lẽ cũng sẽ cùng theo uyển thiên thiên cùng một chỗ hổ nháo. Bất quá đoàn thất tinh lập tức ngay tại tiêu phàm trên mặt nhìn thấy 10 điểm thần sắc bất đắc dĩ. Nhìn đến cảm giác của mình quả nhiên không sai, tiêu phàm cũng cầm vị này yêu náo đại đương ra không thể làm gì. Đi thôi đi thôi, uyển thiên thiên mặc kệ 3721, tiến lên liền kéo lại tiêu phàm cánh tay, quay đầu hướng cơ khinh xa, hay là mỉm cười. Tỷ tỷ, người không có ý kiến chứ? Tơ khinh xa có chút không hiểu thấu, ta có ý kiến gì. Không có tốt nhất, một cái tân lâm đã đủ ta nhức đầu, nếu là lại thêm cơ tổng mạnh mẽ như vậy đối thủ cạnh tranh, vậy ta phiền phức liền lớn. Thiên thiên, ngươi nói cái gì? Cơ khinh xa gương mặt xinh đẹp hơi hơi trầm xuống một cái. Nhà đầu này, càng ngày càng thích nói hưu nói vượt. Cái gì đối thủ cạnh tranh? Hi hi, quyền thiên thiên hướng cơ khinh xa làm cái mặt quỷ, cũng mặc kệ đại soái ca tình nguyện không tình nguyện, lôi kéo tiêu phàm liền chiếm hữu nàng po sơ, hướng đoàn thất tinh cùng cơ khinh xa dương giơ tay, po sơ nhẹ nhàng chấn động, như là mũi tên, nhàn rỗi ở giữa liền lao ra ngoài. Đoàn thất tinh giận xem líu lưỡi, cơ khinh xa mỉm cười nói, đoàn vương ra, thiên thiên chính là như thế cái họ tử, ta cùng nàng làm bằng hữu nhiều năm, sớm đã thành thói quen. Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ không ít, uyển thiên thiên còn tính là tại bình thường phạm trù bên trong, sau huyền thiên thiên càng thêm đặc lập độc hành giang hồ hào kiệt, đoàn thất tinh cũng đã gặp mấy vị. Đoàn thất tinh cười gật đầu, bất quá tiếu dung hơi có điểm cổ quái. Cơ khinh xa kinh ngạc nói, đoàn vương ra, có chuyện nói thẳng không sao. Đoàn thất tinh cười cười, nói cơ tổng, nếu như cố ý, tiêu một thiếu xác thực là người rất được tuyển. Cơ khinh xa hoàn toàn không nghĩ tới đoàn thất tinh sẽ nói ra một câu nói như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh xảo vũ nghị gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên hai mảnh nhàn nhạt hồng hà, càng thêm ba phân kiểu diễm yêu dã đoàn vương ra nói đùa, cơ khinh xa một mực độc thân, nhưng không biết có bao nhiêu người đang âm thầm phỏng đoán, đoán này hoa hồng có gai, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, lại hoặc là mãi mãi cũng đợi không được hái vị kia người hữu duyên. Đoàn vương ra, không nói đến ta cũng không có như thế ý đồ, cho dù có, ta cùng hắn ở giữa, khả năng họ cũng vô cùng tiểu. Tiêu ra dòng dõi đã được quyết định từ lâu hết thảy. Thiên thiên, có lẽ niên kỳ còn tiểu đi, không nghĩ tới những sự tình này. Chốc lát, cơ khinh xa nhẹ nói, làm tiêu gia đích trưởng tôn, tiêu phàm vĩnh viễn cũng không thể trở thành một cái thuần túy giang hồ nhân sĩ. Thử nghĩ một vị giang hồ đại hào hoặc là nhóm người trộm mộ thủ lĩnh, trở thành tiêu gia cháu dâu, kia là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Tiêu gia trưởng bối sẽ đồng ý cái này cọc việc hôn nhân mới là lạ. Chỉ là cơ khinh xa có chút không hiểu uyển thiên thiên ý đồ, cô gái nhỏ này mặc dù hồ nháo, tuyệt không phải đầu óc phát xuất người, thời khắc mấu chốt, tỉnh táo đến đáng sợ chỉ sợ hôm nay sở tác sở vi đều đều chất chứa thâm ý có mưu đồ khác tuyệt không phải thật hướng về phía đại soái ca đi phát hoa si đoàn thất tinh mỉm cười nói cơ tổng người tướng nhân chi thuật tinh chuẩn vô so chẳng lẽ nhìn không ra tiêu một thiếu nhưng thật ra là họ tình bên trong người hắn loại người này một khi mình nhận định bất kể là ai đều rất khó sửa đổi hắn cơ khinh xa im lặng nàng tự nhiên sẽ không nói cho đoàn thất tinh nàng tướng nhân chi thuật lại tinh chuẩn tại tiêu phàm trên thân cũng là hoàn toàn vô hiệu, người này toàn thân đều giấu ở một đoàn trong sương mù, khiến người khó mà nhìn trộm. chương 168, đua xe. Đại soái ca, không có ý tứ A, à, thanh sự tình làm hư. Không nghĩ tới tên kia miệng bên trong ngậm lấy độc dược. Hỏa hồng Porsche sơ xe thể thao vừa rời đi văn phòng, uyển thiên thiên liền chủ động xin lỗi. Bất quá miệng thảo luận lấy không có ý tứ, đại đương ra trên mặt nhưng không thấy hổ thẹn chi ý, Loại này thời khắc nguy cấp để mà tự sát liệt họ độc dược bình thường bị làm thành răng giả trực tiếp khảm nạm tại trên giường ngà một khi tình huống không đúng lập tức cắn nát bao con nhộng không đến một phút tử thần liền giáng lâm muốn ngăn cản kia độc hành sát thủ tự sát chỉ có một cái biện pháp nháy mắt chế trụ hắn không để hắn có cắn nát bao con nhộng cơ hội phương thức có hai loại thứ nhất chế huyệt thứ hai đánh ngất xỉu loại kia cực kỳ cao minh chế huyệt chi thuật chỉ ở giang hồ trong truyền thuyết tồn tại. Uyển Thiên Thiên cứ việc võ nghệ cao cường, nhưng cũng còn không có nắm giữ cao minh như thế chế huyệt thủ pháp. Lấy chế huyệt thuật khiến người nửa người chết lặng mất linh, ngược lại là có thể làm được đến. Phải giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả như thế, điểm chúng huyệt đạo, đối phương lập tức biến thành tượng đất, kia là tiểu thuyết. Chí ít huyền thiên thiên tạm thời còn chưa từng gặp qua dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Đánh ngất xỉu phương thức so ra mà nói, càng thêm trực tiếp có thể thực hiện. Nhưng cái kia độc hành sát thủ cảnh giác họ rất cao, dù coi như lấy Uyển Thiên Thiên chi năng, lấn đến gần phía sau hắn 3 mét chỗ, còn là bị hắn phát giác được. Xét thấy trong tay hắn cầm lực sát thương cực kỳ kinh người bạo tạc họ tên nỏ, Uyển Thiên Thiên lựa chọn duy nhất chính là lập tức đem loại nguy hiểm này giải trừ rơi. Nếu rơi vào tay tên nỏ bắn chúng, kia là phấn thân toái cốt hạ tràng. Độc hành sát thủ mục tiêu thế nhưng là một đài xe nhỏ, nói cách khác, cái này mũi tên mang theo liệt họ thuốc nổ có thể đem một đài xe nhỏ nổ thượng thiên. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, xong nghi cao lại, nói là ta không có tưởng tượng chu toàn. Sớm biết như thế, ta hẳn là thân tự xuất thủ. Ai, người đây là ý gì a? À? Quyền thiên thiên bỗng nhiên một cước đạp xuống đi, o sơ xe thể thao phát ra tiếng thắng xe chói tai, cứ như vậy dừng ở đường cái chính giữa. Tiểu nha đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, ngập nước mắt to chừng phải căng tròn, tiếp cận tiêu phàm, bộ dáng 10 điểm khó chịu. Tiêu một ít, chiều ý tứ này, ngài có biện pháp một chiêu đem hắn chế trụ, để hắn ngay cả cắn độc dược cơ hội đều không có. Uyển Thiên Thiên thật đúng là không tin, được chứng kiến Tân Lâm thất diệu cung tuyệt kỹ phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm, Uyển Thiên Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng khinh thường qua Tiêu Phàm, nhưng Uyển Thiên Thiên cũng không cho rằng Tiêu Phàm sẽ trong truyền thuyết chế huyệt chi thuật. Truyền thuyết chính là truyền thuyết, có, Tiêu Phàm từ tốn nói, đối Uyển Thiên Thiên dạng này không giảng quy tắc giao thông nguy hiểm dừng xe phương thức, không có nói ra bất cứ ý nghĩa gì, càng không có thúc giục Uyển Thiên Thiên tranh thủ thời gian một lần nữa nổ máy xe. Cứ việc sau lưng đã vang lên liên tiếp phanh lại thanh âm cùng nôn nóng phẫn nộ loa kháng nghị thanh âm. Người nói thật chứ, Uyển Thiên Thiên nguyên bản không phục lắm, thấy tiêu phàm cái này cao thâm mà chắc dáng vẻ, nhưng lại nửa tin nửa ngờ. Gia hỏa này, có lẽ thật có chút tà môn chiêu số. Tỷ như hắn sẽ vẽ bùa, mà lại đặc biệt có tác dụng. Điểm này, Uyển Thiên Thiên tự mình lĩnh giáo qua. Uyển Thiên Thiên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng xuất đạo thời gian cũng không ngắn rất sớm trước kia hay là cái chân chính tiểu nha đầu phiến tử thời điểm liền theo sư phụ chạy loạn khắp nơi giang hồ kiến thức ở xa rất nhiều cái gọi là nhiều năm lão thủ phía trên nhưng uyển thiên thiên nhìn không thấu tiêu phàm một chút cũng nhìn không thấu cơ khinh xa dùng tướng thuật nhìn trộm uyển thiên thiên thì là dùng nàng kinh nghiệm giang hồ đang nhìn trộm nhưng mà kết quả cũng giống nhau cái này là một câu đố nam nhân lão tiêu nhà thế mà xảy ra loại nam nhân này coi là thật cổ quái. Ừm, Tiêu Phàm đáp lại hay là không có chút rung động nào. Tốt a, à, một ngày nào đó, ta nhất định phải mở mang tầm mắt người loại thủ đoạn này. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên lại không tức giận, trở nên mỉm cười. Tiêu Phàm thật triệt để kích thích nàng lòng hiếu kỳ, trộm mộ người, trên cơ bản đều có cực kỳ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Làm Phương Bắc nổi danh nhất nhóm người trộm mộ đại đương gia, Uyển Thiên Thiên rất có tiền, có thể nói là không phải thường phi thường có tiền những cái kia chôn trong lòng đất cổ đại nói thường đồ dùng hàng ngày, móc ra chính là bó lớn bó lớn hiện tiền giấy. Vẹn vẹn chỉ là vì tiền, Uyển Thiên Thiên sớm liền có thể trậu vàng rửa tay. Nàng hiện tại gia sản, đầy đủ nàng vượt qua xa xỉ nhất sinh hoạt, thậm chí có thể qua mấy đời. Cũng không phải vì đi theo nàng Yên Chi xã huynh đệ tỉ muội, những năm này tích lũy tài phú, có thể để Yên Chi xã mỗi một vị hạch tâm thành viên đều vượt qua dễ chịu thời gian. Uyển Thiên Thiên trộm mộ động lực chân chính, chính là lòng hiếu kỳ của nàng. Ngẫm lại xem, tại Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, dã ngoài hoang vu bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đào ra một cái cổ nhân phần mộ, khi tiến vào mộ huyệt trước đó, người vĩnh viễn không biết trong mộ có chút vật gì tốt. Cái đồ chơi này so mua sổ số còn kích thích, mỗi một lần chờ đợi, có lẽ thành công có lẽ thất bại, nhưng loại kia mong đợi tâm tình là đồng dạng, đủ để khiến người nghiện làm không biết mệt. Hiện tại Tiêu Phàm tại Huyền Thiên Thiên trong lòng, có lẽ đã thành một cái sống cổ mộ, Uyển Thiên Thiên rất muốn đem bao trùm ở trên người hắn những cái kia bùn đất một chút xíu đào lên, đem hắn lột được trần trùng trục không mảnh vài che thân, hảo hảo nghiên cứu một chút, nam nhân này trong thân thể đến cùng ẩn giấu đi loại nào bí mật. Uy, làm sao lái xe đâu? Một đài màu xám xe BMW từ bên cạnh siêu tới, lái xe quay cửa xe xuống, hướng về phía Porsche chính là một trận gầm thét. Xe BMW chủ ước chừng ba mười mấy tuổi, ngắn tóc húi cua, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tướng mạo hung ác, Xem xét cũng không phải là dễ sống chung, giờ phút này càng là nổi giận đùng đùng. Vừa rồi chính là hắn đi theo poster phía sau, Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên phanh lại, kém chút liền một đầu đụng vào. Tiêu Phàm cười lắc đầu, Uyển Thiên Thiên quay cửa xe xuống, hướng tóc húi cua hung hãn nam dựng thẳng lên ngón giữa tay phải. Kia tinh xảo bàn tay nhỏ trắng Ngoãn chỉ, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bao nhiêu xinh đẹp. Như thế xinh đẹp ngón tay đánh ra dạng này hung hãn thủ thế, cũng coi là một đại kỳ quan. Tóc húi của Nam hiển nhiên không nghĩ tới Poser chủ xe là đẹp như vậy tiểu cô nương, lập tức liền sướng sở ngơ ngác một chút. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện, Poser đã xoát hướng trước biểu ra ngoài. Có gan cùng lên đến, Poser nổi lên trong cuồng phong, ẩn ẩn truyền đến huyền thiên thiên tiếng cười như chuông bạc. Thảo, tiểu gãi hàng, nghĩ kẹt xe a à, tốt, lão tử chơi với ngươi, chơi không chết ngươi, tóc húi của Nam là cái không chịu thua chủ, lập tức cuồng nhấn ga xe BMW cũng nổi điên như đi theo. Từ văn phòng đến thiên nam quán trà một đoạn này, mặc dù còn không tính là thành phố thủ đô bên trong nhất chen chúc đường cái, số lượng xe chạy cũng không nhỏ, thực tế không phải xe đua tốt đoạn đường. Thế nhưng là Uyển đại đương ra mới mặc kệ những thứ này. Nàng nghĩ đua xe liền muốn đua xe, ai cũng không xen vào. bao sơ nhanh như điện chớp, tại trên đường cái làm chi chữ ngoặt, không ngừng vượt qua. Uyển thiên thiên còn cố ý quay cửa xe xuống, tiếng gió rít gào, nhưng cũng không che giấu được nàng như chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Tóc húi của nam kỹ thuật lái xe tựa hồ cũng không yếu, cắt gao cắn bao sơ. Tiêu phàm sắc mặt như thường, chỉ là khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, để Uyển Thiên Thiên trong lòng càng thêm không cam lòng. Uyển Thiên Thiên đã lớn như vậy, còn không có bị nam người xem thường qua. Tiêu phàm rõ ràng không có so với nàng hơn mấy tuổi, lại luôn ở trước mặt nàng bày làm ra một bộ đại ca ca ông cụ non dáng vẻ, tựa hồ huyền thiên thiên sở tác sở vi, đều đều là tại hồ nháo, chẳng qua là nhịn lấy không nói ra miệng thôi. Huyền thiên thiên mặc màu hồng phấn ra dê dày chân nhỏ, lại đi xuống dẫm một điểm chân ga. Xe BMW chăm chú theo sau, tiểu tử, huyền thiên thiên bỗng nhiên lại là bỗng nhiên một cước phanh lại đạp xuống. Kít tóc húi của nam vội vàng không kịp chuẩn bị, dồn sức đánh tay lái, đồng thời liều mạng phanh xe, rốt cục tại đụng vào bên đường giải cây xanh trước đó, đem xe dừng lại tóc húi cua nam sắc mặt trắng bệch, há to miệng, hô hô thở dốc, song tay cầm thật chặt tay lái, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Quyền Thiên Thiên chậm rãi ngang nhiên xông qua, lần nữa hướng tóc húi cua nam dựng thẳng lên đẹp mắt có phải hay không ngón giữa. Tóc húi cua nam vô lực nhìn nàng một cái, giống như là toàn thân tinh lực bỗng nhiên bị rút sạch, dùng sức thở. Quyền Thiên Thiên lộ ra mỉm cười thắng lợi, đạp cần ga, sơ lại biểu ra ngoài. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tóc húi cua nam mới rốt cuộc chậm tới, không chịu được liều mạng đánh lấy tay lái, chửi ầm lên. Uyển Thiên Thiên rốt cuộc đem cửa kính xe thăng lên, cười khanh khách phải rất là vui vẻ. Ai, ngươi đừng cái dạng này được không? Ta biết ngươi không nhìn chúng ta, ngươi là hào môn đại thiếu gia, thiên hoàng quý tộc, không nhìn chúng chúng ta loại này giang hồ nữ tử. Ngươi liền thích tân lâm loại kia không nói không rằng, ngoan ngoãn nghe lời chính là không phải. Tiêu phàm loại kia vẫn như cũ nhàn nhạt biểu lộ, đến cùng kích thích huyền thiên thiên mẫn cảm thiếu nữ thần kinh, tiếng cười như chuông bạc im bặt mà dừng, tú mỹ liễu diệp song mi dựng lên. Huyền thiên thiên hung tợn tiếp cận tiêu phàm, không phải, tiêu phàm lắc đầu, nói, lập tức lại tăng thêm một câu. Ta thích tân lâm, cùng nàng họ cách không quan hệ, cùng xuất thân của nàng cũng không quan hệ. Ha, người rốt cuộc thừa nhận, người thích nàng, huyền thiên thiên giống phát hiện đại lục mới như kêu la tiêu phàm mang theo kinh ngạc nói ta vẫn luôn không nói ta không thích nàng a đắc chí uyển thiên thiên hừ lạnh một tiếng đỏ chói miệng nhỏ bĩu lên giống như là hờn dỗi. bỗng nhiên đem xe lần nữa ngừng lại bất quá lần này nàng là sang bên dừng xe không tiếp tục chơi mạo hiểm động tác tiêu phàm người chọc ta người biết không uyển thiên thiên nhìn qua tiêu phàm rất chân thành nói đã không có gọi đại soái ca cũng chưa từng xưng hô tiêu công tử tiêu một thiếu gọi thẳng tên ta biết Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, vẫn điểm bụi không sợ hãi. Uyển thiên thiên hận nhất chính là cái này. Nam nhân này tại không nhìn nàng. Nếu như tiêu phàm lộ ra sắc sắc biểu lộ, hoặc là ra vẻ thanh cao không để ý tới nàng, thậm chí khai thác thủ đoạn bạo lực, muốn đưa nàng thu được giường, Uyển thiên thiên đều sẽ không như thế sinh khí. Kia vừa vặn chứng minh mị lực của nàng, nhưng loại này không quan trọng thái độ, thật để Uyển thiên thiên bị thương rất nặng. Từ khi nàng 12 tuổi bắt đầu, phàm là gặp qua nàng nam nhân, chỉ cần không phải già đến không rời nổi bước chân, liền không có một cái cùng tiêu phàm tương tự. Quyền thiên thiên từ bọn hắn kia ánh mắt nóng bỏng bên trong, một chút liền có thể nhìn ra được, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tốt, người châu, người thực nghiêu, uyển thiên thiên chố mắt chốc lát, hướng tiêu phàm giơ ngón tay cái lên. Chỉ là huyền đại đương ra tự nhiên nghĩ không ra, giờ này khắc này, thực nghiêu tiêu một ít, trong đầu kỳ thật tại dồn sức đánh trống, kém xa hắn bên ngoài đồng hồ bình tĩnh như vậy. Tiêu Phàm không phải đối Uyển Thiên Thiên có ý tưởng gì, hắn chỉ là khẩn trương. Thật rất khẩn trương, đối phó nữ hài tử, nhất là Uyển Thiên Thiên loại này thích hồ nháo, lại xinh đẹp phải không tưởng nổi nữ hài tử, tiêu chân nhân quả thật không có nhiều kinh nghiệm. Đây là tiêu Phàm uy hiếp, nhất định phải đứng vững, 10 triệu không thể để cho Uyển Thiên Thiên phát giác được mảy may sơ hở, không phải sự tình thật sẽ rất phiền phức. Đối điểm này, tiêu Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Chương 169, đưa hàng tới cửa. Porsche cùng bộ kia không chút nào thu hút nửa mới không cố đô sinh xe nhỏ, cơ hồ là đồng thời đến thiên nam trà trang. Từ hai cái phương hướng khác nhau, mặt đối mặt rừng ở trà cửa trang miệng. Quyền thiên thiên tại trên đường cái cùng BMW nam đấu khí thời điểm, phạm nhạc sớm đã vững vững vàng vàng đem đại bôn mở đến trà trang, cơ khinh xa, đoàn thất tinh tại trà trang đại đường chỗ chờ. Quyền thiên thiên từ trên ghế lái nhảy xuống, nhanh chóng chuyển tới xe phải, rất hiển nhiên là muốn cho tiêu phàm mở cửa tiểu nha đầu đây là nhìn thấy tân lâm tới, trong đầu lại động ý đổ xấu, muốn hổ nháo một thanh. Đáng tiếc tiêu phàm không cho nàng cơ hội này, Uyển thiên thiên chưa đưa tay, tiêu phàm đã mình đẩy cửa xe ra đi xuống. Uyển thiên thiên cũng lờ đánh, nhảy ca tương tiến lên, muốn kéo tiêu phàm cánh tay, tiêu phàm dưới chân hơi một gia tốc, đã kinh hoàng quá khứ. Cơ khinh xa kịp thời tiến lên hai bước, cùng tiêu phàm nắm tay, mỉm cười nói, hoan nghênh tiêu một thiếu đại giá quang lâm thiên nam trà trang, bồng tất sinh huy cơ khinh sa làm sao không rõ ràng uyển thiên thiên tâm tư ngay trước tân lâm mặt như này hồ nháo sợ là muốn gây tai họa thất diệu cung truyền thừa chi cổ lão thế lực khổng lồ vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng không lý do đắc tội tân lâm có chỗ tốt gì phi vũ ngay cả điểm thất việt trảm theo giang hồ truyền văn chính là thất diệu cung cung chủ tuyệt kỹ từ trước chỉ có cung chủ cùng cung chủ truyền người mới có thể tu tập cơ khinh sa cứ việc còn không thể xác định Tân Lâm đến cùng là thất diệu cung đương đại cung chủ hay là cung chủ truyền nhân, nhưng vô luận loại kia thân phận đều không thể coi thường. Thất diệu cung cung chủ hoặc là cung chủ truyền nhân thành lão tiêu nhà đích trưởng tôn thiếp thân nha hoàn, bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị không nói lên lời. Lại không có làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn trước đó, cơ khinh xa nhưng không nguyện ý nhìn thấy Uyển thiên thiên cùng Tân Lâm lên xung đột chính diện. Đoạt vợ mối hận là nam nhân nhất không thể chịu đựng sỉ nhục. Đồng lý, Uyển Thiên Thiên xuất thủ đoạt tân lâm bạn trai, làm không tốt liền muốn kết xuống vĩnh viễn không thể giải tử thù. Lại mặc kệ tân lâm cùng tiêu phạm quan hệ đến cùng như thế nào, chỉ ít tồn tại loại khả năng này họ. Tại cơ khinh xa trong mắt, tân lâm cùng tiêu phạm quan hệ, mặt ngoài cùng phạm nhạc cùng nàng quan hệ có chút cùng loại, trên bản chất có khả năng tuyệt không giống nhau. Nàng cùng phạm nhạc tổ hợp rất thuần khiết, không liên quan đến chuyện nam nữ. Bởi vì là nàng chiếm cứ lấy quyền chủ động. Phạm Nhạc có lẽ cũng ở trong lòng thầm mến nàng, nhưng lại chưa bao giờ nói ra miệng. Cơ khinh xa không nguyện ý đi phỏng đoán Phạm Nhạc tâm tư, có chút sự tình, khó được hồ đồ. Thật làm rõ, có lẽ ngay cả bằng hữu đều không có làm. Mà tại tiêu phàm cùng tân lâm tổ hợp bên trong, rất rõ ràng là tiêu phàm chiếm cứ lấy chủ động. Tại chuyện nam nữ bên trên, bình thường nam nhân sự nhẫn nại xa so nữ nhân phải kém, tiêu phàm nếu như chủ động khởi xướng thế công, đoán chừng tân lâm bị công hãm khả năng họ cực lớn tơ khinh xa cùng uyển thiên thiên họ cách hoàn toàn khác biệt có thể nói là hai thái cực hết lần này tới lần khác hai nàng lại là khuê chuyện trên đời này tình ai lại có thể nói rõ được sở đâu uyển thiên thiên nhếch miệng tân lâm từ trong xe đi xuống thần sắc vẫn như cũng nhàn nhạt tựa hồ đối với tiêu phàm ngồi tại uyển thiên thiên chuyện trên xe làm như không thấy theo sát phía sau xuống xe đoàn khổng tước từ bước ra cửa xe một khắc này liền cúi đầu thấp xuống, lại không có nâng lên qua. Đoàn khổng tước sớm liền thấy cha cửa trang miệng đoàn thất tinh, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, lão đầu tử tự mình từ phía trên nam chạy tới, đoán chừng hắn có thể lập tức rời đi địa phương quỷ quái này, chạy về thiên nam đi. Kinh hãi là, không biết sau khi trở về, lão đầu tử muốn thế nào thu thập mình. Đoàn thất tinh nhìn dặm xa xôi chạy đến kinh sư, chẳng khác gì là hướng tiêu phàm nhận thua chịu thua. Đoàn khổng tước biết lão tử nhà mình họ cách, cái này trong lòng biệt khuất, từ khỏi cần nói phải. Đoàn thất tinh thật giống như không nhìn thấy hắn, không thèm để ý, lần nữa cùng tiêu phàm nắm tay, hàn huyên vài câu. Cái này thiên nam trà trang, hắn tính được là nửa người chủ nhân đi. Cứ việc không phải hắn cùng cơ khinh xa hồn vốn kinh doanh, nhưng tất cả lá trà đều là từ hắn trực tiếp chỉ định lá trà thương cung ứng. Tân lâm chậm rãi đi tới, từ tốn nói, đoàn vương ra, con của người ta cho mang tới, hoàn hảo không chút tổn hại, không ít một gây hàn mau. Đoàn thất tinh ôm quyền vái chào, thành tâm thành ý nói, đa tạ tân cô nương chiếu cố, đồ hỗn trướng này cho tân cô nương thêm phiền phức. Tân lâm lạnh nhạt nói, kia thật không có, những ngày thời gian, đoàn tiểu vương ra một mực ở tại khách sạn, đại môn không bước nhị môn không ra, rất thủ quy củ. Đoàn thất tinh khóe miệng lóe lên nụ cười khổ, hắn lần này là độc thân vào kinh thành, lại cũng không biểu thị hắn không có làm tốt công khóa. Có quan hệ tiêu phàm tình huống, sớm đã tại cơ khinh xa nơi đó hiểu qua cơ khinh xa cố ý nâng lên tân lâm thất diệu cung trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đoàn thất tinh tự nhiên cũng đã được nghe nói con của hắn cố nhiên võ công không yếu nhưng cùng tân lâm tương đối mà nói khẳng định không cùng đẳng cấp đoàn khổng tước lúc nào như thế trung thực qua xem chừng thực tế là bị tân lâm sợ vỡ mật lúc này mới ngoan ngoãn đợi tại khách sạn cái kia cũng không dám đi cơ khinh xa mỉm cười nói tiêu một ít tân cô nương đoàn vương gia, thiên thiên, mời đi vào ngồi đi. Đoàn vương gia từ phía trên nam mang nửa cái trà bánh tới, mọi người cùng nhau nếm thử. Nửa cái trà bánh, đoàn thất tinh nhìn dặm xa xôi từ phía trên nam đưa đến thủ đô đến, có thể thấy được trà này bánh không giống bình thường. Cơ khinh xa chưa từng chào hỏi đoàn khổng tước, ở đây, không có vị trí của hắn. Lập tức một đoàn người tại cơ khinh xa tự mình dẫn dắt phía dưới, tiến vào trà trang, tiến về hồ trung tâm giả sơn đình nghỉ mát. Tiêu phàm trên đường đi nhiều hứng thú đánh giá toàn bộ trà trang bố cục, rất cao minh phong thủy cách cục. Cơ tổng, trà này trang bố cục là ai thiết kế? Cơ khinh xa nhẹ giọng đáp, là ta thiết kế. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, trà này trang phong thủy bố cục, là điển hình hà lạc phái phong cách. Hà lạc phái truyền thừa, vẫn luôn rất thần bí, nghe nói là được từ hà đồ cùng lạc thư, hà đồ vì thể, lạc thư vì dùng, hà đồ chủ thường, lạc thư chủ biến, hà đồ trùng hợp. Lạc thư nặng phân, phương viên tướng dấu, âm dương tướng ôm, tương hỗ vì dùng, không thể chia cắt. Hà lạc đạo thống truyền thừa chi cửu viễn, không kém hơn vô cực đạo thống. Tương truyền, hà đồ lạc thư là dễ học liên quan tới bát quái khởi nguyên, thậm chí còn tại chu dịch thành sách trước đó. Đương nhiên, hiện tại truyền thừa phong thủy hà lạc phái, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là viễn cổ hà lạc đạo thống truyền thừa một cái chi nhánh. Thiên hạ vạn pháp, nguồn gốc từ một lý, trăm sông đổ về một biển. Cùng cơ khinh xa lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tiêu phàm liền cho cơ khinh xa xem tướng qua tại tướng người mà nói đây cơ hồ thành một loại nào đó bản năng tại cơ khinh xa trên thân tiêu phàm cảm nhận được rất rõ ràng trời cơ che đậy chi lực từ đó có thể biết cơ khinh xa cũng là người trong đồng đạo về phần tu vi rất cao thâm lại không phải một chút liền có thể nhìn ra được từ thiên nam trà trang phong thủy bố cục đến xem chỉ ít cơ khinh xa tại phong thủy kham dư bên trên tạo nghệ rất cao có lẽ cái này cũng có thể giải thích cơ khinh xa vì sao có thể lấy được hôm nay quyền thế địa vị cơ khinh xa mắt đẹp đảo mắt ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa tại tiêu phàm trên mặt đảo qua tiêu phàm tại nhìn trộm nàng nàng làm sao không nghĩ đối tiêu phàm hiểu càng xâm nhập thêm một điểm rất rõ ràng tiêu phàm cùng nàng trước kia thấy qua bất luận một vị nào hào môn nha nội đều tuyệt không giống nhau lão tiêu nhà thế mà ra một vị tu vi cao thâm đại thuật sư thú vị đi tới hồ trung tâm đình nghỉ mát tiêu phàm đoàn thất tinh, cơ khinh xa ba người ngồi xuống. Phạm nhạc đứng tại cơ khinh xa sau lưng, đoàn khổng tước rủ xuống cái đầu, đứng tại đoàn thất tinh sau lưng, tân lâm đứng tại tiêu phàm sau lưng, uyển thiên thiên thế mà cũng không ngồi, cũng đứng tại tiêu phàm sau lưng, cùng tân lâm đặt song song. Tân lâm mặc một bộ áo sơ mi trắng, mài nước lan quần jean, uyển thiên thiên thì là hỏa hồng váy trang, hai tên đại mỹ nữ một đoan trang lãnh diễm, một thần thái bay dương, hình thành cực kỳ tươi sáng đối so. Cơ khinh xa xong mi có chút nhân lại, nói thiên thiên, đừng hổ nháo. Người ta tân lâm nói rõ là tiêu phàm thiếp thân nha hoàn, đứng như vậy là thủ quy củ, người uyển đại đương ra xem náo nhiệt gì. Uyển thiên thiên đùa vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ta không có hổ nháo. Ta đã quyết định, muốn đưa hàng tới cửa. Hiện tại đây là thực tập giai đoạn, ta trước tiên cần phải học được làm sao hầu hạ người. Đoàn thất tinh mặt bên trên lập tức hiện lên cực kỳ cổ quái ý cười cơ khinh xa lại gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, tựa hồ có chút không vui. Tiêu phàm khóe miệng hơi vỉnh, cười khổ không thôi, đoàn khổng tước lại nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt tại huyền thiên thiên cùng tân lâm trên mặt chợt lóe lên, lại nhanh chóng cúi đầu. Trong đầu âm thầm oán thầm không thôi, không mang dạng này chơi, đoàn khổng tước mặc dù có long dương chuyện tốt, nhưng cũng không bài xích mỹ nữ, nhất là huyền thiên thiên dạng này một cùng một đại mỹ nữ. Tại đấu cho trận lần thứ nhất nhìn thấy huyền thiên thiên thời điểm, liền kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá Uyển Thiên Thiên đối đoàn tiểu vương ra lại không giả mảy may sắc thái, đã từng rất rõ ràng đã cảnh cáo đoàn khổng tước, lại hướng nàng trừng mắt, nàng sẽ đem đoàn khổng tước hai mắt đều cho móc ra. Đoàn khổng tước tin tưởng nàng nói được làm được, ai ngờ hiện tại, cô nãi nãi này lại muốn đưa hàng tới cửa, chủ động học tập hầu hạt tiêu phàm kỹ xảo. Có như thế đã kích người sao? Tiêu phàm cái này tiểu bạch kiểm đến cùng có gì loại mị lực, dẫn tới từng cái đại mỹ nhân như là thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Quyền Thiên Thiên liền đứng như vậy, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, thậm chí ngay cả Tân Lâm ánh mắt đều không thèm để ý. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, quản được sao? Quyền Thiên Thiên chính là như vậy họ cách, ai cũng không thể ép buộc nàng cải biến. Cơ Khinh xa nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý Quyền Thiên Thiên, biết nha đầu này khởi sướng điên đến, không người khuyên phải động. Hôm nay nhân vật chính dù sao không phải nàng, trước giải quyết chuyện đứng đắn lại nói. Nàng yêu náo liền để nàng náo đi thôi, dù sao đau đầu chính là tiêu một ít, không phải cơ tổng. Cơ khinh xa tự mình pha trà, duỗi ra ngón tay dài nhọn, đem một chén trong chẻo cháo bột đưa tới tiêu phàm trước mặt, mỉm cười nói tiêu một ít, đây là 30 năm chân tàng mầm trắng, ta cũng là lần đầu hết tới, mời tiêu một thiếu phẩm nhất phẩm. 30 năm chân tàng năm xưa mầm trắng, khẳng định là cực tốt. Tiêu phàm mỉm cười, nâng chung trà lên, nhàn nhạt phẩm một ngụm. Càng trần càng thơm, là chè phổ nhỉ khác biệt với cái khác trà rõ rệt nhất đặc điểm. Cái khác lá trà quý ở mới, mà phổ nhị thì quý ở trần, được xưng là có thể nhập miệng đồ cổ. Ừm, cảm giác thuần khiết, trong veo nước miếng, đúng là trà ngon. Đối với trà một trong nói, tiêu phàm cũng là đại hành gia. Đây là thụ chỉ thủy tổ sư ảnh hưởng, chỉ thủy xem cất kỹ không ít cực phẩm trà trà, trong đó có chuyên cung cấp tiêu lão gia tử cùng siêu cấp đại nhân vật chính tông cực phẩm trà long tình. Đoàn thất tinh mỉm cười nói, có thể được tiêu một thiếu kim khẩu một tán, so bất luận cái gì đánh giá đều muốn khó được. Đoàn tiên sinh khách khí. chương 170, bên ngoài vòng tròn. Tiêu một ít, đoàn khổng tước không nên thân, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm tiêu một thiếu hổ uy. Nuôi không dậy, lỗi của cha. Đoàn thất tinh hổ thẹn vô địa, cần này hướng tiêu một thiếu bồi tội. Nói, Đoàn Thất Tinh đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng về Tiêu Phàm xá giải tới đất. Đoàn Khổng Tước một đôi mắt nháy mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Đã lớn như vậy, đây là Đoàn Khổng Tước lần đầu nhìn thấy lão cha hướng người xá giải bồi tội. Thiên Nam Vương gì ngang phần, làm sao cùng ngạo khí? Tiêu Phàm thản nhiên thụ chi, sắc mặt như thường, cùng Đoàn Thất Tinh đứng thẳng người lên, cái này mới chậm rãi nói, "Đoàn tiên sinh, lệnh lang tác phong làm việc, quả thật có chút hương ngạnh. Loại này ăn không được nửa điểm thua thiệt, chịu không nổi nửa điểm khí họ cách, sớm muộn sẽ chịu đau khổ. Đoàn Thất Tinh mặt hiện màu đỏ tím, chậm rãi ngồi xuống, nói tiêu một nói ít đến mức hoàn toàn chính xác, đoàn khổng tước đích thật là bị ta làm hư. Tại Khánh Nguyên Thành, tiêu một thiếu có thể hạ thủ lưu tình, đoàn Thất Tinh đã rất cảm kích. Nhìn qua, đoàn Thất Tinh nói ra từ đáy lòng, nếu như tại Khánh Nguyên khách sạn, yến tây dưới lầu tay lại hung ác một chút, không nói tại chỗ muốn đoàn khổng tước mạng nhỏ để hắn gãy tay gãy chân, tại nằm cái một năm nửa năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Việc này, từ đầu tới đuôi đều là đoàn khổng tước làm được không chính cống, hôm nay tiêu phàm có thể để cho đoàn khổng tước toàn cần toàn vũ đứng tại hắn đoàn thất tinh trước mặt, đã là phi thường đạo nghĩa. Ngay cả tân lâm mấy ngày nay đều không đi theo tiêu phàm bên người, trên danh nghĩa là tại thời đại khách sạn giám thị đoàn khổng tước, còn không bằng nói là tại bảo vệ hắn, miễn cho đoàn khổng tước bị người giết, gây nên tiêu phàm cùng đoàn thất tinh ở giữa toàn diện xung đột. Thiên Nam đoàn ra, nếu như là thuần túy chính trị gia tộc, thế thì không sao. Tại lão tiêu gia uy áp phía dưới, địa phương chính trị gia tộc chỉ có thỏa hiệp con đường này có thể đi. Đây là từ thực lực tuyệt đối quyết định, hết lần này tới lần khác đoàn thất tinh là cái nửa trắng nửa đen kiêu hùng. Lão tiêu nhà lấy thế lôi đình vạn quân đè xuống, thiên Nam đương cục chịu không được áp lực, có lẽ sẽ toàn diện thanh tẩy đoàn thất tinh tại thiên Nam thế lực nhưng chỉ cần không có đem đoàn thất tinh đưa vào chỗ chết, tình huống liền sẽ trở nên 10 điểm phiền phức. Tiêu Phàm có lẽ không sợ đoàn thất tinh âm thầm trả thù, nhưng không có nghĩa là Tiêu gia những người khác cũng không sợ. Nhất là Tiêu Thiên, Tiêu Thiên trên thân gánh chịu lấy làm vinh dự Tiêu gia cửa nhà, truyền thừa Tiêu gia quan vinh trách nhiệm. Tiêu Phàm quyết không thể cho phép Tiêu Thiên xảy ra ngoài ý muốn. Cái này là ranh giới cuối cùng, lui không thể lui đây cũng là tiêu phàm rất sảng khoái liền đáp ứng cơ khinh xa hòa giải nguyên nhân chủ yếu. Cường giả chân chính, ở chỗ đoàn kết, mà không ở chỗ giết chóc. Dù coi như tiêu phàm đem đoàn thất tinh phụ tử cùng toàn bộ đoàn gia tại thiên nam thế lực tất cả đều xóa bỏ, cũng không, tiêu hao quá nhiều chính trị tài nguyên không nói, còn sẽ khiến giang hồ đại hào người người cảm thấy bất an, cùng cừu địch hy, từ đây đem tiêu ra cùng tiêu phàm xếp vào địch nhân hàng ngũ. Muốn tin phục đối thủ của ngươi, không phải đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mà là tại chèn ép hắn đồng thời, cho hắn hy vọng. Có hy vọng, liền sẽ không làm loạn. Đoàn tiên sinh, giang hồ có giang hồ quy củ, đoàn khổng tước cùng ta kết oán, có thể hướng về phía ta tới. Nhưng thiết kế người nhà của ta, cái này đã vượt qua ta danh giới cuối cùng. Ta ngưỡng mộ đoàn tiên sinh là cái nhân vật, chuyện này, như vậy quá khứ. Bất quá, từ nay về sau, mời đoàn tiên sinh đối đoàn khổng tước chặt chẽ quản giáo. Ta không hy vọng lại có tình huống tương tự phát sinh phàm quá tam ba bận, tiêu phàm chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng rất nghiêm túc. Đoàn thất tinh lại khom người một chút, nói, mời tiêu một thiếu yên tâm. Mặc dù ngôn từ ngắn gọn, lại là lời hứa ngàn vàng. Tiêu phàm kỳ thật đã đem lời nói được đặc biệt minh bạch, đây là một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, đoàn khổng tước có phải là còn có thể sống sót, tiêu phàm không bảo đảm. Đoàn thất tinh rất rõ ràng, tiêu phàm tuyệt không phải uy hiếp, mà là tại tự thuật một sự thật. Nếu quả thật dẫn lửa tiêu phàm cùng toàn bộ tiêu ra, đoàn thất tinh có lẽ có thể toàn thân trở ra, đoàn không thức tuyệt không có may mắn như vậy, càng không có như thế bảo mệnh bản sự cùng thủ đoạn. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Phàm nhẹ nói, đoàn tiên sinh, thời đại khác biệt, chính sách cũng khác biệt. Xã hội muốn hài hòa, kinh tế muốn phát triển, lời nói này, lại không phải lấy vô cực môn trưởng giáo chân nhân thân phận nói, mà là lấy tiêu gia đích trưởng tôn thân phận nói. Đoàn thất tinh muốn chân chính tại thiên nam đứng vững gót chân dài bảo đảm phú quý, như vậy nhận rõ tình thế, theo sát tình thế, liền 10 điểm tất yếu. Đoàn thất tinh tại thiên nam giới chính trị cùng giới kinh doanh lực ảnh hưởng, đều là không cần nói cũng biết. Đứng tại Tiêu gia đích trưởng tôn lập trường mà nói, Tiêu Phàm cũng không nguyện ý đem đoàn thất tinh đẩy hướng mình mặt đối lập. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nói chính là như thế cái đạo lý. Đoàn thất tinh sợ hãi mà kinh, lần nữa đứng dậy, kính cẩn nói, nhiều tạ Tiêu một thiếu chỉ điểm. Đạo lý này Hắn kỳ thật rất rõ ràng, hoàn toàn khỏi phải tiêu phàm đến điểm tỉnh hắn. Tại Đoàn Thất Tinh nghe tới, Tiêu Phàm cái này ngắn ngủi hai câu nói bên trong, kỳ thật chiết xạ ra một cái hết sức rõ ràng tín hiệu người nhận rõ tình thế, như vậy tương lai lão Tiêu nhà là bạn không phải địch. Đối Đoàn Thất Tinh đến nói, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiếp vào cơ khinh xa điện thoại, nói Tiêu Phàm để hắn tự mình đến kinh sư đến lĩnh người, Đoàn Thất Tinh trong lòng, kỳ thật cũng chẳng phải vui lòng. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhi tử tại tay người ta bên trong chụp lấy, không bồi thường tội quả quyết không qua được. Đã tiêu phàm muốn bắt bóp, muốn bày kinh sư hào môn lớn nhà nội giá đỡ, đoàn thất tinh cũng chỉ có thể phối hợp. Tại tiêu phàm lỡ hẹn thời điểm, đoàn thất tinh càng thêm kiên định mình ý nghĩ, cái này tiêu phàm, cũng là hoàn khố nha nội. Tác phong làm việc cùng đoàn thất tinh được chứng kiến những cái kia đại hoàn khố, không có bao nhiêu khác nhau. Cho đến nhìn thấy cái kia độc hành sát thủ, đoàn thất tinh mới ý thức tới mình sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Tiêu phàm lòng dạ khí độ, tuyệt không phải hắn trong tưởng tượng như thế hẹp nhỏ, vì thành toàn mình hàng hiệu nha nội mặt mũi, tận lực để hắn đoàn thất tinh nhìn dặm xa xôi đưa đến kinh sư đưa cho hắn đánh mặt. Tiêu phàm cử động lần này thâm ý sâu sắc, là vì triệt để cùng hắn hòa giải. Nhưng mà nghe tiêu phàm những lời này, đoàn thất tinh lần nữa ý thức được, mình còn là xem thường tiêu phàm lòng dạ, đổi một câu văn nghệ phạm lời nói đến nói, chính là đoàn thất tinh không có nhận rõ tiêu phàm đứng cao độ. Tiêu phàm rõ ràng là tại vì lão tiêu nhà mời chào địa phương thực lực phái. Đoàn gia không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa địa phương thế lực chính trị, lại đối tỉnh thiên nam thậm chí toàn bộ lớn tây nam có cực sức ảnh hưởng lớn. Xuyên thấu qua đoàn thất tinh đi ảnh hưởng thiên nam quan trường đại lão, trăm phần trăm là một đầu hữu hiệu con đường. Bất kỳ một cái nào chính trị đại phái hệ hoặc là nói đại tập đoàn đều nhất định từ đủ loại người khác nhau viên cùng thế lực tạo thành. Có hạch tâm vòng tròn cũng nhất định phải có bên ngoài vòng tròn. Đoàn Thất Tinh biết lấy mình xuất thân cùng Thiên Nam đoàn ra tình huống thực tế, muốn chen tiến vào lão tiêu nhà cái kia khổng lồ phe phái hạch tâm vòng tròn, kia là thiên phương dạ đàm, quá không thực tế. Nhưng là có thể trở thành lão tiêu nhà bên ngoài vòng tròn một viên, đó cũng là thiên đại kỳ ngộ tiêu phàm hướng hắn rỗi ra căn này cành ô lưu, đoàn thất tinh hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Mà lại, hắn tại sao phải cự tuyệt? Khổng lồ như vậy cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ từ tiêu phàm chính miệng hứa hẹn, sau so bất kỳ ai khác nói đều dựa vào phổ. Đoàn thất tinh cũng không có hy vọng xa vời, cái này hứa hẹn có thể từ tiêu chạm miệng bên trong nói ra. Tiêu chạm thậm chí căn bản liền sẽ không cùng gặp mặt hắn. Cùng là thế gia hào môn bên ngoài, ai là ai tuyến, đó cũng là rất có giảng cứu. Tiêu phàm đã tiến vào giang hồ, như vậy những này mang theo rõ ràng giang hồ lạc ấn bên ngoài thế lực, từ hắn đến liên lạc cân đối, liền 10 điểm phù hợp. Chính trị thế gia xuất thân hàng hiệu nha nội, quả nhiên không giống bình thường. Tại tiêu phàm mà nói, thời gian cấp bách, nhất định phải đuổi tại lão gia tử cưỡi hạc Tây Du trước đó, hết tất cả cố gắng lớn mạnh tiêu ra thực lực. Đoàn thất tinh cùng thiên nam đoàn gia, đều là đáng giá lung lạc đối tượng. Đồng thời, tin tưởng đoàn khổng tước lại không còn đầu óc nước vào, đi tìm tiêu thiên phiền phức. Đình nhỉ mắt nguyên vốn có chút túc sát không khí ngột ngạt, lập tức biến đến hài hòa. Đoàn thất tinh trên mặt, lần đầu lộ ra chân chính nụ cười vui vẻ. Cơ khinh xa âm thầm thở vào một cái, đồng thời cũng ngầm thở dài, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, càng thêm mê ly. Nam nhân này, quả nhiên là cái nhân vật, không hổ là lão tiêu gia đích hệ tử đệ. Bất cứ chuyện gì, đến trong tay hắn, đều có thể hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Vấn đề thuận lợi giải quyết, tiếp xuống nói chuyện, liền rất nhẹ nhàng du nhanh. Tiêu phàm giống như là rất tùy ý hỏi một chút thiên nam tình huống, đoàn thất tinh cũng thuận miệng đáp lại, lợi ít mà ý nhiều, mấu chốt địa phương, lại bàn giao phải thanh thanh sở sở. Tiêu phàm đại khái đối thiên nam thượng tầng tình huống căn bản, có cái hiểu rõ. Bầu không khí càng thêm hòa hợp, đoàn khổng tước vẫn như cú cúi đầu, bất quá xem ra, đoàn công tử cũng ở trong lòng thở phào một hơi. Lão cha cùng tiêu phàm đàm phải càng ăn ý, hắn bị sửa chữa thê thảm trình độ, cũng liền phải tốt hơn nhiều. Hàn huyên một hồi, cơ khinh xa liền mời mọi người cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đây cũng là đã sớm định tốt tiêu chuẩn quá trình, tiệc tối rất phong phú, chủ và khách đều vui vẻ. Đoàn thất tinh không có tiếp tục lưu lại, tiệc tối vừa kết thúc, liền là hướng tiêu phàm cùng cơ khinh xa chào từ biệt. Tiêu phàm cơ khinh xa đều chưa từng có phân giữ lại đưa tiến đoàn thất tinh phụ tử cơ khinh sa mỉm cười hướng tiêu phàm nói một ít hảo thủ đoạn tiêu phàm cười cười nói còn muốn cảm tạ cơ tổng đáp cầu dắt mối cơ khinh sa sóng mắt lưu chuyển nói một ít nếu có thích hợp hạng mục một thiếu có hứng thú hợp tác sao tiêu phàm cười nói cơ tổng hạng mục khẳng định đều là hạng mục lớn đối với kinh thương ta xác thực không có cái kia thương nghiệp tế bào mà lại không dối gạt cơ luôn nói ta cũng xấu hổ ví tiền rỗng tuếch Cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì nữa. Tiêu phàm như thế trực tiếp cự tuyệt nàng vươn ra cành ô lưu, cũng là có nguyên nhân. Đoàn thất tinh ở xa thiên nam, tiêu phàm cũng có thể đối với hắn tiến hành lung lạc, sẽ không cùng kinh sư mặt đất đại gia tộc thế lực lớn có quá lớn liên lụy. Cơ khinh xa tình huống, cùng đoàn thất tinh không thể cua đúa cả nắm. Cơ ra căn cơ, chủ yếu tại kinh yến lưỡng địa. Hai cái này tỉnh thị, vừa vặn là phức tạp nhất, các loại quan hệ, rắc rối khó gỡ tại không có đối cơ khinh xa cùng cơ thể tập đoàn tiến một bước xâm nhập hiểu rõ trước đó, tiêu phàm nhất định phải rất cẩn thận. Làm sao biết cơ khinh xa phía sau, đến cùng đứng những người nào, ẩn giấu đi cái gì thế lực to lớn. Tùy tiện cùng cơ khinh xa cùng cơ thể tập đoàn hợp tác, đến lúc đó có lẽ sẽ rất bị động. Hiểu rõ ràng mới quyết định, rất cần thiết. chương 171, Man Thiến Tiên Sinh. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa đi phía trước một bên, tân lâm cùng uyển thiên thiên đi tại tiêu phàm sau lưng. Tân Lâm không chậm không nhanh, cùng Tiêu Phàm cất bước tiết tấu 10 điểm hợp phách, Tiêu Phàm nhấc chân trái, nàng cũng nhấc chân trái, Tiêu Phàm nhấc chân phải, nàng cũng nhấc chân phải, thật giống như có người đang gọi khẩu lệnh, tương đương chỉnh tề vạch một. Uyển Thiên Thiên rất cố gắng muốn hướng Tân Lâm học tập, lại luôn cảm thấy khó chịu. Người ta hơn 3 năm ăn ý, Uyển Thiên Thiên dù thông minh, cũng không phải sớm chiều ở giữa liền có thể học được vị. Phạm Nhạc Thoảng qua nhanh thêm một chút bước chân, không cùng nhi nữ song hành loại tình hình này tại phạm nhạc mà nói thực tế quá quỷ dị hắn đối tân lâm không thế nào hiểu rõ đối uyển thiên thiên cũng không xa lạ gì coi là thật có chút không rõ ràng cho lắm uyển thiên thiên rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì một ít thiên thiên mặt ngoài thích hồ nháo bất quá trong lòng đầu rất minh bạch cơ khinh xa bỗng nhiên thấp giọng khẽ cười nói đây thật ra là đang nhắc nhở tiêu phàm người tuyệt đối không được để tiểu ni tử ngây thơ lãng mạn bên ngoài đồng hồ làm cho mê hoặc nhà đầu này rất thông minh, vô sự mà ân cần, tất có hình lớn ngưu. Tiêu một ít, người hay là cẩn thận một chút tốt. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cơ khinh xa hé miệng cười một tiếng. Nữ tử này cực kỳ thông minh, tự nhiên đã sớm đã nhìn ra, tại tiêu phàm bình tĩnh bên ngoài đồng hồ phía dưới, một trái tim kỳ thật đã tại trong nước sôi lửa bỏng dày vò. Cổ ngữ có nói, khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân, lại càng không cần phải nói uyển thiên thiên dạng này xảo trá tai quái thứ nhất ma nữ cái này cùng tướng thuật không quan hệ, nguồn gốc từ cơ khinh xa trực giác. Nữ nhân nhạy cảm vô so trực giác, xem ra cái này cường đại đến không hợp thói thường tiêu ra đại thiếu, cũng không phải không có kẽ hở. Nữ nhân, có lẽ chính là hắn uy hiếp, đây không phải tiêu phàm đặc hữu nhược điểm, rất nhiều đại nhân vật đều có tật xấu này. Rất nhiều bất thế gia thiên tài hào kiệt, bá chủ kiêu hùng, cuối cùng đều hỏng trong tay nữ nhân. Cơ khinh xa bỗng nhiên tâm tình thật tốt, nguyên lai tiêu phàm cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối kháng cái này liền rất tốt vô luận là ai đối mặt một vị cơ hồ không cách nào chiến thắng trí cường giả đều sẽ cảm giác áp lực lớn lao nhất là cơ khinh xa loại này kiệt xuất nữ cường nhân loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng một ít xem ra ngươi còn có chút việc nhà phải xử lý vậy ta sẽ không quấy dày về sau nhiều liên hệ cơ khinh xa khẽ cười nói dương dương thon dài tinh xảo về phần cực điểm tay nhỏ cùng Phạm Nhạc cùng một chỗ trước đi. A, à, rốt cuộc đến phiên ta, huyền Thiên Thiên liền duỗi ra hai ngón tay, bày ra V chữ hình thủ thế, nhảy cẫng hoan hô, liền muốn hướng về phía trước. Tân Lâm thân thể nhoáng một cái, đoạt tại Uyển Thiên Thiên phía trước, xoay người lại, nhàn nhạt đối mặt Uyển Thiên Thiên, nói, đại đương gia, người thiếu ta một lời giải thích. Ngữ khí có chút lạnh, ánh mắt cũng có chút lạnh. Tân tỷ tỷ, ta tại sao phải giải thích với ngươi? đây là ta cùng tiêu phàm ở giữa sự tình. Quyền thiên thiên liền cười, lệch cái đầu, rất thiên chân vô tà dáng vẻ, bất quá lời nói ra, lại cứng rắn, không mang mảy may nhượng bộ. Kia chính là ta sự tình, tân lâm cũng là nửa bước không lùi. Quyền thiên thiên không cười, trên dưới dò xét tân lâm vài lần, nhàn nhạt hỏi tân tỷ tỷ, ngươi là tiêu phàm lão bà sao? Các ngươi kết hôn rồi, tân lâm ánh mắt, lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Nếu như các ngươi không có kết hôn, Vậy ta liền có cạnh tranh tư cách. Người có thể vì hắn làm, ta đều có thể vì hắn làm. Người không có thể vì hắn làm, ta cũng có thể vì hắn làm. Quyền thiên thiên rất chân thành nói. Tiêu phàm đầu lập tức lớn hơn một vòng cũng không chỉ. Không thể không chen vào nói nói. Thiên thiên cô nương, đừng nói giỡn. Ta không thích cầm chuyện như vậy nói đùa. Ai nói ta đùa giỡn với ngươi rồi. Tiêu một ít, mới ngươi nghe rõ ràng. Ta không có nói đùa. Ta liền truy ngươi, làm gì không cho phép a à? uyển thiên thiên thanh âm vẫn là như vậy thanh thúy bộ dáng cũng vẫn là như vậy ngọt ngào lớn nháy mắt một cái nháy mắt tựa hồ đặc biệt ủy khuất nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng tiêu phàm khi phụ nàng được rồi nói một chút ngươi cái kia cổ mộ là chuyện gì xảy ra a à? tiêu phàm nhức đầu không thôi không thể không đi thẳng vào vấn đề chiếu uyển thiên thiên cái này họ tử ngươi nếu là cùng nàng dây dưa có thích hay không chủ đề nàng có thể cho ngươi dây dưa đến cùng hôm nay chuyện này Uyển Thiên Thiên chặn ngang một gậy tiến đến, cũng coi là vừa vặn. Uyển Thiên Thiên cho Tiêu Phàm gọi điện thoại, nói là có một tòa cổ mộ, đặc biệt mơ hồ, hỏi Tiêu Phàm có hứng thú hay không nghiên cứu và thảo luận một chút. Tiêu Phàm gọn gàng dứt khoát hồi phục nàng không hứng thú. Tiêu Phàm cũng không phải là thầy đồ, không khinh bỉ trộm mộ người, nhưng không khinh bỉ không có nghĩa là chính hắn cũng sẽ đi trộm mộ. Dù sao thân phận địa vị của hắn còn tại đó, lão Tiêu gia đích trưởng tôn, vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, làm sao cũng không thể là cái trộm mộ. Nhưng Uyển Thiên Thiên mới mặc kệ hắn có hứng thú hay không, trực tiếp liền tìm tới cửa. Tiêu Phàm liền thuận tay bắt cái Tráng Ninh, để nàng hỗ trợ đối phó cái kia độc hành sát thủ. Tân Lâm muốn bảo đảm đoàn khổng tước không bị thương tổn, thiếu phương pháp. Hiện tại mắt thấy Uyển Thiên Thiên cùng Tân Lâm hai nữ quấy rầy không rõ, tùy thời có khả năng ra tay đánh nhau, Tiêu Phàm liền không thể không cũ lời nói nhắc lại, tâm sự trộm mộ sự tình nói thế nào đều so hai nữ nhân trực tiếp đánh lên mạnh hơn. Không nói đến tân lâm đối tình cảm của hắn, đơn thuần liền trước trách mà nói, tân lâm cũng không thể đồng ý huyền thiên thiên cùng tiêu phàm áp sát quá gần. Thứ nhất nữ mà đầu danh hiệu tuyệt không phải gọi không, tân lâm nhất định phải có đề phòng, mà lại một khi mở ra ăn dấm hình thức, lại tỉnh táo nữ hài tử đều sẽ khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Thất diệu cung thiếu chủ cùng yên chi xã đại đương ra đối bóp nhức đầu tuyệt đối là tiêu chân nhân ngươi không phải nói không hứng thú sao? Đã ngươi không hứng thú nghe, vậy ta cũng không hứng thú nói. Tiêu chân nhân nhượng bộ, uyển đại đương ra lại không vui lòng. Nữ hài tử cho tới bây giờ đều không có đạo lý có thể giảng, mặc kệ là tiểu muội nhà bên, hay là tung hoành giang hồ thứ nhất ma nữ, tại phương diện này, không có bất kỳ cái gì khác biệt về bản chất. Tốt ga, à, là ta nói sai lời nói, ta xin lỗi ngươi, ta hiện tại có hứng thú. Tiêu phàm không thể làm gì, đành phải cúi đầu nhận sai. Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối tiêu phàm loại này ba phải thái độ rất không hài lòng. Tại Tân Lâm xem ra, đối với Uyển thiên thiên loại này bạo tẩu hình nữ hài, biện pháp tốt nhất chính là kính nhi viễn chi. Chỉ cần tiêu phàm bắt đầu cùng nàng dây dưa, Tân Lâm có thể kết luận, tiêu phàm tuyệt đối không phải là đối thủ. Luận đến hung hăng càn quấy thủ đoạn, nam nhân kém đến quá xa. Lại càng không cần phải nói tiêu phàm loại này quân tử khiêm tốn hình nam nhân. Bọn hắn ở chung hơn ba năm, thân mật nhất tiếp xúc cũng chính là kéo kéo tay tân lâm cho tiêu phàm miệng đối miệng độ nguyên khí kia một lần không tính kia là cứu mạng cử chỉ tương đương với hô hấp nhân tạo quyền thiên thiên họ tử xa so tân lâm bay dương nhảy thoát ngay thẳng lớn mật được nhiều cái này nếu như bị nàng quấn lên tiêu phàm sau này đến cùng về ai tất cả thật đúng là không tốt kết luận được rồi nhìn ngươi xin lỗi coi như thành khẩn vậy ta liền cùng ngươi lộ ra như vậy một chút điểm tin tức đi quái tai cái này trùng Hi hi, Uyển Thiên Thiên nhưng lại cười lên, hướng Tân Lâm nháy nháy mắt. Tiêu Phàm chịu nhận lầm, tại Uyển Thiên Thiên trong mắt, đó chính là nàng thắng, Tân Lâm ngăn không được. Tiêu Phàm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, Tân Lâm khóe miệng cong lên, khinh thường nói, tin đồn. Uyển Thiên Thiên hi hi cười một tiếng, nói Tân tỷ tỷ, theo ta được biết, Thất Diệu cung không am hiểu trộm mộ a. À. Ngươi sao có thể khẳng định ta là tin đồn, Thất Diệu cung cố nhiên là rất cổ lão giang hồ truyền thừa cổ lão tương truyền có bảy đại tuyệt kỳ, nhưng nói đến trộm mộ, Yên Chi xã mới là người trong nghề, thất diệu cung hoàn toàn không có cách nào cùng Yên Chi xã đánh đồng. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, thiên thiên cô nương, trong lịch sử có quan hệ man thiến tiên sinh truyền thuyết, không chỉ một. Cái này cổ mộ nếu quả thật cùng man thiến tiên sinh có quan hệ, chỉ sợ là chấn động giới khảo cổ đại sự. Cái gọi là man thiến, chính là hán vũ đế danh thần Đông Phương Sóc Chữ. Đông Phương Sóc nghe đồn rất nhiều, danh sưng trí thánh, tại đạo gia trong truyền thừa, có rất cao địa vị. Truyền thuyết hắn là đông hoa đế quân, sau khi chết thành tiên mà đi. Đạo gia kinh điển bên trong, xác nhận thành tiên đại năng chi sĩ không ít. Tỷ như đạo gia thủy tổ lý tai, quỷ cốc tử tiên sinh vương lợi, gà chó tây hán hoài nam vương lưu an, hán vũ đế thời kỳ quá bên trong đại phu man thiến tiên sinh đông phương sóc, tây tấn thần y ôm phát tử cắt hồng quân ở hàng ngũ này. Trong đó có quan đông phương sóc nghe đồn, là nhiều nhất, 10 điểm thần kỳ. Tiêu phàm lời nói, xa so tân lâm nói đến nhu hòa khách khí, nhưng không tin chi ý, lại là không có sai biệt. Thực tế Đông Phương Sóc Sở sinh sống niên đại quá xa xưa, trọn vẹn hơn 2.000 năm. Mà lại Đông Phương Sóc là công nhận tiên nhân, giới khảo cổ từ chưa phát hiện qua Đông Phương Sóc mộ táng. Hiện tại huyền thiên thiên bỗng nhiên nói với hắn, bọn hắn phát hiện Đông Phương Sóc mộ táng, cũng khó trách tiêu phàm không tin. Đổi lại bất kỳ một cái nào hơi có lịch sử tri thức người, đối tin tức như vậy, Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Quyền Thiên Thiên cười nói, có thể hay không chấn động giới khảo cổ, cái này ta mặc kệ, ta cũng không nghĩ chấn động đến bọn hắn. Yên Chi xã làm chính là loại này lén lút sự tình, đem bọn hắn đều chấn động, còn có ta chuyện gì? Ta không thích khảo cổ, ta liền thích chôn dưới đất bảo vật. Đại soái ca, ta ăn ngay nói thật đi, chuyện này ta lúc đầu cũng không muốn nói với ngươi. Một khi để ngươi dính vào, thật có cái gì tốt bảo bối? khẳng định là bị ngươi lấy trước đi. Ngươi mạnh mẽ như vậy bá đạo, ta đánh cũng đánh không lại ngươi, tranh cũng không tranh nổi ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi cướp đi đồ tốt. Vậy ngươi có thể không nói. Tân Lâm lãnh đạm nói, Quyền Thiên Thiên liếc nàng một cái, xinh đẹp khóe miệng có chút đi lên nhếch lên, nói Tân tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi có quan tâm nhiều hơn hắn đâu, nguyên lai còn không bằng ta. Tân Lâm lạnh lùng nói, đại đương ra, nói chuyện cẩn thận. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Mặc dù ta không biết Tiêu Phàm đến cùng có phiền toái gì, nhưng hắn khẳng định có phiền phức. Dương Minh Tiên Sinh tùy thân đeo kia ba kiện pháp khí, hắn trăm phương ngàn kế đều muốn đoạt tới tay, dưới khí lực lớn như vậy lừa phỉnh ta. Tiêu Phàm nở nụ cười khổ, làm sao vô luận chuyện gì đến tiểu nha đầu này miệng bên trong vừa nói ra, hương vị liền hoàn toàn thay đổi rồi. Mình rõ ràng là một mảnh hảo tâm cùng nàng làm cái giao dịch, tương hỗ phải lợi, nháy mắt một cái, liền biến thành lớn lắc lư. Bất quá Tiêu Phàm không có muốn rũ sạch, cùng nữ hài tử giảng đạo lý, kia là thuần túy tìm tai vạ, điểm này Tiêu Phàm hay là tâm lý nắm chắc. Dương Minh tiên sinh di vật, đều như vậy có tác dụng, vạn nhất đây là sự thực Đông Phương Sóc, ta tin tưởng tác dụng khẳng định lớn hơn. Dù sao lại khỏi phải các ngươi tự mình động thủ, thật sự là Đông Phương Sóc mộ táng, các ngươi trắng kiếm tiện nghi coi như tính sai, các ngươi cũng một điểm không lỗ. Dạng này sinh ý đều không làm, còn có cái gì sinh ý có thể làm? chương 172, Thiên Nhân Tướng. Nói như vậy, Đại Đương gia thuần túy là học lôi phong rồi. Tân Lâm lạnh lùng hỏi, Uyển Thiên Thiên từ tốn nói, Tân Tỷ Tỷ, ta có nói là học lôi phong sao? Ta Uyển Thiên Thiên cái gì sinh ý đều làm, liền không làm thâm hụt tiền sinh ý. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói, nếu như cái này mộ táng thật cùng man thiến tiên sinh có quan hệ, ta phản đối người đi. Cái này tại Tiêu Phàm mà nói, là phi thường trịnh trọng đề nghị, thậm chí có thể tính là cảnh cáo. Bình thường tiêu phàm nếu như phản đối, lời nói cũng sẽ nói đến 10 điểm uyển chuyển, sẽ không nói thẳng phản đối. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Đông Phương Sóc thành tiên rồi? Tiêu phàm lắc đầu, nói Đông Phương Sóc phải chăng thành tiên, chỉ là giã sử ghi chép, không có cách nào chứng thực, chúng ta có thể nhảy qua cái này một tiết. Nhưng Đông Phương Sóc tại huyền học phương diện tạo nghệ, tuyệt đối là một đời tông sư trình độ. Phong thủy kham dư mọi người, nếu thật là hắn mộ táng, bất kỳ người nào đi quấy rầy hắn âm linh, đều sẽ mười phần nguy hiểm. Uyển thiên thiên nói, cho nên ta tới tìm ngươi A, à, chúng ta hợp tác. Chuyện khác đều giao cho ta, ngươi chỉ cần phá mất phong thủy của nơi đó sát trận là được. Sau khi chuyện thành công, bên trong bảo bối, ngươi chọn trước một kiện, cái khác chúng ta hòa phân. Xem ra, Uyển thiên thiên xác thực thành ý mười phần. Nói tới chuyện đứng đắn, hòa nói bên trong nhìn như không tim không phổi son phấn kiếm, Lập tức liền lộ ra đại đương ra hình dáng. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, nói Thiên Thiên cô nương, không được. Trong cơ thể ngươi đã trầm tích quá nhiều âm sát khí, hiện tại việc cấp bách là mau chóng đem những này âm sát khí hóa giải mất. Không phải sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành tổn thương cực lớn. Tại những ngày âm sát khí không có hoàn toàn hóa giải trước đó, ngươi không thể lại làm cái nghề này. Thẳng nếu thật là Man Thiên Tiên Sinh mộ táng, coi như ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, đều không có có mấy phần chắc chắn tiêu phàm thần sắc càng thêm nghiêm túc, có quan đông phương sóc tại huyền học cùng phong thủy kham dư phương diện tạo nghệ, vô cực thuật tàng bên trong, kỳ thật có rất rõ ràng ghi chép. Cùng đông phương sóc cùng thời đại vô cực môn trưởng giáo tổ sư, cùng vị này nổi tiếng trí thánh tương giao tâm đầu ý hợp, có rất sâu gặp nhau, đối đông phương sóc cao thâm tạo nghệ, khen ngợi có thừa. Vô cực chín tướng thiên, thiên nhân thiệt tu tập chi pháp, liền tham khảo qua đông phương sóc ý tưởng sử ký buồn cười liệt chuyện bên trong có minh xác ghi chép, xây trương cung sau hợp nặng lịch bên trong có vật ra chỗ này, nó giống như nai. Lấy nghe, võ đế hướng lâm nhìn tới, hỏi tả hữu quần thần tập sự tình thông kinh thuật giả, chưa có thể biết. Chiếu đông phương sóc nhìn tới, sóc nói, thần mà biết, nguyện ban thưởng rượu ngon lương cơm lớn xôn thần, thần chính là nói. Chiếu viết, có thể, đã lại nói, nào đó tất cả công điền hồ cá bổ vi số khoảnh, bệ hạ lấy ban thưởng thần, thần sóc chính là nói. Chiếu viết có thể, thế là sóc chính là chịu nói, nói cái gọi là xô răng người. Phương xa khi quy thuận nghĩa, mà xô răng trước gặp. Nó răng trước sau như một, đủ cùng vô răng, cho nên gọi là xô răng. Phía sau một tuổi chỗ, dân tộc hung nô hỗn tà vương quả đem 100.000 chúng đến hàng hán. Chính là phục ban thưởng đông phương sinh tiền tài rất nhiều. Vô cực chín tướng thiên, thiên nhân thiên ngàng chính là tướng thiên hạ vạn vật đầu này như nai quái thú, lúc ấy hán Vũ đế bên người những cái kia nghiên cứu thuật pháp người không người nhận biết, duy chỉ có đông phương sóc biết cái này gọi sô răng, mà lại minh bạch nói cho hán Vũ đế, sô răng hiện thân, chủ phương xa về nghĩa. Một năm về sau, dân tộc hung nô hỗn tà vương quả nhiên mang theo 100.000 bộ hạ hướng chiều hán đầu hàng quy thuận. Bởi vậy có thể thấy được, đông phương sóc tại tướng vạn vật chi pháp bên trên tạo nghệ cao thâm bậc nào. Từ mã thiên cùng đông phương sóc là đồng thời thay mặt người, đều là hán vũ đế đại thần, sử ký bên trong ghi lại chuyện này, chân thực họ rất cao. Sử ký thành sách thời điểm, hán vũ đế còn tại vị, tư mã thiên tuyệt không dám bịa đặt dạng này sự thật lịch sử. Đông phương sóc có can đảm tại hoàng đế trước mặt khẳng định, sô răng trước gặp, chủ phương xa về nghĩa, hơn nữa còn rất ngạo kiều, áp chế hán vũ đế ban thưởng hắn rượu thịt ruộng đồng mới bằng lòng nói, nhưng nếu không có hoàn toàn chắc chắn, đó chính là tội khi quân. Vô cực môn truyền thừa đến nay, thiên nhân kia sớm đã thất lạc, cơ hồ hầu như không còn. Căn cứ vị kia trưởng giáo tổ sư ghi chép, chỉ ít tại lúc ấy, vô cực chín tướng thiên. Thiên nhân thiê nhẳn là hoàn chỉnh, thậm chí còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Đông phương sóc tại vạn vật ý tưởng phía trên tạo nghệ cao thâm, nếu như tại phong thủy kham dư phương diện tạo nghệ cũng cùng tướng thuật tạo nghệ tương đương, kiệt tiêu phàm xác thực không có nắm chắc, có thể phá vỡ đông phương sóc còn sót lại phong thủy sát trận. Vật này, cũng không thể tùy tiện mạo xương lớn cánh tỏi. Nhất là hiện tại, tiêu phàm người bị thương nặng, tướng thuật tạo nghệ cảnh giới rơi xuống, luân hồi cảnh đều không viên mãn, tùy tiện đi nhìn trộm đông phương sóc mộ táng, nhưng chưa chắc là ý kiến hay. Một nước vô ý, chẳng những hại huyền thiên thiên, ngay cả mình đều có phiền phức. Huyền thiên thiên đầu lại là nghiêng một cái, nói, đại soái ca, thật không có thương lượng. Tiêu phàm lắc đầu, nói thiên thiên cô nương, ta rất chân thành. Huyền thiên thiên tố thủ một dương, Nói ok, đã dạng này, vậy ta liền không trông cậy vào ngươi. Không có tiêu đồ tể, ta cũng không ăn nhổ lợn sống. Tân tỷ tỷ, cái này cái nam nhân là ngươi, ta không cùng ngươi đoạt. Uyển Đại đương ra yêu hồ nháo là thật, làm việc gọn gàng cũng là thật. Một lời vừa tất, xoay người rời đi, cũng không dừng lại, ngay cả cũng không quay đầu. Ngươi không ngăn nàng, nhìn qua Uyển Thiên Thiên thanh xuân rào rạt hỏa hồng bóng lưng, Tân Lâm lạnh nhạt hỏi, ánh mắt có chút kỳ lạ mệnh do trời định có chút sự tình là ngăn không được tiêu phàm khẽ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một cái tân lâm bỗng nhiên cười cười nói ta có dự cảm nhà đầu này sớm muộn còn sẽ tới quấn lấy ngươi tiêu phàm không khỏi nở nụ cười khổ nói già nhi người tốt nhất đừng dạng này hù dọa ta người biết loại sự tình này ta thật không am hiểu xử lý tân lâm hé miệng cười một tiếng nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ không gì làm không được tiêu chân nhân rốt cục cũng đụng phải nan đề. Đi thôi, đi gặp nhị sư huynh, tiêu phàm vẫy vẫy đầu, tựa hồ là muốn đem huyền thiên thiên sinh sắn thân hình từ trong đầu vãi ra. Tân lâm gật gật đầu, không còn đi theo tiêu phàm sau lưng, mà là tiến lên một bước, cùng tiêu phàm sóng vai mà đi, một con tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng thăm dò qua, đụng tiêu phàm bàn tay một chút. Đây là tân lâm lần thứ nhất chủ động cùng tiêu phàm bắt tay, động tác có chút chát 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 chát, mang theo thử ý vị. Tiêu phàm mở ra năm ngón tay, cùng ngón tay của nàng quấn giao lại với nhau khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên thấm ra nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng. huyền thiên thiên ước chừng lại cũng không nghĩ ra mình như thế hổ nháo một lần ngược lại thành chu toàn chuyện tốt đẩy tay bất quá cái này cũng không trách huyền thiên thiên nàng nơi nào liệu đến tiêu phàm cùng tân lâm quan hệ còn dừng lại tại thuần khiết như vậy giai đoạn cái này đều niên đại nào còn có ảnh hình người thế hệ trước như thế yêu đương a à nhìn vừa ý, đi thẳng vào vấn đề thôi. Tiêu phàm cùng Tân Lâm, tính được rất kỳ hoa. Sa hoa đại bôn rất nhanh liền mở đến văn nhị thái ra ở hẻm, cổ lão nhà cấp 4 vẫn như cũ yên tĩnh, lộ ra cũng không 10 điểm ánh đèn sáng ngời, có rất ít người có thể nghĩ đến. Cái này yên tĩnh hòa bình nhà cấp 4, kỳ thật cũng sớm đã thành một cái chiến đấu thành lũy. Văn nhị thái gia vào kinh về sau, liên tiếp mấy tháng, đều tại bất động thanh sắc cải tạo tòa này nhà cấp 4. Cùng kia núp trong bóng tối đối thủ, Sớm muộn sẽ có một trận chiến. Văn Nhị Thái gia không đánh không có nắm chắc cầm, chỉ ít không nguyện ý đánh tao ngộ chiến. Bất luận cái gì một bản quân sự tài liệu giảng dạy bên trong, tao ngộ chiến đều là chỉ huy viên không nguyện ý nhất đụng phải tình huống. Hay là gì bốn tự mình đến ứng cửa. Sư thúc, Tân cô nương, gì bốn cặp tiêu phàm rất kính cẩn, đối Tân Lâm cũng rất kính cẩn. Từ khi tại Thái Sơn đỉnh cao nhất cùng Tân Lâm giao thủ qua về sau, gì bốn lại hướng sư phụ Thỉnh giáo quyết khiếu bỏ bao công sức mấy tháng nay quyền thuật bên trên tạo nghệ đột bay mãnh tiến vào mỗi tiến bộ một điểm đối tân lâm cảm kích liền làm sâu sắc một phân trong xương phòng văn tư viễn cùng gừng hai bồi văn nhị thái ra ngồi một người một chén trà xanh sư đổ ba người thần sắc đều tương đối nghiêm trọng tiêu phàm cùng tân lâm vừa vào cửa văn tư viễn hai người bận biểu tức đứng dậy mời hai vị nhập tọa sư đệ tân cô nương đều đến văn tư viễn tự thân vì tiêu phàm cùng tân lâm dâng lên nước trà lại tại một bên ngồi xuống sư huynh tình huống thế nào tiêu phàm cũng không hàn huyên khách khí vừa ngồi xuống liền là hỏi văn thiên khẽ lắc đầu nói năm người kia đều là tiểu nhân vật hỏi không ra trò gì tới nghĩ xa bọn hắn đã dựa theo mấy người kia bàn giao đi đi tìm chủ sử sau màn sớm đã người đi nhà trống không có để lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng Văn Tư Viên oán hận nói, bọn gia hỏa này rất rảo hoạt, tổ chức cũng tương đương nghiêm mật. Đáng tiếc cái kia độc hành sát thủ tự sát, bằng không cũng có thể hỏi ra một điểm manh mối tới. Văn Thiên khoát tay áo, nói, hắn đã mang lòng quyết muốn chết, coi như bắt người sống, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Bất quá kết hợp trước sau mấy cái sự tình đến phân tích lời nói, cũng không phải chẳng được gì. Chỉ ít chúng ta bây giờ đã rất rõ ràng, đối phương không phải một người cũng không phải phổ thông phong thủy tướng thuật thuật sư, mà là một cái rất tổ chức khổng lồ. Thực lực rất hùng hậu, cái này núp trong bóng tối địch thủ, không nhưng có cùng tiêu phàm khó phân trên dưới đại thuật sư, còn có thể trưởng khống một tổ chức nghiêm mật tập đoàn sát thủ, có siêu cấp cường hãn sức chiến đấu. Tiêu phàm nhẹ nói, sư huynh phân tích rất chính xác, chỉ cần bọn hắn không chịu cô đơn, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa đến. Ta nhìn, bọn hắn giống như cũng không giữ được bình tĩnh. Văn Thiên gật gật đầu, nói chính là lời này, càng là thực lực hùng hậu, càng là không chịu nổi tịch mịch. Đoán chừng bọn hắn lần tiếp theo sẽ phái ra một chút ra dáng điểm nhân thủ tới, ném vôi dạng này hạ lưu thủ đoạn đều dùng tới, cũng không đỏ mặt. Lão gia tử, bọn hắn loại người này vốn là không có cái gì danh giới cuối cùng, càng thêm sẽ không giảng cứu giang hồ quy củ. Không đạt mục đích, thì không bỏ qua. Cùng loại người này giao thủ, chúng ta cũng khỏi phải giảng cứu quá nhiều quy củ tân lâm ngắt lời nói văn nhị thái ra nói tân cô nương nói đến có lý ta cũng không có ý định cùng bọn hắn giảng quy củ sư đệ người bây giờ đã tại lịch hồng trần kiếp như vậy liền lại cao điệu một điểm một chút trên quan trường thế lực nếu như có thể sử dụng lời nói cũng không ngại dùng tới đi sớm nói nắm chặt bọn hắn đuôi cáo sớm nói giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này địch tối ta sáng chúng ta hao không nổi từ xưa đến nay cũng chỉ có ngàn nói làm tặc không có ngàn nói phòng trộm. Tân Lâm cười cười, nói ý của lão gia tử, là chúng ta cũng làm tặc. Đúng, kia độc hành sát thủ, rõ ràng nhất gì tộc nhân, điểm này, có lẽ có thể lấy ra làm làm văn chương. Sư đệ, ý của ngươi như nào? Tốt, ta đến nghĩ một chút biện pháp đi. Chương 173, một diệp phiêu linh, thiên nhai cô mưa. Trung thiên khách sạn thứ lầu 36, tráng lệ tổng thống phòng xếp, một tên nam tử hai tay chắp sau lưng đứng tại cao lớn cửa sổ sát đất trước, thân hình thẳng tắp, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén bức người, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền đã để người không tự kìm hãm được sinh lòng e ngại. Phòng tổng thống tinh khiết ánh đèn dịu dịu chiếu xa tại bóng lưng của hắn phía trên, vẫn chưa vì vậy mà cải biến loại này sắc bén khí thế, ngược lại ít tăng nó uy. Có ít người, là trời sinh kiêu hùng, diệp cô vũ chính là như vậy trời sinh kiêu hùng, mỗi lần tới châu Á quốc đô, Diệp Cô Vũ đều thích ở tại Trung Thiên Khách sạn tầng chót nhất Tổng thống phòng xếp. Trung Thiên Khách sạn chưa hẳn chính là thủ đô xa hoa nhất khách sạn năm sao, càng thêm không phải thủ đô tầng cao nhất khách sạn, nhưng Trung Thiên Khách sạn phòng Tổng thống lại lớn nhất đặc sắc. Trung Thiên Khách sạn chỉ có một bộ phòng Tổng thống, toàn bộ lầu 36 chính là một bộ này phòng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một cái lồng phòng, mà là một tòa xây ở 36 tầng trên nhà cao tầng biệt thự. Diệp Cô Vũ Thích đứng tại Trung Thiên khách sạn phòng tổng thống cao lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát tòa này đông phương thành phố lớn cảnh đêm. Trung Thiên khách sạn không phải thủ đô tầng cao nhất khách sạn, lại là kề bên này tòa kiến trúc cao nhất. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, Diệp Cô Vũ Thích chính là loại này hết thảy đều tại chân mình dưới cảm giác. Năm đó đi xa Tây Vực, thời gian 20 năm quá khứ, Diệp Cô Vũ sớm đã không phải ngày xưa mới ra đời, toàn thân lệ khí trẻ tuổi hậu sinh giang đạo minh, mà là danh chấn Tây Á Diệp Vương. Vô luận như thế nào sắp xếp, toàn thế giới nổi danh nhất tập đoàn sát thủ, Tây Á Thiên ưng đều nhất định danh liệt trước ba. Nếu như luận đến lịch sử cổ lão, Thiên ưng danh liệt thứ nhất. Dù coi như là đại danh đỉnh đỉnh đảo quốc ninja, đều kém xa tít tắp. Khi đảo quốc vẫn còn bộ lạc thời đại chiến tranh chính bọn hắn gọi là chiến quốc thời đại, kỳ thật chính là mấy cái bộ lạc đánh trận ninja tổ tông cũng còn chưa từng xuất thế, thiên ưng tiền thân gai gỗ di tập đoàn liền đã bị mông cổ thiết kỵ hủy diệt gần 300 năm. Liên quan tới gai gỗ di tập đoàn, trong lịch sử quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Gai gỗ di là cái nào đó thịnh hành tại Trung Đông Tông giáo chi nhánh, tông này giáo cực đoan giáo phái, khởi nguyên từ Ba Tư. Gai gỗ di sinh động về công nguyên 8 thế kỷ đến 13 đời kỷ khu vực Trung Đông, lấy thường xuyên tiến hành chính trị mưu sát nghe tiếng, nó ám sát đối tượng là bản xứ một chút nổi tiếng nhân vật chính trị khi bọn hắn tuyển bên trong một cái ám sát mục tiêu lúc, sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngồi người này ngủ say lúc tại hắn gối đầu bên cạnh thả một thanh gai gỗ di đặc chế mang độc trủy thủ. Người kia tỉnh lại sau giấc ngủ, phát phát hiện mình bên gối xuất hiện dạng này một cây trủy thủ lúc, lập tức liền sẽ rõ ràng, nếu như muốn tránh thoát ám sát, liền nhất định phải thỏa mãn gai gỗ di tập đoàn điều kiện. Nếu không, hắn liền chết chắc, gai gỗ di sát thủ sẽ sử dụng hết thảy thủ đoạn đạt thành mục đích, Bất quá gai gỗ gì tập đoàn sát thủ đi trong lúc đâm, cũng có nguyên tắc, đó chính là tận lực tránh thương tới vô tội. Gai gỗ gì hàng ổ thiết lập tại đỉnh núi cao, được người xưng làm thứ tổ, mỗi một thời đại gai gỗ gì thủ lĩnh, xưng là lão nhân trong núi. Chết tại gai gỗ gì trong tay nổi tiếng nhân vật chính trị nhiều như cá giết sang sông, ngay cả anh vương Edward một thế cũng bị gai gỗ gì sát thủ mang độc trủy thủ đâm chúng, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền. Thập tử quân Đông Trinh trong lúc đó, bà Rập nổi tiếng tướng lĩnh Saladin bởi vì lọt vào gai gỗ di tập đoàn ám sát, thẹn quá hóa giật, xuất lĩnh quân đội vây quanh gai gỗ di tập đoàn hang ổ, lại công lâu không dưới, không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, cuối cùng chỉ có thể rút quân. Từ đây Saladin suốt đời nhiệm vụ chính là cùng gai gỗ di tập đoàn lôi kéo làm quen giữ gìn mối quan hệ. Không phải, gai gỗ di sát thủ độc trủy thủ, sớm muộn sẽ đâm tiến vào bộ ngực của hắn. Nhưng cuối cùng gai gỗ di tập đoàn phạm một cái sai lầm chí mạng, đó chính là bọn họ ý đồ tổ chức thích khách ám sát mông cổ đại hán hiến tông mông ca, triệt để chọc giận lúc ấy toàn thế giới mạnh nhất hữu lực nhân vật. Mông ca dưới cơn nóng giận, phái ra hắn thân đệ để hút liệt một suốt lĩnh mông cổ thiết kỵ, công chiếm thứ tổ, đem gai gỗ di tập đoàn tổng đàn san thành bình địa. Nhà sử học đều đều đem thứ tổ hủy diệt coi như là gai gỗ di tập đoàn hủy diệt, kỳ thật đây là một loại hiểu lầm. Nghĩa rộng đi lên nói, gai gỗ di nhưng thật ra là một cái chính giáo hợp một tông giáo quốc gia lão nhân trong núi là gai gỗ di nước sát thủ tinh nhuệ tập đoàn thủ lĩnh thứ tổ thì là tên sát thủ này tập đoàn tổng bộ thứ tổ hủy diệt không đại biểu toàn thể gai gỗ di hủy diệt cứ việc cũng nghĩ mắc đê phái gai gỗ di giáo chủ trợt nhi cát bị mông cổ đại quân giết chết giáo phái này hơn 90 tòa thành bảo bị hủy cư dân lọt vào người mông cổ huyết tinh đồ sát nhưng mông cổ thiết kỵ lại hung hán cũng không có khả năng đem giáo phái này tất cả giáo chúng chu sa hầu như không còn vô luận là húc liệt một thống trị trong lúc đó vẫn là hắn tạo dựng y người hắn quốc đạt tới thời kỳ cường thịnh, Gai Gỗ Di tập đoàn cũng chưa từng hoàn toàn bị đồ diệt. Thiên Ưng chính là Gai Gỗ Di người thừa kế. Cái này ẩn núp mấy trăm năm lâu cổ lão tập đoàn sát thủ, tại năm gần đây bỗng nhiên lần nữa sinh động. Thiên Ưng khôi phục, không phải loại kia chậm rãi tuần tự dần tiến vào như khôi phục, mà là hậu tích bạc phát, tựa như hồng thủy vỡ đê, lập tức liền bạo phát đi ra, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, nó kiêu nhân chiến tích khiến đến vô số đồng hành lau mắt mà nhìn. Thiên Ưng có một câu danh ngôn, cũng có thể tính là tuyệt diệu quảng cáo từ không có Thiên Ưng giết không chết người. Mà cùng Thiên Ưng đồng thời thanh danh vang dội thì là Thiên Ưng giáo mới lão nhân trong núi Diệp Vương. Đối với ngoại giới mà nói, Diệp Vương là một cái cực độ nhân vật thần bí, không có ai biết xuất thân của hắn lai lịch, không ai có thể xác định hắn có phải là tông giáo đồ, thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ đều không rõ ràng. Mọi người chỉ biết, Diệp Vương để ai ba canh chết, không dám lưu người đến canh năm đây là một cái có thể khiến người ta sợ hãi đến sâu trong linh hồn thiết huyết nhân vật cùng đại đa số tập đoàn sát thủ giáo chủ khác biệt diệp cô vũ cũng không đặc biệt để ý che giấu mình bộ dạng đi đâu đều là thoải mái mà lại thích đẹp áo mỹ thực ở cấp cao nhà khách khách sạn hào không biết điều sự kiêu ngạo của người đàn ông này là từ trong ra ngoài tự tin càng là từ trong ra ngoài vương giả phong phạm tỷ như mỗi lần tới châu á thủ đô hắn đều là vào ở trung thiên khách sạn tổng thống bộ tuyệt không sửa đổi. Mà lại mỗi lần đều không phải một người đến, tùy thân phục vụ tùy tùng không ít. Diệp Cô Vũ cũng không cho rằng có người có thể đối với hắn tạo thành chân chính nguy hiếp. Hai tên toàn thân bạch bào, đem toàn thân cao thấp che phủ nghiêm nghiêm thật thật nữ tử, lặng yên đứng hầu tại cách đó không xa. Dù là loại này truyền thống Ả Rập Trường bao 10 điểm rộng lớn, cũng khó có thể tận che đậy cái này hai tên nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại đầy đặn đường cong. Từ các nàng duy nhất lộ tại bên ngoài hai mắt đến xem, cái này hai tên nữ tử đều rất trẻ trung, con mắt ngập nước tràn ngập linh khí. Cái này hai tên nữ tử nhìn về phía Diệp Cô vô ánh mắt bên trong, đầy cõi lòng kính ngưỡng sùng bái chi tình, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị nằm dạp trên mặt đất, tiếp nhận Diệp Vương bất luận cái gì chỉ lệnh. Không chỉ cái này hai tên nữ tử như thế, thiên ưng bất luận cái gì một tên giáo chúng, đều là như thế. Vì Diệp Vương, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể kính dâng ra bản thân hết thảy, bao quát cùng linh hồn, vì Diệp Vương hiến thân, là thiên ưng giáo chúng cao quý nhất vinh dự cùng tối trung cực mộng tưởng. Diệp cô vũ thật lâu đứng tại phía trước cửa sổ, bóng đêm bao phủ xuống thủ đô thành, đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng lấp lóe, nói không nên lời mê ly mộng ảo, nhưng mà Diệp cô vũ ánh mắt sắc bén, lại tựa hồ như có thể xuyên thấu hết thảy mê ly, đem lầu 36 phía dưới một người một cây, một bông hoa một cọng cỏ đều thấy thanh thanh sở sở. Một đài màu đen hùn vốn xe Việt dã ở phía xa rẽ ngoặt, chạy tiến vào trung thiên khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Diệp cô vũ khóe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Sa bia lại không giữ được bình tĩnh. Dung thiên tổ sư cái này đại đệ tử, tại diệp cô vũ xem ra, thực tế có chút không nên thân. Tư chất như vậy, dạng này tâm tính, dạng này tác phong làm việc, như thế nào kế thừa dung thiên y bát. Diệp cô vũ không phủ nhận, dung thiên bản nhân là khó gặp thiên tài, vị này tây ly giáo giáo chủ, vu vương, thủ tịch đại tư tế, xác thực có thể xưng tuyệt đại đại vu. Tây ly giáo truyền thừa tại dung thiên trong tay rốt cục phát dương quang đại, nó vinh quang thậm chí đuổi sát tây ly giáo lập giáo phái tổ vu. Nhưng ở diệp cô vũ xem ra, bất kỳ cái gì một cái thuật pháp lưu phái truyền thừa, chỉ dựa vào một vị thiên tài là tuyệt đối chống đỡ không dậy. Có lẽ tại dung thiên vị thiên tài này vu vương có sinh chi nói, tây ly giáo có thể cực thịnh một thời, nhưng mà vu vương dù sao không phải thần, cũng có giải yếu nhất viết, đồng dạng phải đối mặt tử vong uy hiếp. Cùng dung thiên giả đi, ai có thể chọn lên bộ này thiên quân gánh nặng. Sa bia, diệp cô vũ khóe miệng khinh thường chỉ ý càng thêm rõ ràng. Giống như thủy hoàng đế, kỳ tài ngút trời, nhất thống trong nước, làm một ngày dưới, đại tần đế quốc uy chấn tứ phương. Ai có thể muốn lấy được, cường thịnh đến cực điểm đại tần chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hai thế mà chém, cuối cùng doanh gia tộc diệt, thiên hạ về hán. Thủy Hoàng đế chính mình cũng không ngờ đến A, à. sa bia tâm tình, nhưng không có Diệp Cô Vũ dạng này khoan thai. Như là Diệp Cô Vũ đối với hắn nhận biết, vị này Tây Ly giáo ngũ đại vô thánh đứng đầu thương thiên đại tư tế, tính tình một điểm không bình thản. Xe Việt giã tại giữa bầu trời khách sạn bãi đậu xe dưới đất rừng lại ổn, sa bia liền vội vã xuống xe, xảy bước đi hướng thang máy. Thương thiên đại tư tế sa bia trang phục 10 điểm bản thổ hóa, thô thô nhìn lại, chính là một cái bình thường nam tử trung niên, trừ làn da hơi đen nhánh một điểm, đôi mắt hơi hãm sâu một điểm, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Là một quốc tế hóa thành phố lớn, thành phố thủ đô bên trong tùy thời có thể nhìn thấy các loại khác biệt màu da khác biệt tướng mạo dị tộc nhân. Có vô số người ngoại quốc tại tòa thành lớn này thành phố bám dễ sinh trồi, đã sớm dung nhập bản thổ vòng sinh hoạt. Không có người để ý Sabia cái này nhỏ xíu không giống bình thường chỗ. Sabia cùng Diệp cô vũ không giống, hắn cứ việc tính tình tương đối táo bạo, nhưng làm việc nhất quán cẩn thận. Hắn biết rõ sư phụ mưu đồ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vạn nhất bởi vì chính mình làm việc không cần, mà dẫn đến sư phụ toàn bộ kế hoạch xuất hiện bất kỳ lớn chỗ sơ suất, vậy liền muôn lần chết không chuộc. Sai lầm như vậy, hắn phạm không dậy nổi, không có phạm nhân nổi. Chính vì vậy, Sabia đối diệp cô Vũ không che giấu chút nào cao điệu diễn suốt 10 điểm không quen nhìn. Tại Sabia xem ra, cái này thiên ưng giáo trong lịch sử xưa nay chưa thấy xuất hiện đến từ đông phương lão nhân trong núi, thực tế kiêu ngạo quá không hợp thói thường. Sa Bia cho rằng, Diệp Cô Vũ đặc lập độc hành thậm chí đã không thể dùng kiêu ngạo để hình dung, mà là phách lối. Vô so phách lối, hoành hành không sợ. Chương 174, Giang đạo minh. Sa Bia đối Diệp Cô Vũ bất mãn, tại đến giữa bầu trời khách sạn lầu 36 về sau, bỗng nhiên tiêu thăng đến đỉnh phong. Tây Ly giáo thương thiên đại tư tế mới vừa tới đến Tổng thống Bộ Thứ Nhất nói khắc hoa gỗ lim đại môn trước đó, hai đạo bóng trắng bỗng nhiên như quỷ mị từ âm u nơi hẻo lánh bên trong sông ra, vô thanh vô tức ngăn ở xa bia trước người. Cùng diệp cô vũ gian phòng bên trong hai tên cô gái áo bào trắng đồng dạng, cái này hai đạo bóng trắng cũng là dáng người thướt tha, đầy đặn mê người tuổi trẻ nữ tính, toàn thân bao khỏa tại màu trắng ả rập trong trường bào, chỉ có bốn con mắt lạnh lùng tiếp cận xa bia, lóng lánh lãnh khốc hàn mang, lựa hồ vật hữu hình, đâm thẳng xabia cốt tủy chỗ sâu. Nếu như là người bình thường, bị dạng này bốn đạo ánh mắt ép một cái, chỉ sợ liền muốn toàn thân run rẩy, hướng trên mặt đất trượt chân. Bất luận kẻ nào thấy ánh mắt như vậy, đều sẽ không chút nghi ngờ, chỉ cần mình một cái ứng đối không thích đáng, cái này ánh mắt chủ nhân liền sẽ lập tức xuất thủ lấy tính mạng của mình. Đối với Thiên Ưng thích khách thủ đoạn, xabia không có chút nào lạ lẫm. Chỉ cần hơi đối Thiên Ưng có chút hiểu rõ người, liền rất rõ ràng thiên ưng thích khách nhất khiến người mất hồn mất vía, cũng không phải là kịch độc trùy thủ, cũng không phải hoa văn trồng chất ám sát thủ pháp, mà là hung hãn không sợ chết bỏ mạng thủ đoạn. Mặc kệ từ lúc nào, cũng mặc kệ ở nơi nào, đồng quy vô tận vĩnh viễn sẽ không là thiên ưng thích khách sau cùng thủ đoạn. Cùng một ít thích khách đang bị bức ép bất đắc dĩ dưới tình hình cùng ám sát đối tượng đồng quy vô tận tình huống hoàn toàn không giống, mỗi một cái thiên ưng thích khách tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều ôm lòng quyết muốn chết. Đồng quy vô tận chỉ là thiên ưng thích khách dự bị một loại phổ thông ám sát thủ pháp. Nếu như đồng quy vô tận là nhất có thể bảo chứng thành công ám sát thủ đoạn, bất kỳ cái gì một vị thiên ưng thích khách đều sẽ không chút do dự xông đi lên ôm bị ám sát đối tượng, chết chung. Có lẽ bị ám sát đối tượng võ công so thích khách cao hơn, phản ứng so thích khách càng thêm nhanh nhẹn, vũ khí cũng so thích khách vũ khí càng thêm sắc bén. Đối mặt với loại này cực đoan thủ đoạn tất cả cái khác phòng ngự thủ đoạn hiệu dụng đều sẽ lập tức hạ xuống đến điểm thấp nhất. Khi bị ám sát đối tượng hướng phía thiên ưng thích khách vùng vẩy lưỡi dao thời điểm, thiên ưng thích khách tuyệt sẽ không lui lại, cũng sẽ không né tránh, mà là đón đao phong sông lên, khi đao của ngươi tử đâm tiến vào thích khách lồng ngực thời điểm, trong tay hắn kịch độc trùy thủ, cũng đồng thời đâm xuyên trái tim của ngươi. Mà thiên ưng tựa hồ còn có một loại bí thuật, có thể trong nháy mắt đem thân thể người tiềm năng toàn bộ kích phát ra đến, trước khi chết một kích lực lượng, tốc độ, vượt xa khỏi bình thường, uy lực lớn không hề tầm thường. Đây mới thực là tử sĩ, bất luận nam nữ, nhưng Sabia cũng không e ngại. Phổ thông thiên ưng thích khách loại thủ đoạn này, còn uy hiếp không được Tây Ly giáo ngũ đại vô thánh đứng đầu thương thiên đại tư tế. Tránh ra, Sabia mở chừng hai mắt, nổi giận đùng đùng quát. Sabia là độc thân đến đây, đây cũng là Sabia sinh khí nguyên nhân một trong. Diệp cô vũ quy củ thúi thực tế không ít, chiếu Sabia tính tình, những này tật xấu chính là không thể quen. Thiên ưng thế nào, Diệp Phương, Sabia cho tới bây giờ đều không cho là như vậy. Không có Tây Ly giáo toàn lực ủng hộ, không có sư phụ toàn lực ủng hộ, Diệp cô vũ một cái người đông phương, có thể nhập chủ thiên ưng. Có thể như hôm nay dạng này, quyền hành hiển hách. Làm người không thể quên cội nguồn, Sabia cố nhiên thiên tư không tính quá cao, dùng thiên tổ sư lại một mực đối với hắn nể trọng có thừa, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất bia đối sư phụ vô so tôn kính, vô so trung thành. Đối bia quát lớn, hai tên cô gái áo bảo trắng bừng tỉnh như không nghe thấy, sáng tỏ thủy tinh sâu dưới đèn, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhàn rỗi lóe lên. Kia là hai cây chủy thủ, dài không quá khoảng 20cm, lưỡi dao xanh minh mang, cho thấy phải có tẩm kịch độc. Đây không phải lâm thời bôi lên đi lên độc dược, mà là đem chọn cây thủy thủ ngâm tại kịch độc trong dược vật không biết bao nhiêu lúc nói, kịch độc dược vật sớm đã nhiễm trùy thủ toàn bộ đao phong, chỉ cần trà phá một điểm ra, kịch độc độc tố nháy mắt liền sẽ theo huyết dịch chảy vào trái tim. Sa bia giận dữ, hắn đêm nay đến đây giữa bầu trời khách sạn, xác thực không có sớm cùng Diệp Cô Vũ hẹn trước. Sa bia vốn là đến hương sư vấn tội, nhưng Diệp Cô Vũ bên người cái này mấy tên yêu cơ, ai không biết hắn. Ai không biết hắn là Diệp Vương chỗ ngồi khách quý, hai cái này nữ nhân ngu xuẩn, cũng dám ở trước mặt hắn lượng kiếm quả thực lẽ nào lại như vậy? Sa xuất thủ, không chút khách khí, tuyệt không phải là cái gì người đều có thể cầm kịch độc trùy thủ tại Tây Ly Giáo vô thánh trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Người khác sợ hãi thiên ưng thích khách hung hãn không sợ chết, Sa không sợ. Trước thực lực tuyệt đối, lại liều mạng chiến thuật đều là phí công. Lan đi, Sa hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước. Hai tên yêu cơ dao găm trong tay dương lên, không chút do so dự hướng Sa đâm tới các nàng xác thực nhận biết xa cũng xác thực biết xa bia là Diệp Vương chỗ ngồi khách quý, nhưng cái này mảy may đều không ảnh hưởng các nàng thời khắc này xuất thủ. Không có Diệp Vương mệnh lệnh, bất kỳ cái gì có can đảm xông vào Tổng thống phòng xếp người, đều giết chết bất luận tội. Chẳng cần biết hắn là ai, các nàng là Diệp Vương tử sĩ, là Diệp Vương yêu cơ, tại các nàng trong mắt, trên thế giới này chỉ có một người là tuyệt đối không thể giết, đó chính là Diệp cô vũ phụ thân của các nàng, trưởng phu của các nàng, các nàng trong suy nghĩ trí cao vô thượng thần chỉ nhưng là cái này hai cây chủy thủ cuối cùng vẫn là chưa thể đâm chúng sa bia sa bia đối hai thanh kịch độc chủy thủ như không có gì không tránh không né cứ như vậy nhanh chân đi tới hai tên yêu cơ nâng lên cánh tay bỗng nhiên liền cứng lại ở giữa không trung bên trong nguyên bản băng lãnh vô tình hai con ngươi trong chốc lát trở nên trống trơn một mảnh mờ mịt phảng phất trong nháy mắt này linh hồn của các nàng bị bỗng nhiên bóc ra thân thể của mình hoạt bát hai người, khoảnh khắc biến thành tượng đất, không sức sống. Sau đó, hai tên yêu cơ vô thanh vô tức ngã xuống đất. Sa Bia cười lạnh một tiếng, Tây Ly giáo đại vô sư thủ đoạn, há lại những này thấp chờ thiên ưng thích khách có khả năng chống cự được. Diệp cô vũ đưa các nàng huấn luyện phải như là cái xác không hồn, đối với phổ thông ám sát đối tượng mà nói, kia là cực kỳ đáng sợ, nhưng ở Sa Bia trong mắt, các nàng chẳng phải là cái gì. Trừ tại nhất định thời điểm, các nàng tuyết trắng kiều nộn có thể ở gầm giường ở giữa vì Diệp Cô Vũ phục vụ bên ngoài, Sabia cho rằng nàng nhóm lại không có cái khác bất kỳ giá trị gì. Sabia đẩy ra gỗ lim khắc hoa đại môn, từ nơi này đến Diệp Cô Vũ chỗ gian phòng, muốn thông qua tam trọng cửa. Trung thiên khách sạn người thiết kế lúc trước đối với phòng tổng thống thiết kế lý niệm chính là cực điểm quý khí. Để mỗi một cái vào ở phòng tổng thống khách nhân, đều có thể trong nháy mắt hưng khởi quân lâm thiên hạ cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu thứ nhất đạo hồng mục điêu hoa đại môn về sau, lại có hai tên yêu cơ. Bất quá lần này, các nàng không tiếp tục ngăn cản xa bia. Để hắn tiến đến, Diệp Cô Vũ thanh âm trầm thấp từ Tổng thống bộ chỗ sâu truyền đến. Bình thản bên trong mang theo vô so uy nghiêm, từ cánh cửa thứ nhất đến Tổng thống bộ phòng khách, khoảng chừng 20 mét trở lên khoảng cách, cách mấy đạo đóng chặt dày đặc gỗ lim đại môn, Diệp Cô Vũ thanh âm trầm thấp trực thấu tới, thật giống như hắn đang đứng tại cách đó không xa nói chuyện mấy đạo gỗ lim đại môn đều chưa từng đối này tạo thành bất luận cái gì cản trở. Loại này trong mắt người ngoài cực kỳ quỷ dị tình hình, yêu cơ nhóm sớm đã nhìn lắm thành quen. Sa bia cũng nhìn lắm thành quen, không ai lại ngăn cản hắn, nhưng cũng không ai mở cửa cho hắn, lại không người ninh đón. Diệp cô vũ bên người mỗi người đều rất rõ ràng, hẳn là như thế nào đi tìm hiểu Diệp Vương chỉ lệnh. Sa bia còn không đủ trình độ Diệp Vương long trọng chờ đón tư cách. Tổng thống bộ phòng khách nặng nề khắc hoa đại môn, bị một trường đẩy ra, Sabia mặt giận dữ, bước nhanh đến. Diệp cô vũ vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, không có nửa điểm muốn xoay người lại ý tứ. Khoanh tay tứ lập trong phòng khách hai tên bạch bảo yêu cơ, càng là ngay cả lông mày mau đều không nháy mắt một chút. Diệp phương không có hạ lệnh, tại các nàng trong mắt, Sabia chính là người trong suốt, hoàn toàn không tồn tại. Sabia tức đến xanh mét cả mặt mày, trừ sư phụ, không ai tận lực dạng này không nhìn hắn, dù coi như là Diệp Cô Vũ cũng không thể. Giang Đạo Minh, xa bia một tiếng gầm thét, đen nhánh trên cổ, một nhiều sợi gân xanh tăng vọt, cái chán mạch máu càng là thình thịch nhảy không ngừng. Giang Đạo Minh, Diệp Cô Vũ thẳng tắp bóng lưng rốt cục nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía xa bia. Đây là một chương cực kỳ khuôn mặt anh Tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường cong như đao bổ phủ chính, kiên nghị vô so, hai mắt tinh quang lấp lóe coi như dựa theo nhất hà khắc tiêu chuẩn để cân nhắc, diệp cô vũ cũng là một vị siêu cấp mỹ nam tử nếu như nhất định phải bắt bẻ lời nói đó chính là hắn trên mặt góc cạnh quá cứng rắn không mang nửa phân nhu hòa cương nghị quá mức loại này tướng mạo nam nhân có cực kỳ cứng cỏi họ cách sẽ hướng phía mình nhận định mục tiêu không oán vô hối đi xuống đi tuyệt không bàng hoàng tuyệt không lùi bước không đạt mục đích thể không bỏ qua bất quá giờ phút này diệp cô vũ ánh mắt dường như có chút mê ly mang theo điểm điểm sương mù giống như có chuyện gì lập tức đâm vào tâm linh của hắn, đem giấu ở chỗ sâu nhất một loại nào đó tình cảm, câu lên. Có thể trong nháy mắt câu lên Diệp Cô Vũ loại nam nhân này tâm sự, thực tế không dễ dàng. Thế gian chân chính đáng giá hắn quan tâm sự tình, quá ít quá ít. Nhưng Giang Đạo Minh hiển nhiên là ngoại lệ. Sa Bia đón Diệp Cô Vũ ánh mắt, nối thẳng thông nhìn gần trở về, hào không né tránh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trang cái gì Trang, người khác không biết Giang Đạo Minh chính là Diệp Cô Vũ, Chẳng lẽ ta cũng không biết? Nhiều năm trước kia, người không phải liền là cái kia thân chịu trọng thương, thoi thóp trung nguyên tiểu tử A. À? Không phải liền là sư phụ ta cứu người mệnh A. À? Những này tình cảnh, rõ mồn một trước mắt, người lúc đó chật vật, có thể giấu được người khác, có thể giấu được ta cái này thấy tận mắt người. Một câu giang đạo minh, liền đem người hòa thời gian 20 năm mới không tốt tầng kia áo ngoài xé thành sạch sẽ. Chiếu vào xa bia ý tứ, lúc trước sư phụ liền không nên cứu giang đạo minh, những này trung nguyên hán nhân, từng cái âm hiểm rảo hoạt, tựa như chính bọn hắn trong cổ thư ghi lại cố sự tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền càn rỡ. Sa bia đối bất luận cái gì hán nhân đều không có nửa phân hào cảm. Nhất là đối giang đạo minh, càng thêm như thế, cũng không biết là nguyên nhân gì. Sa bia từ khi nhìn thấy giang đạo minh lần đầu tiên bắt đầu, cái này bên trong lúc đầu hán nhân, liền để hắn tự ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ cực độ tâm tình bất an. Hãi hùng khiếp phía, Sabir có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ chết tại người Hán này trong tay. chương 175, Vu Vương kế hoạch. Sabir, Giang Đạo Minh đã không tồn tại ở trên thế giới này, ta là Diệp Cô Vũ. Thật lâu, Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà kiên định, ánh mắt lạnh lùng, như lưỡi đao đâm về Sabir hai mắt, ẩn ẩn có ngọn lửa đang nhảy vọt. Sabir rốt cuộc đem ánh mắt của mình rời, hừ lạnh một tiếng, trung thực không khách khí, Tại tổng thống bộ kim sắc ghế salon bằng da thật bên trong ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Đây là Sabia đến Trung Nguyên Hán nhân địa bàn bên trên mới học được một cái tư thế ngồi. Tại Tây vực, tại Tây Ly giáo tổng đàn chỗ quốc gia, đa số người đều là ngồi xếp bằng, rất ít có vỉnh chân bắt chéo thói quen. Cho đại tư tế dâng trà, Diệp Cô Vũ như lưỡi dao ánh mắt ẩn liếm không gặp, từ cửa sổ sát đất trước chậm rãi đi về tới, tại Sabia đối diện ngồi xuống, thân eo thẳng, tư thế ngồi đoan chính vô luận lúc nào, Diệp Vương đều là như vậy sắc bén bức người. Vâng, hai tên bạch bảo yêu cơ thấp giọng lĩnh mệnh, thanh âm như chim sơn ca thanh thúy dễ nghe. Những này đến từ dị vực dị tộc nữ tử, hán ngữ nói đến 10 điểm tiêu chuẩn trôi chảy. Diệp Vương bên người người thân cận nhất, đều có thể nói cực kỳ trôi chảy hán ngữ. Diệp Vương cho tới bây giờ đều chưa từng hướng bọn hắn giấu giếm mình chân thực lai lịch. Ta, Diệp Cô Vũ, liền là đến từ xa xôi đông phương hán nhân đã ta đến nơi này, ta chính là vua của các ngươi. Tất cả thiên ưng giáo chúng đều muốn phụng ta làm tôn, ý chí của ta, chính là ý chí của các ngươi. Bất kể là ai, không phục tùng Diệp Vương chỉ lệnh, không đi theo Diệp Vương bộ pháp, hạ tràng đều chỉ có một cái chết. Giang đạo minh tiến vào thiên ưng, vẻn vẹn chỉ phí thời gian một năm, liền trở thành thiên ưng mới giáo chủ. Ngay trước tất cả hạch tâm giáo chúng trước mặt, Diệp cô vũ dùng đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, không đến 10 cái đối mặt liền đem lão giáo chủ đưa tiến vào địa ngục. Thiên Ưng là một cường giả vi tôn thế giới. Từ đây, Giang Đạo Minh thành Diệp Cô Vũ, thành Thiên Ưng mấy ngàn giáo chúng tân chủ nhân, thành danh chấn Tây Á Diệp Vương. Mà lại tất cả giáo chúng đều tin tưởng, không bao lâu, Diệp Vương cùng Thiên Ưng uy danh, liền đem chấn động toàn thế giới, khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần nghe tới Diệp Vương cùng Thiên Ưng danh tự, mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào, đều sẽ lật lật lo lắng, đêm không thành ngủ. Bạch Bảo yêu cơ cho Diệp Cô Vũ cùng Sa Bia dâng lên thanh mùi thơm khắp nơi trà xanh. Coi như tại xa xôi Tây Vực, tại không có một cái đồng tộc tha hương nơi đất khách, Diệp Cô Vũ cũng cho tới bây giờ đều chỉ uống đến từ đông phương trà xanh, tuyệt không đụng hồng trà, nhất là thêm đường hồng trà hoặc là cái khác biến dị trà đồ uống. Sa Bia lạnh lùng nói, cho ta nấu thêm đường hồng trà. Cho hắn dâng trà Bạch Bảo yêu cơ thật giống như không nghe thấy, nhẹ nhàng đem chén trà bày ra ở trước mặt hắn, lập tức chậm rãi đi đến Diệp Cô Vũ đứng phía sau định, không nói một lời, cũng không có động tác khác. Ở đây, chỉ có Diệp Vương có thể đối với các nàng lên tiếng ra lệnh, bất kỳ người nào khác đều không có dạng này tư cách. Các nàng vì Diệp Vương mà sinh, vì Diệp Vương mà chết. Diệp Cô Vũ từ tốn nói, "Sa Bia, nhập ra tùy tục cái quy củ này, người chưa nghe nói qua sao?" Sa Bia hừ lạnh một tiếng, đem chân bát chéo để xuống, thẳng tắp tiếp cận Diệp Cô Vũ, cả giận nói, "Diệp Cô Vũ người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giải thích, vì cái gì, người còn hỏi ta vì cái gì. Đại danh đỉnh đỉnh thiên ưng, ngay cả một cái thụ thương đoàn khổng tước đều giết không được. Người không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Diệp cô vũ kinh ngạc hỏi ngược lại, ai nói thiên ưng muốn giết đoàn khổng tước? Sa bia liền cười, cười lạnh, người không giết đoàn khổng tước, vậy người phái những người kia là đi chịu chết sao? Diệp cô vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, bọn hắn chính là đi chịu chết. Sa Bia lại là cười lạnh một tiếng, tác họ không nói lời nào. Đây rõ ràng chính là tranh cãi. Không nghĩ tới đường đường thiên ưng chi chủ, gai gỗ gì mới lão nhân trong núi, danh chấn Tây Á Diệp Vương, thế mà ở trước mặt hắn chơi xấu. Đây cũng là Sa Bia trước khi đến, chưa từng ngờ tới. Diệp cô vũ lắc đầu, chậm rãi nói, Sa Bia, chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Ngươi không có tư cách này, ngữ khí trầm thấp mà bình thản, ngôn từ lại không chút khách khí. Sa Bia giận dữ, bỗng nhiên rất thẳng người, Diệp Cô Vũ, người không muốn kiêu ngạo như vậy. Ta biết ngươi cùng ta sư phụ có ước định, nhưng bây giờ sư phụ đang bế quan, bên này tất cả mọi chuyện đều là ta tại toàn quyền phụ trách. Đã các ngươi đến, kia mọi người nên cân đối nhất trí. Diệp Cô Vũ, mời ngươi làm rõ ràng, đây là chúng ta Tây Ly giáo sự tình, các ngươi là đến giúp đỡ. Các ngươi Hán nhân có cái thành ngữ, gọi là giọng khách hát giọng chủ. Diệp cô vũ khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, mang theo nhàn nhạt, nhạt mỉa mai, nói, không tệ lắm, xa bia, ngay cả chúng ta hán nhân thành ngữ đều học xong, mặc dù dùng đến không phải như vậy chuẩn xác. Diệp cô vũ nhìn qua cũng chính là ba mười mấy tuổi không đến bốn mươi tuổi, có lẽ số tuổi thật sự so hắn bên ngoài đồng hồ muốn lớn hơn một chút, nhưng khẳng định so xa bia muốn tiểu. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, đối xa bia không hề có ý tôn trọng. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đến giúp đỡ, liền nhất định phải dựa theo chúng ta thống nhất an bài đến hành động. Người thiện tự làm chủ, phái ra những phế vật kia đi chịu chết, chẳng những giúp không được gì, còn bại lộ mục đích của chúng ta. Đây là ý gì, cho nên nói người không hiểu, người không có chút nào hiểu. Diệp cô vũ lại nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mỉa mai chỉ ý càng đậm. Sa bia kém chút bị tức phải một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì sư phụ đang lúc bế quan, Bản thân hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng Diệp Cô Vũ loại người này liên hệ. Người này tự đại, đã đến không có thuốc chữa trình độ. "Tốt, ta không hiểu, vậy liền mời ngươi giải thích một chút đi." Sa Bia hít sâu một hơi, đem ngực cuồn cuộn nổi giận tri ý cưỡng ép ép xuống, lấy tận lực bình tĩnh ngữ khí lạnh lùng nói. Diệp Cô Vũ không có vội vã nói chuyện, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, mới chậm rãi nói, "Sa Bia, đây là hoạch định một đại kế, một cái rất rất lớn kế hoạch, ngươi hiểu không?" sư phụ ngươi muốn đối phó, không phải một người, cũng không phải một cái gia tộc. Vu vương mục đích, cũng không phải là muốn đối phó một cái đặc biệt địch nhân. Ai trở ngại kế hoạch này thi hành, người đó là vu vương địch nhân. Nhưng là, nói thật, các ngươi mục tiêu thứ nhất liền chọn sai. Các ngươi, thật không nên đem tiêu gia tuyển làm cái thứ nhất đả kích đối tượng. Nói đến đây, Diệp cô vũ khe khẽ thở dài, sắc bén ánh mắt, nháy mắt lại trở nên mê ly lên, tựa hồ suy nghĩ lập tức lại trôi hướng phương xa, trôi hướng xa xôi quá khứ. Sa bia hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Nói chuyện giật gân, vu vương kế hoạch, sư phụ đến cùng có kế hoạch gì, ngay cả sa bia chính mình cũng không phải rõ ràng như vậy. Người diệp cô vũ một ngoại nhân, chẳng lẽ so ta cái này tây ly giáo lớn còn rõ ràng. Tiêu ra, làm sao liền chọn sai rồi. Sa bia kiềm nén lửa giận, hỏi. Diệp cô vũ trầm ngâm nói, chúng ta hán nhân binh pháp trên có câu nói, gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người nghe nói qua sao. Sa bia lại là hừ lạnh một tiếng, sớm tại nhiều năm trước kia, hắn ngay tại sư phụ yêu cầu phía dưới, học tập dân tộc hán văn hóa. Sa bia mặc dù không biết vì cái gì, đối sư phụ chỉ lệnh lại không dám vi phạm. Về sau Sa bia phát hiện, cơ hồ mỗi một vị sư đệ nhập môn, sư phụ đang truyền thụ cho bọn hắn Tây Ly giáo vô thuật đồng thời, cũng để bọn hắn học tập trung nguyên dân tộc Hán văn hóa, mà lại yêu cầu rất nghiêm, mỗi qua một đoạn thời gian, sư phụ liền muốn đối đám tử để tiến hành khảo hạch, đối Hán văn hóa khảo hạch, cơ hồ cùng đối vu thuật khảo hạch cùng cùng nghiêm ngặt. Đã nhiều năm như vậy, Sa Bia sớm đã tinh thông Hán văn hóa. Sa Bia, ta biết dung thiên tổ sư yêu cầu mỗi người các ngươi đều học tập Hán văn hóa, hắn năm đó trợ giúp ta, ước chừng cũng có phương diện này suy tính. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, ngươi liền thật học xong hán văn hóa. Các ngươi nhằm vào tiêu gia xuất thủ, đối tiêu gia đến cùng hiểu bao nhiêu. Nhất là tiêu phàm, các ngươi hiểu qua người này sao? Chúng ta ngay tại hiểu rõ. Diệp cô vũ khóe miệng lần nữa hiện lên một vòng mỉa mai mỉm cười, từ tốn nói, cùng dung thiên tổ sư thụ thương bế quan về sau, các người mới nghĩ đến muốn đi tìm hiểu tiêu phàm, có phải là quá trễ một chút. Sa bia song nghi bỗng nhiên dương lên, mặt mũi tràn đầy đều đều là vẻ cảnh giác, ai nói sư phụ thụ thương rồi. Sư phụ chỉ là đang bế quan, Diệp cô vũ cười cười, nói, xa bia, dung thiên tổ sư có phải là thụ thương, ta sau so người rõ ràng. Mà lại ta còn rõ ràng thương thế của hắn đến cùng nặng bao nhiêu. Tây ly giáo giáo chủ, đối đầu vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, một phân tiện nghi đều mơ tưởng chiếm được. Cái gì, vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, ngươi nói là tiêu phàm. Bia lúc này coi là thật giật nảy cả mình, kém chút liền nhảy dựng lên. Thân là một vị thuật sư, mặc dù là đến từ cách xa Tây Vực, Bia đương nhiên nghe nói qua vô cực môn. Dung thiên tổ sư tại cùng bọn hắn đàm luận trung nguyên phong thủy thuật pháp lưu phái thời điểm, xếp ở vị trí thứ nhất chính là vô cực môn. Nhưng Bia tuyệt không hề nghĩ tới, tiêu gia đích trưởng tôn tiêu phàm, thế mà lại là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Đương nhiên, cái này sao có thể, hắn, hắn còn trẻ như vậy, Sabie mặt mũi tràn đầy không tin. Diệp cô vũ từ tốn nói, trên thế giới này kỳ tài kiệt xuất người, diễn ra vô số kể, chỉ là người tiếp xúc phải không nhiều mà thôi. Không chi kỳ không biết kia, mù quáng xuất thủ. Nếu như không phải tiêu phàm vì tiêu gia trưởng bối nghịch thiên cải mệnh, dung thiên tổ sư xuất thủ đánh lén, mà là công bằng đấu pháp, dung thiên tổ sư làm sao có thể như thế nhẹ nhóm, chỉ sợ muốn về nhà đi chữa thương. Những tình huống này, người là làm sao biết? Sabie kinh nghi bất định hỏi, sớm đã không có lúc mới tới phẫn nộ, trở nên cực độ chấn kinh. Diệp cô vũ lãnh đạm cười một tiếng, khoát tay áo, nói xa bia, ta biết sự tình, chỉ có so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Ngươi trở về đi, chuyện này ngươi không muốn lại cắm tay. Đã ta đến, liền để ta tới xử lý. Không có khả năng, chuyện này, nhất định phải để ta tới làm chủ. Sa bia không chút do dự nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Tốt, vậy thì do ngươi làm chủ, vượt quá xa bia dự kiến, Diệp Cô Vũ thế mà đồng ý. Bất quá Diệp Cô Vũ tiếp xuống một phen, lại đem xa tức giận đến giận sôi lên. Xa bia, ngươi nói không sai, đây là các ngươi Tây Ly giáo sự tình, hẳn là từ các ngươi tới làm chủ. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tuyệt đối không được đánh giá quá cao chính mình. Tiêu phàm dù là bị thương lại nặng, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền như năm đó, năm đó thế nào, Diệp cô vũ cười cười, không tiếp tục nói. Năm đó, dù là ta thoi thóp, chỉ còn lại có một hơi, muốn giết người xa bia, người cũng chỉ có một con đường chết. chương 176, khiêu khích ta, đối các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Từ văn thiên ở nhà cấp 4 ra, tiêu phàm cùng tân lâm bên trên đại bôn. Tân lâm không có lập tức nổ máy xe, nhàn nhạt hỏi về chỉ thủy xem hay là đi Azelena chỗ nào. Những này thời gian đến nay, tiêu phàm rất nhiều ban đêm đều là tại azelena trong nhà qua rất rêu dao không có chút nào điệu thấp đã toàn bộ thủ đô hoàn khố vòng tròn cơ hồ đều đã biết tinh ngữ quán ba một đời mới buổi chiếu phim tối hoàng hậu là tiêu một thiếu bảo bọc như vậy tiêu một thiếu nên trò siếc diễn càng thêm rất thật mấy phân hiện đặt vào như vậy như hoa như ngọc một cái dị tộc mỹ nữ tiêu một thiếu cũng không thể quá lạnh nhạt sẽ bị người hoài nghi tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu lông mày có chút nhân lại nói Azelena khả năng gây phiền toái. Tân Lâm liền chậm đợi đoạn dưới, tiêu phàm cứ việc thân chịu trọng thương, thuật pháp tu vi bên trên cảnh giới rơi xuống, nhưng phổ thông kiếp số thôi diễn, tự nhiên không đáng kể. Đối với vô cực môn trưởng giáo chân nhân mà nói, cái gọi là cảnh giới bên trên rơi xuống, chỉ là đỉnh phong khác biệt. Tiêu phàm đang muốn mở miệng, điện thoại bỗng nhiên chấn vang lên. Tiểu Quế Tử, tiêu phàm ấn nút tiếp nghe khóa, lão đại, ân, có chút việc muốn hướng người báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, tiểu quế tử ngữ khi có chút lo nghĩ, dùng cũng là tiêu chuẩn quan trường sáo lộ. Nhị ca đã đi nông thôn, tiểu quế tử bọn hắn đều đi theo lão đại hốn, bất quá tạm thời còn có chút không quen lắm lão đại tác phong làm việc. Cùng lão đại cùng một chỗ, luôn luôn nhịn không được trong lòng khẩn trương, không giống cùng nhị ca cùng một chỗ, uống rượu đánh cái rắm không cố kỵ gì. Lão đại chính là như vậy phong cách, có phải là cùng Azelena có quan hệ? tiểu quế tử lập tức giật nảy cả mình, kinh ngạc vô cùng nói, lão đại, làm sao ngươi biết? Thật sự là thần, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lão đại, là như vậy, vừa rồi bốn ván bên kia lão đại nhóm cho ta gọi điện thoại, nói bộ đội tại phía đông trên biển bắt một đầu thuyền. Thanh Azelena cho liên lụy đi vào, tiểu quế tử cẩn thận nói, mang theo điểm thử ngữ khí, tựa hồ tại phỏng đoán, chuyện này đến cùng lão đại có phải là sớm đã biết, hoặc là azelena sở tác sở vi căn bản chính là lão đại hướng vào tiểu quế tử miệng bên trong bốn ván tiêu phàm rất rõ ràng chỉ là bộ bên trong cục biên phòng tại ngũ biên phòng quản lý bộ đội làm sao liên lụy đi vào là ân người trên thuyền nói azelena danh tự bốn ván bên kia thanh nàng mời đi ta kia ca môn để ta hỏi một chút chuyện này ngài có biết hay không tiểu quế từ cân nhắc từng câu từng chữ thấp giọng nói không hề nghi ngờ Zelena đi bốn ván về sau, đem Tiêu Phàm cung cấp ra. Bên kia nghe xong việc này thế mà liên lụy đến Tiêu lão gia tử đích tôn, tự nhiên khẩn trương. Tiểu Quế tử ở kinh thành nha nội đảng bên trong không tính nhiều nhân vật không tầm thường, thắng ở tin tức linh thông, nhất là cùng hệ thống bên trong, có không ít 10 điểm đáng tin cậy ca môn. Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi, bốn ván bên kia, định xử lý như thế nào? Tiểu Quế tử vội vàng nói, tạm thời còn không có xử lý. Lão đại, chuyện này đi Ta có cái đề nghị. Ngươi nói, ngươi tốt nhất là đừng ra mặt, ta đến nghĩ biện pháp đi. Một đầu thuyền cũng không coi là nhiều to con sự tình. Chuyện như vậy, nếu như đặt ở địa phương, đương nhiên tính được là đại sự. Tiểu Quế Tử cũng không nói bao lớn trọng tải một đầu thuyền, trên lý luận đến nói, trọng tải càng lớn, phiền phức lại càng lớn. Bất quá tại cái này tứ cử thành bên trong, lại cũng chưa chắc thật sự không có cách nào giải quyết. Lão đại, ta chính là muốn hỏi một chút đầu kia thuyền, muốn hay không thả. Tiểu Quế tử thoảng qua ngừng dừng một chút, lại hỏi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đem Azelena hái ra, vấn đề không lớn, Tiểu Quế tử cùng hắn kia ca môn có là biện pháp. Nhưng nếu là ngay cả thuyền cùng một chỗ thả, độ khó liền phải lớn hơn nhiều, cần tốn chút tâm tư, chuẩn bị một chút. Lão đại đối các huynh đệ như vậy trượng nghĩa, Tiểu Quế tử cảm thấy cũng giờ đến phiên mình vì lão đại ra thanh khí lực. Không phải các huynh đệ luôn luôn phiền phức lão đại, thời khắc mấu chốt lại không giúp đỡ được cái gì kia còn có thể gọi huynh đệ gọi là thùng cơm tiêu phàm trầm ngâm một chút chậm rãi nói chứa nóng vội thả người cũng chớ gấp lấy thả tốt ta minh bạch kia lão đại ta không sao người yên tâm azelena ở bên trong sẽ không lỗ tiểu quế tử nghiêm túc nói hắn biết azelena tại lão đại trong suy nghĩ phân lược vì cái này trắng nga nữ nhân lão đại thế nhưng là liên tiếp thu thập uông hai uông ba cùng diệp đại kia cũng là tứ cửu thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy lớn nha nội, xuất thân địa vị không tại lão tiêu nhà phía dưới một cùng như nhân. Hiện tại lão đại không để vội vã thả người, đoán chừng là muốn đem sự tình trước hiểu rõ lại nói. Cái này rất phù hợp lão đại làm việc ổn trọng phong cách. Nhưng lão đại chỉ thị không thả người, không có nghĩa là Azelena có thể tại trong cuộc chịu khổ. Dựa theo tiểu quế tử lý giải, càng là hàng hiệu nam nhân, càng là sẽ không khoan dung loại chuyện này phát sinh. Tốt, cảm ơn ngươi, Tiểu Quế Tử, ai, lão đại, khỏi phải nói tạ a, à, cái này không đều là các huynh đệ nên làm sao? Tiểu Quế Tử vội vàng nói, mặc kệ chính mình có phải là quen thuộc Tiêu Lão Đại phong cách hành sự, Tiểu Quế Tử đều đặt quyết tâm đi theo lão đại đến cùng. Cái này không có gì nói, lão Tiêu nhà chính là Châu, hắn lão Tử Quế Thanh thu sầu trắng cả tóc đại sự, Tiêu Lão Đại một câu liền giải quyết. Đại sự bên trên, Tiểu Quế Tử giúp không được gì, loại này việc nhỏ, khẳng định phải toàn lực ứng phó bằng không thì cũng quá phế. Tiêu phàm cúp điện thoại, lẳng lặng tựa ở cao cao trên ghế dựa, tay phải khẽ nhúc nhích, lên một quẻ. Thế nào, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói tối nay, còn sẽ có khách nhân. Tân Lâm gật gật đầu, đoán chừng Azelena phía sau những người kia, cũng không giữ được bình tĩnh. Lại một trận chuông điện thoại di động đánh vỡ xe Mercedes bên trong yên tĩnh, một cái mã số xa lạ, đến từ thủ đô máy riêng. Người tốt, tiêu tiên sinh, người tốt, Điện thoại bên kia, truyền tới một rất đặc biệt giọng nữ, nghe vào tương đương yêu nhã, lại lại dẫn nói không nên lời áp bách chỉ ý, tựa hồ cái này cái thanh âm chủ nhân quen thuộc thay người làm chủ, là loại kia nói một không hai họ khách. Tiêu tiên sinh, ta họ đằng, đằng vân giá vũ đằng, Azelena gọi đại tỷ của ta. Đằng tiểu thư, tiêu phàm lạnh nhạt xương hô một câu, đằng họ là rất hiếm thấy dòng họ, bách gia tính bên trong có đằng cái họ này, tục truyền là hoàng đế 14 tử một trong, lại truyền thuyết Chu Văn Vương phong 16 tử, đằng thứ 12. Nguyên cùng họ toản, 17 trèo lê nghi chép, vốn đằng thị, tị nạn cải thành đằng thị. Hậu hán có đằng phủ, nhưng truyền đến bây giờ, rất nhiều đằng họ tộc nhân, kỳ thật đến từ dân tộc mông cổ cùng toàn tộc, hán hóa về sau, lấy đằng làm họ. Tiêu tiên sinh, Azelena xảy ra chút việc, người cũng đã biết đi. Đại tỷ tại điện thoại bên kia, vẫn như cũ không chậm không nhanh, duy trì nàng kia mang theo cảm giác áp bách ngữ điệu, Tiêu phàm từ tốn nói, đăng tiểu thư, nói điểm chính. Tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể tại tiêu một thiếu trước mặt bầy làm ra một bộ túm hề hề dáng vẻ. Đại tỷ liền cười, tiếng cười có chút lạnh, tiêu tiên sinh, rất họ gấp a. À. Ta nhưng không có thể hiểu thành, tiêu tiên sinh đối với chuyện này, cũng không đủ thành ý. Tiêu phàm lãnh đạm nói, đăng tiểu thư, khiêu khích ta, đối ngươi, đối các ngươi tất cả mọi người, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Azelena sự kiện, đối với tiêu phàm mà nói, thuần túy xem như cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, tiêu thiên bị kéo vào, tiêu phàm lại cần một người đến che lấp một chút chân tướng sự thật, hắn cùng Azelena ở giữa, sẽ không phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Trước mắt tiêu phàm gặp phải cục diện cực kỳ phức tạp khó giải quyết, núp trong bóng tối cường đại đối thủ, ngon nghe muốn động, tức sẽ tiến vào đánh giáp lá cả trận giáp lá cả giai đoạn hắn thực tế không nguyện ý tại azelena phía sau đám người này trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian điện thoại bên kia trệ một chút hiển nhiên đại tỷ không ngờ đến tiêu phàm thái độ như thế không khách khí cái này cùng bọn hắn hiểu rõ đến có quan hệ lão tiêu nhà đích trưởng tôn tình báo có rất lớn xuất nhập căn cứ đại tỷ bọn hắn trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem tiêu một thiếu là vị ôn tồn lễ độ quân tử khiêm tốn tốt a à, tiêu tiên sinh chúng ta không đi vòng vèo luận sự Azelena hiện tại gặp được phiền phức, chúng ta hy vọng ngươi có thể ra mặt trợ giúp nàng một chút, cho nàng giải quyết hết cái này phiền toái nhỏ. Đại tỷ cưỡng chế bất mãn trong lòng, đổi một loại tương đối thành khẩn ngữ khi nói. Như là tiêu phàm lời nói, đang nhìn tình hình trước mắt phía dưới, tùy tiện khiêu khích lão tiêu gia đích trưởng tôn, đối bọn hắn xác thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bọn hắn an bài Azelena tận lực tiếp cận những này hàng hiệu nha nội, tuyệt đối không phải vì muốn cùng đám con cháu quan lại giận dỗi đây không phải là bọn hắn mục đích, có thể, tiêu phàm lập tức đáp, đăng tiểu thư, hẹn cái địa phương gặp mặt, ta muốn nghe xem, các người cụ thể có thứ gì dạng yêu cầu. Được rồi, tiêu tiên sinh, chúng ta tại hoa nhài câu lạc bộ tư nhân gặp mặt đi. Tiêu tiên sinh, hoa nhài hội sở, người biết vị trí cụ thể sao? Biết, ta sẽ đi qua, tiêu phàm hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương hay là hoa nhài hội sở hội viên. Theo tiêu phàm biết, hoa nhài hội sở làm kinh sư xa hoa nhất hội sở một trong, tiếp đãi khách nhân và hội viên, bình thường đều có 10 điểm thâm hậu bối cảnh. Xem ra bọn hắn thẩm thấu, không chỉ một ngày hai ngày, phái qua người tới, cũng tuyệt không chỉ một Azelena. Được rồi, tiêu tiên sinh, vậy ta ngay tại hoa nhài hội sở, xin đợi đại giá của ngươi. Đại tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, rất khách khí nói, lại không chút do dự trước cúp điện thoại. Hoa nhài hội sở, tân lâm cũng hơi có chút kinh ngạc. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ừm, có lẽ chúng ta còn đánh giá thấp bọn hắn lực lượng, cần phải ứng phó cẩn thận mới được. Tân Lâm không nói thêm gì nữa, khởi động đại bôn, hướng về phía trước chạy tới. Tiêu phàm ánh mắt, xuyên thấu qua đại bôn cửa kính xe, liếc phía bên phải cách đó không xa một đài xe Việt giã một chút. Đưa mắt nhìn đại bôn đi xa, trong xe Việt giã hai người trẻ tuổi liếc nhau một cái, ngồi ở ghế cạnh tài xế nam tử trẻ tuổi hạ giọng, có chút lo âu nói, Trần Tỷ, làm như vậy có phải là có chút không hợp thích lắm. Cái này nam tử trẻ tuổi hai mắt tinh quang lấp lóe, Mười điểm cơ cảnh dáng vẻ, cho thấy phải cũng không phải người bình thường. Ngồi tại trên ghế lái chính là một vị cô nương trẻ tuổi, nhếch nhìn tướng mạo, họ cách tương đương bướng bỉnh. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói có cái gì không thích hợp. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, quản hắn là ai. Nói, tay chân lưu loát khởi động xe Việt giã, theo thật sát đại bôn, nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc rất có điểm không thể làm gì. chương 177, uy hiếp. Đăng Phi Vân cũng không phải là hoa nhài hội sở hội viên chính thức, nhưng nàng lại là hoa nhài khách quen. Trong tay nàng, có mấy tấm thẻ hội viên phó thẻ, đều đều là cùng thủ đô danh lưu thẻ hội viên khóa lại. Nhiều năm kinh doanh, bọn hắn tại thủ đều đã có không ít cá nhân liên quan. Trong tay nắm giữ như thế tư nguyên khan hiếm, muốn mê đảo mấy nam nhân, tất nhiên là hào không làm khó dễ. bất quá giờ phút này ngồi tại hoa nhài hội sở trong quán cà phê đằng phi vân đằng đại tỷ tâm tình phi thường không tốt. bởi vì ngay tại ở tiêu phàm thái độ làm cho đại tỷ khó chịu. đằng phi vân biết tiêu phàm là người của tiêu gia, là tiêu lão gia tử đích trưởng tôn. nhưng vậy thì thế nào? cùng loại hàng hiệu nha nội, đằng phi vân không phải là không có kết giao qua. tại điện thoại của nàng thẻ bên trên tồn lấy chi ít ba hơn 10 vị nha nội số điện thoại trong đó ba vị xuất thân địa vị đều không tại tiêu phàm phía dưới ai không phải khách khách khí khí với nàng thậm chí tranh nhau muốn lấy lòng nàng tiêu phàm tự cho là đúng hào môn đại thiếu liền có thể tại đằng đại tỷ trước mặt bày tác phong đáng tởm a còn nộn đâu đăng phi vân xâm một khối điểm tâm ngọt chậm rãi đưa tiến vào miệng bên trong sắc mặt âm trầm xem ra cần thiết cho vị này tiêu một thiếu một bài học cho hắn biết chút quy củ về phần muốn giáo huấn tới trình độ nào Đằng Phi Vân còn không có nghĩ kỹ, đợi chút nữa tiêu phàm đến, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đằng Phi Vân sau lưng, đứng một vị đại hán vạm vỡ. Là chân chính cự hán, thân cao túc tầm 1m9 trở lên, cả người đầy cơ bắp, cánh tay so với người bình thường còn thô, một viên đầu chọc bóng loáng sáng bóng, ở sau gáy bên trên kéo lấy một đầu bím tóc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát. Đây là đằng Phi Vân bảo tiêu, tình hình như vậy, tại hoa nhài hội sở cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đến hội sở tiêu phí khách nhân, đều mang tùy thân nhân viên, có lẽ là bảo tiêu, có lẽ là thư ký. Dù sao hoa nhài hội sở, tính được là thành phố thủ đô bên trong xa hoa nhất câu lạc bộ tư nhân, chỉ ít là một trong. Chỉ là rất ít có dạng này làm người khác chú ý cự hán xuất hiện. Cũng may đây là đang trong dạp, nếu không muốn đem khách nhân khác hù sợ. Hoa nhài hội sở lão bản chu lớn thường vẫn là một thân đầu bếp cách ăn mặc, tại hội sở mấy cái náo nhiệt địa điểm đổi tới đổi lui cười ha hả cùng quen thuộc khách nhân chào hỏi Hàn Huyên. Mập mạp, miệng cười thường mở chu lão bản, nhưng thật ra là cái rất thụ khách quý hoan nghênh người. Chuyển tới quán cà phê bên ngoài, chu lớn thường đối diện liền đụng tới một người khác mặc đồng phục màu trắng, đồng dạng mập mạp đầu bếp sư. Bất quá cái này mập mạp đầu bếp sư, so sánh với chu lớn thường muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Cha, nữ nhân kia lại tới rồi. Trẻ tuổi đầu bếp béo đi tới chu lớn thường bên người, hạ thấp giọng hỏi, song nghi cao lại vị này trẻ tuổi đầu bếp béo, chính là hoa nhài hội sở phó tổng quản lý kiêm chủ nghệ tổng thanh tra, chu lớn thường nhi tử chu tiểu thường. Đừng nhìn chu tiểu lâu dài nhẹ, lại cùng hắn lão tử đồng dạng, có đặc biệt cấp một đầu bếp thân phận, kinh sư giới đầu bếp đại danh đỉnh đỉnh tiểu chu sư phó, danh khí chi lớn, không tại lão chu sư phó phía dưới. Chu lớn thường thiếu hì hì thần sắc nhàn rỗi ở giữa cũng thu liếm, nhẹ nhàng gật đầu. Cha, việc này ta cảm thấy lấy phải thận trọng suy tính một chút mới được. Nữ nhân này lai lịch không tầm thường, luôn luôn tại chúng ta nơi này lắc lư, vạn nhất ngày nào xảy ra chuyện, liền có khả năng liên lụy chúng ta." Chu Tiểu Thường thấp giọng nói, ngữ khí có chút tâm tức. Chu Lớn Thường lắc đầu, nói: "Ngươi làm sao làm? Tay người ta bên trong có chúng ta hội viên phó thẻ, còn có thể không để nàng vào cửa? Quy củ là chính chúng ta định, người ta chỉ cần không có làm hư quy củ, chính chúng ta liền càng thêm không thể phá hư quy củ." Chu Tiểu Thường xong mi nhau càng chặt hơn hắn thừa nhận lão tử nói rất có đạo lý đã mở cửa làm ăn liền không có đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa cách giải quyết chỉ là có đạo lý cũng không có nghĩa là có bảo hộ thật xảy ra chuyện hoa nhài hội sở quy củ nhưng không giúp được bọn hắn hai cha con chu lớn thường nhìn ra nhi tử lo lắng khoát tay áo nói người đi đi nơi này ta sẽ chăm sóc lấy nàng thật muốn ra yêu thiêu thân chúng ta tận lực bồi tiếp thật chu tiểu thường gật gật đầu quay người đi bên kia toa, tiêu phàm cùng tân lâm một trước một sau đi tới. Chu lớn thường lập tức cười dạng dỡ, mở ra hai đầu tròn vo, cười dạng dỡ nghênh đón tiếp lấy. Tiêu một ít, ngài tốt ngài tốt, tiêu phàm cứ việc chỉ ghé qua hoa nhài một lần, cũng đã là hội sở danh nhân. Tại hoa nhài hội sở quán bowling, linh, cho tới nay cũng còn lưu truyền có quan hệ tiêu một thiếu đầy phân truyền thuyết. Một lần đánh ra 300 phân, tại hoa nhài hội sở quán bowling, linh, chẳng những chưa từng có, mà lại rất có thể cũng là tuyệt hậu thành tích. Tự nhiên, chú lớn thường đối tiêu phàm khách khí, không phải là bởi vì cái kia 300 phân, mà là bởi vì hắn họ tiêu. Người tốt, chu tổng, đối vị này mập mạp chu lão bản, tiêu phàm ấn tượng rất không tệ, chủ động đưa tay cùng hắn nắm một chút. Tiêu một ít, hôm nay muốn ăn chút gì không, ta cho ngài làm. Chu lớn thường cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hoa nhài hội sở sở dĩ danh chấn kinh sư, chu thị phụ tử tay nghề là cứng rắn chiêu bài rất nhiều quan lại quyền quý khiêm tốn hạ mình đến đây hoa nhài hội sở liền là hướng về phía chu thị phụ tử tay nghề đến tiêu phàm khẽ cười nói chu tổng tay nghề của ngươi tạm thời liền không nhấm nhát ta là tới thấy một người quen nha kia tốt vậy thì tốt tiêu một thiếu người quen tại cái bao xương nào ta cho ngài dẫn đường chu lớn thường nhìn qua tùy tiện tựa hồ không có nửa điểm tâm cơ miệng bên trong lại là không loạn chút nào tiêu phàm nói là tới gặp người quen chu lớn thường liền vẫn chưa tự động đem người quen này cải thành bằng hiếu tại tiêu phàm loại này hàng hiệu nha nội miệng bên trong người quen cùng bằng hiếu là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau muốn chân chính trở thành tiêu một thiếu bằng hiếu cũng không có đơn giản như vậy không cần phiền phức chu tổng chính chúng ta qua đi là được hảo hảo tiêu một thiếu mời hiển nhiên tiêu phàm tân lâm hướng về đằng phi vân chỗ bao xương đi qua chu lớn thường trong con người hiện lên một vòng sắc bén tinh quang hắn xác thực không nghĩ tới, đằng phi vân đêm nay hẹn người, là tiêu phàm. Xem ra nhi tử nhắc nhở là đúng, nữ nhân kia càng ngày càng có thể dày vò, liên lão tiêu ra tử đệ, đều tự mình chạy tới nơi này tới gặp nàng. Cái này nếu là thật ngay cả tiêu lão gia tử đích trưởng tôn đều bị cuốn vào, sự tình liền tiểu không được. Tiêu tiên sinh, tiêu phàm vào cửa, đằng phi vân thoảng qua trì hoãn một hai giây, cái này mới chậm rãi đứng dậy, mang theo yêu nhã mỉm cười, hướng tiêu phàm nhẹ gật đầu không thể nghi ngờ, đằng phi vân phong độ cùng khí chất đều rất không tệ, làm Azelena cùng một bang tuyệt thế mỹ nữ huấn luyện viên, đằng phi vân bản thân liền nhất định phải là một vị tinh thông các loại lễ nghi thuộc nữ quý phụ. Thoảng qua trì hoãn cái này một hai giây, cũng vừa đúng hiển lộ rõ ràng ra nàng thận trọng. Chỉ là cái này thận trọng đối tượng, không khỏi có chút gây nên. Tuyệt không phải là cái gì người đều có thể tại tiêu phàm trước mặt hiện ra thận trọng. Tiêu phàm cũng không cao ngạo, nhưng cũng tùy từng người mà khác nhau khi hắn lấy tiêu một thiếu thân phận xuất hiện ở đây lúc, đằng phi vân tuyệt đối không phải hắn bình dị gần gũi đối tượng. Tiêu phàm khẽ gật đầu, không chậm không nhanh đi qua, tại đằng phi vân đối diện ngồi xuống, đối đằng phi vân vươn ra tay, làm như không thấy. Đằng phi vân trên mặt mỉm cười lập tức trở nên 10 điểm cứng đờ, thật vất vả mới đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt khẽ quét mà qua, lại tại tân lâm trên thân dừng lại hai giây có quan hệ tiêu phàm bên người vị này thần bí trẻ tuổi nữ lang, đằng phi vân nghe Azelena nhắc qua, căn cứ phân tích của nàng, tân lâm hẳn là xuất thân từ cục cảnh vệ đại nội cao thủ. Tiêu lão gia tử như thế phân lượng cực nặng người có công lớn, nếu như không yên lòng cháu trai an nguy, muốn an bài cho hắn một vị cận vệ, 10 điểm hợp tình hợp lý. Mặc dù cái này không hợp quy củ, nhưng chắc chắn sẽ không có người phản đối, lại càng không có người đi truy cứu. Đằng Phi Vân tại ước định Tân Lâm sức chiến đấu, nếu như nàng quyết định muốn cho tiêu phàm một bài học, như vậy tiêu phàm vị này cận vệ, liền tuyệt đối không vòng qua được đi. Tân lâm lạnh lùng cùng nàng đối mặt, đằng phi vân tại ước định lực chiến đấu của nàng, nàng đồng dạng tại ước định đằng phi vân sức chiến đấu. Về phần thịt như núi đứng tại đằng phi vân phía sau đại hán vạm vỡ, tại tân lâm trong mắt, cùng không khí không hề khác gì nhau. Tân Lâm sẽ không ở trên người hắn lãng phí nửa chút thời gian. Vị tiểu thư này, họ gì đại danh? Đằng Phi Vân cười cười, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại, nói, đằng tiểu thư, nói chuyện chính sự đi. Rất rõ ràng, tiêu phàm đối đằng Phi Vân không có nửa phân hào cảm. Nếu như không phải là bởi vì Azelena, tiêu phàm hôm nay tuyệt đối không lại muốn tới nơi này cùng đằng Phi Vân gặp mặt. Đằng Phi Vân xinh đẹp khuôn mặt tấm xuống dưới, nàng là thật rất tức giận. Những này hào môn tử đệ, thật sự bị gia thế của bọn hắn làm hư, lấy vì trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đăng Phi Vân bưng lên cà phê, chậm rãi phẩm một ngụm, thẳng tắp thân thể mềm mại, mắt nhìn tiêu phàm, có chút lạnh nhạt nói, tiêu tiên sinh, có cái tình huống người khả năng không hiểu rõ, Azelena là người của chúng ta. Ta biết, tiêu phàm ngữ khí cũng rất lãnh đạm, hắn sở dĩ đáp ứng đến hoa nhài hội sở tới gặp đằng Phi Vân, tuyệt đối không phải là muốn từ đằng Phi Vân miệng bên trong hiểu rõ tin tức gì, càng không phải là muốn nhìn trộm nàng cùng nàng chỗ cái kia đội cơ mật. Đăng Phi Vân hiển nhiên đem hắn xem như phổ thông hào môn tử đệ. Trên thực tế, cũng xác thực không có mấy người biết hắn là vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân. Như là vô cực môn dạng này huyền học truyền thừa, nghe nói qua người vốn là rất ít. Tiêu phàm không cho rằng một cái đến từ nước ngoài đoàn thể, có thể lý giải tướng thuật xem bói cùng phong thủy kham dư thuật pháp như vậy. Hắn hôm nay tới gặp đằng phi vân mục đích, đằng phi vân mình mãi mãi cũng đoán không được. Thật giống như ra cắt ánh huy, làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì tiêu phàm đối hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay. Vô cực môn truyền thừa rất nhiều tuyệt kỹ, xa hoàn toàn không phải ngoại nhân có thể lý giải đạt được. Người biết, đằng phi vân nhếch miệng lên, mang theo rất rõ ràng mỉa mai chi ý. Tiêu tiên sinh, người không biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, giữa chúng ta, tốt nhất đừng phát sinh cái gì không thoải mái tình huống, không phải tiêu tiên sinh sẽ rất phiền phức. Tiêu phàm con mắt có chút bắt đầu híp mắt, người đang uy hiếp ta. Đúng, đằng phi vân minh bạch không sai lầm đáp, tiêu tiên sinh, ta biết ngươi là tiêu gia đích hệ tử đệ. Có lẽ ngươi cho rằng, tại châu Á, mãi mãi cũng chỉ có ngươi có thể uy hiếp người khác, không ai có thể uy hiếp được ngươi. Nhưng là, ngươi sai, có chút bê bối một khi lan truyền ra ngoài, liền xem như tiêu gia cũng khó có thể chịu đựng. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là chúng ta song phương hảo hảo hợp tác, đó mới là cả hai cùng có lợi sách lược. Tiêu phàm liền cười, rất nhạt rất nhạt tiếu dung, nhưng loại kia mỉa mai chi ý, lại so đằng phi vân càng thêm rõ ràng. Trên thế giới này, mãi mãi cũng có đầu người não không thanh tình. chương 178, đừng hối hận. Đăng tiểu thư, ta hôm nay sở dĩ tới, liền là nghĩ muốn nói rõ với người ba chuyện. Thứ nhất, các người thuyền sẽ bị chế trụ, hàng hóa toàn bộ tịch thu, thuyền viên hết thảy xử theo pháp luật không sẽ có được bất luận cái gì khoan thứ thứ hai azelena từ nay về sau cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào thứ ba các ngươi nhất định phải thu liếm cam đoan về sau không còn chọc ta chẳng cần biết ngươi là ai cũng không quản các ngươi là ai ta hy vọng cái này ba chuyện các ngươi đều có thể nghe được thanh thanh sở sở rõ ràng không phải các ngươi nhất định sẽ hối hận tiêu phàm chậm rãi nói từng chữ đều nói đến rất rõ ràng đăng phi vân song nghi bỗng nhiên dương lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Hối hận, chúng ta sẽ hối hận. Tiêu tiên sinh, ngươi nhất định lầm, hối hận nhất định là ngươi. Tiêu phàm gật gật đầu, cái gì cũng không có lại nói, đứng dậy, xoay người rời đi. Dừng lại, đăng phi vân giận dữ, hồ đứng dậy, quát to một tiếng. Đứng ở sau lưng nàng tên kia đại hán vạm vỡ buồn bực giống một tiếng, bỗng nhiên mở rộng bước chân, nghĩ muốn ngăn cản tiêu phàm. Cái này tòa cử đại núi thịt khẽ động, phảng phất toàn bộ bao xương đều tại chấn động. Bóng người lóe lên, tân lâm cũng động, sau đó chính là kinh thiên động địa kêu thảm, hỗn hợp có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đằng Phi Vân trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi còn hùng dũng đại hán, trong nháy mắt liền biến thành một đống bùn nháo, co quắp ngã xuống đất, khắp cả mặt mũi đều là đẫm máu, cuộn thành một đoàn, còn đang không ngừng run rẩy nôn mửa. Bao xương một mảnh hỗn độn, ngươi, Đằng Phi Vân vừa mới phun ra một chữ, bỗng nhiên cũng là rít lên một tiếng, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng đằng phi vân mặt đỏ bừng lên há to miệng hô hô thở dốc ngay cả đầu lưỡi đều phun ra đằng phi vân thực tế là thân bất do so kỳ nàng tráng kiện cái cổ ở giữa nhiều một cánh tay ngọc nhỏ dài năm ngón tay như câu chăm chú bóp lấy cổ của nàng đưa nàng chừng một trăm cân thân thể dơ lên đằng phi vân tại nữ tính bên trong tính được thân thể tráng kiện tráng kiệt, thân cao vượt qua một m bảy tân lâm thì là kiều kiều sợ hãi vóc dáng so đằng phi vân thấp mấy công phân, dáng người càng là thon thả tinh xảo. Nhưng đằng phi vân tại tân lâm thủ hạ, không có chút nào kháng cự chi lực. Dưới mắt chuyện này hình, giống như gà con bắt diều hâu, quỷ dị vô so. Tân lâm bóp lấy đằng phi vân, trừng mắt cặp mắt của nàng, ánh mắt lạnh như băng. Đằng Phi Vân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ giữa ngực bụng bay lên, nguyên bản đỏ bừng lên sắc mặt nháy mắt chuyển thành tái nhợt, kém một chút liền tè ra quần. Từ đầu đến cuối, Tân Lâm không có có nói một câu, nhưng Đằng Phi Vân tin tưởng, chỉ cần nàng còn dám vô lễ, kết quả của nàng tuyệt đối so Đại Hán vạm vỡ thảm hại hơn. Vừa rồi Tân Lâm xuất thủ nhanh như thiểm điện, Đằng Phi Vân cơ hồ cái gì đều không thấy rõ ràng, sức chiến đấu kinh người Đức Nhĩ Tây liền biến thành một bãi bùn nhão. Đoán chừng toàn thân xương cốt chỉ ít đoạn mất bảy tám đầu. Cái này sinh sắn tú mỹ tiểu cô nương xuất thủ, nửa điểm bất sung tình. Ra Tiêu phàm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Người ghi nhớ, không có tự mình hiểu lấy người, bình thường đều là chết được nhanh nhất. Tân Lâm lạnh lùng nói, nhẹ buông tay, đằng phi vân trùng điệp ngã xuống tại ghế sofa bên trong, kém chút đem tiểu bàn trà một cước đá ngã, toàn thân đều không chịu được nhẹ nhàng phát run, thân thể như gợn sóng rung động động không ngừng. Tân Lâm lập tức đi theo tiêu phàm sau lưng, cùng ra ngoài. Vì cái gì không ở nơi này chừng trị nàng, Tân Lâm nhàn nhạt hỏi một câu, tiêu phàm lắc đầu, thấp giọng nói, nàng không phải cuối cùng người quyết định, chọc giận nàng, để bọn hắn thanh tất cả thực lực đều lộ ra tới. Tân Lâm gật gật đầu, như là tiêu phàm lời nói, mặc kệ đằng phi vân là ai, cũng mặc kệ nàng đứng sau lưng người nào, tại tiêu phàm trong mắt, đều cũng không trọng yếu, hắn không nghĩ đối với chuyện này tốn hao quá nhiều tinh lực. Đằng phi vân mặc dù không phải cuối cùng người quyết định, cũng coi là cái nhân vật trọng yếu. Tiêu phàm hy vọng có thể một lần họ giải quyết vấn đề. Tại thủ đô, tại châu á quốc gia bên trên đằng phi vân bọn hắn mặc kệ nhiều năng lực tại tiêu phàm trước mặt thật đúng là không đáng chú ý thẳng đến tiêu phàm cùng tân lâm rời đi một hồi lâu đằng phi vân mới hồi phục tinh thần lại tay run run từ tùy thân mang theo tiểu khôn trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị quay số điện thoại bỗng nhiên cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra vẫn như cũ một thân đầu bếp ăn mặc chu lớn thường chậm rãi đi đến đăng tiểu thư chờ một chút chu lớn thường chậm rãi nói kia tròn trịa Phật di lặc như trên mặt, không có nhìn thấy đã từng chất phác tiếu dung, lộ ra phi thường trầm tĩnh. Cút, đăng phi vân nháy mắt bộc phát, hướng về phía chu lớn thường chính là rít lên một tiếng. Chu lớn thường không có lăn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng. Lăn ra ngoài, đăng phi vân lại một lần nữa thét lên, cuồng loạn. Nhiều năm qua, nàng còn không có như hôm nay như thế mất mặt qua, bị một cái tiểu cô nương bóp lấy cổ, ở trước mặt giáo huấn, còn không có nửa điểm sức hoàn thủ hiện tại ngay cả cái này không hiểu thấu mập mạp chết bầm nho nhỏ đầu bếp cũng dám ở trước mặt mình như thế không mặn không nhạt chế diễu quả thực lẽ nào lại như vậy ngươi lăn không lăn lại không lăn ta để ngươi này hội sở không tiếp tục mở được chu lớn thường lắc đầu chậm rãi đi qua khẽ vươn tay đằng phi vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nguyên bản chộp trong tay điện thoại nhàn rỗi ở giữa liền đến chu lớn thường to mọng lớn trong tay đằng phi vân lại một lần nữa ngơ ngẩn nàng không phải tay trói gà không chặt thiên kim tiểu thư thân thể mảy may cũng không ảnh hưởng thân thủ của nàng có thể bị ủy thác tổng huấn luyện viên trách nhiệm đại tỷ tuyệt không phải hời hợt hạng người cùng loại đức nhĩ tây như thế đại hán vạm vỡ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng thế nhưng là hôm nay tại cái này nho nhỏ trong bao xương đại tỷ bỗng nhiên biến thành một cái búp bê vải chỉ có mặc cho người định đoạt phần tại tân lâm trước mặt nàng không hề có lực hoàn thủ tại cái này béo ụt ịt béo ụt ịt chu lớn thường trước mặt nàng thế mà còn là không hề có lực hoàn thủ thế giới này làm sao rồi chu lớn thường đưa nàng tiểu xảo tinh xảo điện thoại chậm rãi đặt tại bàn trà bên kia cứ như vậy đứng tại đằng phi vân trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng rất chân thành nói đằng tiểu thư làm hoa nhài hội sở lão bản ta hoan nghênh các vị khách quý đến ta nơi này làm khách nhưng là ta không chào đón lòng giả dạ khó lường khách nhân vô luận các ngươi có cái gì mưu đồ cũng vô luận các ngươi lớn bao nhiêu thế lực ta chỉ hy vọng từ nay về sau, các ngươi không muốn lại tại ta hội sở xuất hiện. Ta là cái người làm ăn, ta chỉ muốn hảo hảo làm ăn, kiếm tiền của ta, hưởng thụ cuộc sống của ta. Ta không nghĩ loại cuộc sống này bị người khác đảo loạn, một chút đều không muốn, ngươi hiểu chưa? Đăng Phi Vân dần dần chấn định lại, ngồi thẳng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm chu lớn thường, đưa tay vuốt một chút mình hơi có vẻ tóc tán loạn, lạnh cười nói, chu lão bản, nhìn không ra a, à, ngươi cũng là chân nhân bất lộ tướng cái này tứ cửu thành bên trong, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Nhưng là, người biết ta là người như thế nào sao? Người hôm nay nói lời nói này, sau khi suy tính quả sao? Chu lớn thường cười nhạt một tiếng, hai con mập mạp bàn tay nắm cùng một chỗ, tròn vo ngón tay giao nhau quấn quanh, vặn vẹo mấy lần, nói, đăng tiểu thư, người quá tự tin. Ta biết người không đơn giản, biết các ngươi đều không đơn giản. Ta vô ý đi phỏng đoán thân phận của ngươi, càng thêm không muốn lẫn vào đến chuyện của các ngươi ở trong đi. Nhưng mời đằng tiểu thư ghi nhớ, người không đơn giản, không chỉ ngươi một cái. Ta cho tới bây giờ đều không coi thường bất luận kẻ nào. Ta chỉ là mời ngươi, không nên đem ta cùng ta sẽ chỗ dính líu vào. Đương nhiên, nếu như đằng tiểu thư kiên chỉ muốn làm như thế, ta cũng không thể ngăn cản. Như vậy, mời đằng tiểu thư cùng phía sau người người cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thêm một kẻ địch, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đằng Phi Vân hai mắt, bỗng nhiên nhíu lại, cái này chu lớn thường, chẳng những thân thủ phải, nhìn cái này không chút hoang mang, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn tư thế, chỉ sợ địa vị càng thêm không đơn giản. Đây là điển hình giang hồ đại hào diễn xuất, lực lượng 10 phần, đăng tiểu thư, mời đi, vị huynh đệ kia, ta sẽ gọi người đem hắn đưa bệnh viện. Không đợi đằng Phi Vân lại nói cái gì, chu lớn thường lập tức cho nàng làm quyết định, ngữ khí 10 điểm kiên định, không thể nghi ngờ. Đằng Phi Vân không tiếp tục do so dự, đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, bước nhanh đi ra cửa, đối co quắp tại trên mặt đất run rẩy không thôi đại hán vạm vỡ, chính mắt cũng không nhìn một chút. Chu lớn thường nhìn thấy đằng Phi Vân vội vàng mà đi bóng lưng, không chịu được lắc đầu. Nữ nhân này, quá đề cao bản thân, Chu lớn thường cảm khái cũng không có duy trì bao lâu, hiển nhiên dưới chân như thế một đống run rẩy không thôi thịt heo, dù coi như là đặc biệt cấp một đầu bếp nổi danh, cũng có chút không hài hòa cảm giác rất nhanh, đại hán vạm vỡ liền bị mang ra ngoài. Vận dụng 78 cái bổng tiểu hỏa tử, đem hai bộ cấp cứu cáng cứu thương cũng cùng một chỗ, mới xem như thanh cái này trồng mềm liệt thịt cho dọn đi. Chu lớn thường rời đi bao xương, hướng phòng làm việc của mình đi đến. Bất kể nói thế nào, hắn là hoa nhài lão bản, không thể thời thời khắc khắc đem mình khi thành chân chính đầu bếp. Lão bản có lão bản chức trách, Chu tổng, vượt qua một tháng cửa, Chu lớn thường bỗng nhiên liền dừng bước, híp lại mắt nhỏ lập tức trợn tròn. Cách đó không xa bồn hoa một bên, tiêu phàm hai tay phản cõng, lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang thưởng thức cả vườn ánh trăng. Tiêu một thiếu, chu lớn thường cười khổ một cái, chậm rãi tiến ra đón. Xem ra, phiền phức rốt cục vẫn là đến. Tiêu phàm chậm rãi xoay người, đối mặt chu lớn thường, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, nhẹ nói, chu tổng, có chuyện, muốn xin người hỗ trợ. Một thiếu khách khí, chu lớn thường bận biểu tức đáp, ánh mắt từ tiêu phàm bên người tân lâm trên thân đảo qua hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tân lâm là như thế nào như thế đại hán vạm vỡ nhưng thanh âm hắn nghe tới quá trình phi thường ngắn gọn từ đầu đến cuối chỉ nghe được đại hán vạm vỡ tiếng kêu rên không có nghe được hoàn thủ thanh âm tiêu một thiếu vị này thiếp thân nha hoàn nhìn qua kiều kiều nhu nhu thân thủ không khỏi quá cường hãn tiêu phàm nói chu tổng ta cần một phần tư liệu chu lớn thường nghiêm túc nhìn xem tiêu phàm thấp giọng hỏi, tư liệu gì? Ta cần đằng phi vân đến hoa nhài hội sở tiêu phí lúc, nàng phó thẻ khóa lại chính là người nào thẻ hội viên. Chu lớn thường sắc mặt thoảng qua biến đổi, chân chờ nói tiêu một ít, cái này, chỉ sợ có chút không thích hợp. Đằng phi vân khóa lại thẻ hội viên người nắm giữ, cũng không phải nhân vật bình thường, trong đó riêng lẻ vài người địa vị, thậm chí không tại tiêu phàm phía dưới. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói chu tổng, thích hợp. Người đem tư liệu giao cho ta, những chuyện khác liền để ta tới xử lý. Chu lớn thường sắc mặt lần nữa biến đổi. Tiêu Phạm ý tứ trong lời nói này, hắn như thế nào nghe không rõ. Ngươi không thành tư liệu giao cho ta, như vậy những người khác về tới tìm ngươi. Bất quá cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải giống như tối nay dạng này tự mình giao lưu. Có lẽ là mời uống trà. Được rồi, hai vị mời đi theo ta. Chu lớn thường cũng là cực người quyết đoán, vừa nghĩ lại ở giữa, liền làm ra quyết định. Ừm. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, tựa hồ chu lớn thường quyết định này, đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Cùng người thông minh liên hệ, bình thường đều sẽ tương đối buông lỏng vui sướng. Sau này một đoạn thời gian, tùy thời có khả năng quyệt canh, cũng trước hướng đoàn người làm nói rõ, xin mọi người nhiều hơn tha thứ. chương 179, Tiên Hạ Thủ Vi Cường một đài màu trắng Toyota kiểu chạy ở thất tinh lều trà bãi đỗ xe đỗ tốt, tiểu quế tử cùng Giang Vũ Thành từ trên xe nhảy xuống, hai người đều hứng thú bừng bừng, hướng về lều trà lầu hai đi đến. Tiểu Quế Tử không thể không hưng phấn, đây là tiêu lão đại lần đầu chủ động gọi điện thoại hẹn hắn cùng Giang Vũ Thành uống trà. Lần trước tại hoa nhài hội sở một lần kia không tính. Kia về tiêu lão đại hẹn chính là hắn lão tử Quế Thanh Thu, tiểu Quế Tử chính là cái ống loa thôi. Xem ra chính mình tại Azelena chuyện này xử lý bên trên, hợp lão đại tâm ý. Tiểu Quế Tử cũng không phải muốn đập lão đại mông ngựa, mấu chốt lão đại đối mấy ca như vậy chiếu cố, làm huynh đệ, có thể cho lão đại giúp điểm chuyện nhỏ, quả thực là lớn lao vinh hạnh. Về phần để hắn kêu lên Giang Vũ Thành, tự nhiên là lão đại sợ một mình hắn quá câu nệ, không thả ra. Lão đại kia tâm tư, đủ mảnh, lại nói, Vũ Thành cũng là nhà mình huynh đệ, cũng phải nhiều hơn liên lạc tình cảm. Từ khi tiêu nhị ca đi nông thôn, trong vòng nhỏ ca môn đều có rất lâu không có tụ qua, tiểu quế tử bọn người nhất thời bán hội thật đúng là cảm thấy không thế nào quen thuộc thất tinh lều trà, tiểu quế tử cùng Giang Vũ Thành là lần đầu tiên tới. Bọn hắn không thích đến loại địa phương này tới uống trà. Tiểu quế tử cùng Giang Vũ Thành một bọn ca môn đều là 20 tuổi, chính là tham ăn ham chơi niên kỷ, ai nguyện ý chạy đến cái gì đạo quán Phật tự uống trà a? À? Kia là tiêu lão đại loại này cao nhân ẩn sĩ mới làm sự tình. Lều trà phục vụ viên rất ân cần, dẫn hai vị công tử ca hướng trên lầu đi. Thất tinh lều trà phục vụ viên ngược lại để tiểu quế tử mở rộng tầm mắt, thế mà làm mỹ nữ, mà lại làm ăn mặc đạo cô. Đây là cái điểm sáng, tiểu quế tử cùng Giang Vũ Thành nhìn nhau cười một tiếng, cười đến đều có chút mập mờ. Nghĩ không ra đây là chỗ tốt, trà có được hay không uống mặc kệ, nếu có thể thanh lên một cái tiểu đạo cô, hương vị hẳn là cũng rất tốt a. À. Tiêu phàm tại lầu 2 trong bao xương, chậm rãi thưởng thức trà, song nghi cao lại, tựa hồ có tâm sự gì. Đem hứng thú bừng bừng vào cửa tiểu quế tử cùng Giang Vũ Thành giật nảy mình mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lập tức liền nhạt, đảo mắt liền trở nên lo lắng bất an. Lão đại, tiểu quế tử giang vỗ thành thấp giọng lên tiếng chào, cũng không dám ngồi. Tiêu phàm mỉm cười, nói, đến, đều ngồi đi, cùng uống trà. Ai, hai người liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tại tiêu phàm đối diện ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn nhau. Xinh đẹp đạo cô cho trước mặt hai người dọn xong chén trà nhỏ, lại nâng bình trà lên, châm tràn đầy một chén vàng cam cam nước trà, Thấy Tiêu Phàm không có phân phó gì khác, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, ra hiệu một chút, Tiểu Quế Tử cùng Giang Vũ Thành vội vàng nâng chung trà lên, uống một ngụm. "Tiểu Quế Tử, Azelena lúc nào rời đi bốn ván?" Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi. "A, Tiểu Quế Tử có chút ngây người. Lão đại, không phải ngươi đi đón nàng sao?" Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không phải, ngươi nói một chút tình huống như thế nào?" Tiểu Quế Tử mặc dù trẻ tuổi, đầu xoay chuyển không chậm lập tức liền ý thức được tình huống không đúng vội vàng nói lão đại đây không phải ngài buổi sáng gọi điện thoại cho ta để ta thông chi bốn ván bên kia thanh azelena thả ta coi là người sẽ đích thân đi đón nàng ta buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại tiêu phàm hỏi ngược một câu tiểu quế tử mồ hôi trên trán liền hạ đến có chút cả lâm nói đúng vậy a à, lão đại ta ta nghe thanh âm kia là ngươi a à. chẳng lẽ chẳng lẽ điện thoại này không phải ngươi đánh nhưng kia là số điện thoại của người A, ta tồn. Nói, tiểu quế tử liền liên tục không ngừng lấy điện thoại cầm tay ra, đưa tới tiêu phàm trước mặt, kia bên trên rõ ràng biểu hiện ra, 10 giờ sáng 30 phân, có cái đã nghe, tính danh là lão đại. Tiêu phàm liền minh bạch, tiểu quế tử, bên trên cầm cố, điện thoại này không phải ta đánh, có người dở trò. A, à, tiểu quế tử giật nảy cả mình, hắn cũng biết, hiện tại có chút máy tính phần mềm có thể trộm nick nhưng hắn là thật không nghĩ tới còn có người dám giả mạo lão đại gọi điện thoại cho hắn lão đại ra sao ngang phần liền không nói lão tiêu ra hàng hiệu tử vẻn vẹn hắn tiểu quế tử cũng không phải cho dù ai cũng dám hổ lộng cần biết nhà hắn lão tử quế thanh thu bây giờ đường đường chính chính là ba ván cục trưởng nắm quyền lớn ai to gan như vậy a à, lão đại bọn hắn muốn làm gì tiểu quế tử tức giận vậy bây giờ azelena đâu tiểu quế tử người thông minh Lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Có người giả mạo Tiêu phàm gọi điện thoại cho hắn, để hắn thông chi bốn ván thả người, không hề nghi ngờ, liền là hướng về phía Azelena đi. Nói cách khác, Azelena hiện tại rơi vào trong tay người khác. Đây mới thực là đại phiền toái. Tiểu Quế Tử biết cái kia trắng Nga cô gái xinh đẹp tại lão đại trong suy nghĩ phân lượng. Ôn nhu như vậy gì quốc cô nương, nam nhân kia không cầm làm bảo bối a. À. Bỗng nhiên bị người kiếm đi lão đại trong lòng lo nghĩ cùng phẫn nộ, có thể nghĩ. Tiêu phàm song mi nhau, đăng phi vân động tác của các nàng rất nhanh, điểm này cũng có tiêu phàm có chút không tưởng được. Tiêu phàm tinh thông thuật bói toán, nhưng thuật bói toán cũng có mức cực hạn, không phải tương lai dự đoán học. Xem bói đạt được tin tức, bình thường tương đối mơ hồ, chỉ có thể chỉ điểm đại khái phương hướng. Từ xưa đến nay, thuật bói toán sư trình độ cao thấp từ hai cái phương diện đến xác định. Nó một là xem bói phương pháp, hai chính là đối quẻ tượng giải đọc. Điểm thứ hai so điểm thứ nhất càng quan trọng, xem bói phương pháp, tương đối mà nói tương đối đơn giản, chỉ phải hiểu được thuật bói toán, rất nhiều người đều có thể thi triển đi ra. Chân chính phân biệt chiêm bạc sư trình độ cao thấp là đối quẻ tượng giải đọc phải trang tinh chuẩn. Cùng một cái quẻ tượng, từ khác biệt tiêu chuẩn chiêm bạc sư đến giải đọc, thôi diễn kết quả thường thường một trời một vực, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Nhưng cao minh đến đâu thuật bói toán sĩ, cũng không có khả năng hoàn toàn rõ ràng thôi diễn ra sau này chuyển xác tình hình. Thật muốn như thế, vậy thì không phải là xem bói, mà là yêu thuật, hoặc là nói là ảo tưởng. Azelena chuyện này, Tiêu Phàm xem bói qua, xác thực không bình tĩnh. Nhưng mà đối phương sẽ khai thác loại thủ đoạn nào tới đối phó Azelena cùng chính hắn, Tiêu Phàm cũng không thể chuyển xác biết được. Quẻ tượng rất mơ hồ, mà lại cho thấy tương lai không thể biết biến số. Nói cách khác, Azelena vận mệnh lại bởi vì tiêu phản ứng đối phương thức khác biệt mà phát sinh không thể xác định biến hóa. Dịch hát tinh túy ở chỗ biến, biến tắc thông, vô cực môn tướng thuật thuật bói toán tinh túy, cũng là biến. Thế gian vạn vật, tương sinh tướng hơi thở, biến mới là vĩnh hằng chân lý. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng hiệu ứng hồ điệp là một cái đạo lý, đông tây phương học thuật, có phần có chỗ giống nhau. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? có muốn hay không ta ngay lập tức đi truy tra cú điện thoại kia nơi phát ra. Tiểu Quế Tử khẩn cấp hỏi, đầu đầy mồ hôi, hào tâm xử lý chuyện xấu, một lòng chỉ nghĩ đến cho lão đại hiệu lực, không nghĩ tới bị người xấu lợi dụng. Tiểu Quế Tử bản thân cũng tại ngành hành chính làm việc, mặc dù hắn đi làm cũng là cả lơ phất phơ, nhưng kia thân phận địa vị lại không phải giả, tại thủ đô chính trị và pháp luật hệ thống năng lực tuyệt đối không tiểu. Người khác muốn truy tung điện thoại độ khó không nhỏ, tại Tiểu Quế Tử mà nói, cũng không coi là nhiều to con sự tình. Tiêu phàm khoát tay áo, mỉm cười nói cũng đừng gấp. Mục tiêu của bọn hắn không phải Azelena, chỉ là muốn xuyên thấu qua Azelena cùng ta có kè mặc cả thôi. Azelena tạm thời là an toàn, lão đại, nói thì nói như thế, nhưng chúng ta cũng muốn làm nhiều một tay chuẩn bị. Ta nhìn để tiểu quế tử đi thăm dò đi, một mực giữ im lặng giang vỗ thành chen vào nói nói. Lão đại cố nhiên rất đáng gờm, nhưng chuyện như vậy, nếu như có thể vận dụng cường lực cơ quan truy tra, nghĩ đến hiệu quả so người đi truy tra phải tốt hơn nhiều. Tiêu phàm cũng là biết nghe lời phải, nhẹ gật đầu, nói cũng được. Tiểu quế tử, người trước hết để cho người cha một chút. Được, tiểu quế tử liên tục không ngừng đáp ứng, lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Tại lão đại trước mặt, tiểu quế tử như cái màu đầu tiểu tử, cái này quay người lại gọi điện thoại, ngữ khí lập tức liền thay đổi, mang theo ba phân thận trọng, ba phân cao cao tại thượng ngạo khí đây cũng là đại đa số hoàn khố nha nội tiêu chuẩn tác phong, cùng người nào cùng một chỗ liền nói cái gì lời nói. Lão đại, không sao a Giang Vũ Thành lo âu hỏi, hắn cùng tiểu quế tử họ cách khác biệt, không nói nhiều, lại cực giảng nghĩa khí, có thể làm bằng hữu không tiếc mạng sống họ cách. Suy nghĩ của hắn logic cũng đơn giản, Azelena mặc dù là dị quốc người, nhưng nàng là lão đại nữ nhân, chính là đoàn người tàu tử. Cái này tàu tử thân phận, không cần quốc gia thừa nhận, đoàn người cho rằng là đó chính là tàu tử xảy ra chuyện có thể không quan tâm a à. tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói tạm thời không sao đoán chừng sẽ cùng ta ra điều kiện giang vũ thành liền gật đầu thoảng qua thở phào một cái chỉ cần chịu ra điều kiện liền tốt ở trên vùng đất này bọn hắn xem như nhất có năng lượng một cái giai tầng điều kiện không quá không hợp thói thường lời nói đều không khó làm được chỉ chốc lát tiểu quế từ cúp điện thoại đi tới thấp giọng nói lão đại bọn hắn đang tra. Bất quá việc này, kỹ thuật bên trên độ khó không nhỏ, khả năng nhất thời bán hội không có cái gì xác thực kết quả. Ừm, không sao, trước cha, tổng có cần dùng đến thời điểm. Tiểu Quế tử liền rất hổ thẹn, cúi đầu nói, lão đại, thật xin lỗi a, à, đều tại ta, quá không cẩn thận, thành sự tình làm hư hại. Tiêu Phàm cười cười, nói tiểu Quế tử, chớ tự trách, chuyện này ai cũng không ngờ tới. Chỉ cần đầu kia thuyền vẫn còn bọn hắn liền sẽ không thanh azelena thế nào đúng 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 đầu kia thuyền là mấu chốt xem chừng bọn hắn liền là hướng về phía thuyền kia đi tiểu quế tử liên tục gật đầu lại hưng phấn lên đầu kia thuyền trọng tải cũng không nhỏ đừng bảo là trên thuyền hàng hóa riêng là chiếc thuyền này bản thân liền đáng giá rất nhiều tiền huống chi kia trên chiếc thuyền còn có không ít thuyền viên có đôi khi thuần thuộc thuyền viên cùng kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng thậm chí so thuyền còn muốn quý giá có như thế lớn thẻ đánh bạc nắm ở trong tay, sự tình còn xa mới tới trình độ sơn cùng thủy tận, còn có đàm. Lão đại, chỉ cần Azelena không có việc gì, thuyền ta có biện pháp. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nói tiểu quế tử, không vội, mấu chốt người phải xem ở chiếc thuyền này, đừng khiến người khác đem thả, đám người kia năng lực không nhỏ, người quen biết cũng nhiều, phải cẩn thận chút. Tiểu quế tử run lên, lập tức liền hiểu được, vội vàng nói, được rồi lão đại, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tiêu Phàm đang muốn mở miệng, điện thoại bỗng nhiên chấn vang lên. Người tốt, Tiêu Phàm ấn nút tiếp nghe khóa, chỉ nghe hai câu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xong nghi nhau. chương 180, Azelena xảy ra chuyện. Cứu ta, trong điện thoại truyền đến Azelena hoảng sợ vạn phần gọi. Tiêu tiên sinh, người đã nghe chưa? Lập tức, vang lên đằng phi vân yêu nhã thanh âm, nghe được, trải qua hết sức rõ ràng tân trang, mang theo nói không nên lời khoái ý. Tiêu phàm song mi lập tức giãn ra, lạnh nhạt nói, đăng tiểu thư, xem ra ta hôm qua đối lời của ngươi nói, ngươi không có ghi nhớ. Đúng a, à, ta nhớ họ không tốt, ta chỉ biết, ai ở trước mặt ta trang lớn cánh tỏi, ta liền muốn để ai đẹp mắt. Tiêu tiên sinh, có lẽ ngươi đã đoán được Azelena thân phận, có lẽ kia tiểu hướng ngươi lộ ra một ít không nên lộ ra đồ vật. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ừm, hậu quả xác thực rất nghiêm trọng tiêu phàm vẫn như quốc tử tốn nói ba một tiếng cúp điện thoại lập tức tắt máy tiểu quế tử cùng giang vũ thành không khỏi đều khẩn trương lên đồng loạt hỏi lão đại thế nào không có việc gì tiêu phàm lắc đầu bưng lên trên mặt bàn chén trà chậm rãi uống cạn đứng dậy vũ thành tiểu quế tử hai người đi về trước đi việc này ta đến xử lý tiểu quế tử bận biểu tức nói lão đại nếu không cùng cha ta điện thoại cái đi để hắn phái người cùng đi với ngươi. Vừa rồi Azelena ở trong điện thoại kêu sợ hãi, tiểu quế tử cũng nghe thấy, lão đại nhìn qua rất bình tĩnh, tiểu quế tử lại rõ ràng trong mắt hắn nhìn thấy nồng đậm sát khí. Lão đại động sát cơ, đây là tiểu quế tử trực giác, mặc dù cùng tiêu phàm liên hệ lần số không nhiều, nhưng vô luận tại loại tình hình nào phía dưới, lão đại mãi mãi cũng là như vậy gió nhạt mây nhẹ. Dù là tại tinh ngữ quán ba một quyền đem phách lối đến cực điểm uông ba đòn bay, cũng là dù bận vẫn ung dung, không mang nửa phân lệ khí. Mà bây giờ, tiểu quế tử thế mà tại lão đại trong mắt nhìn thấy sát cơ. Cái này thực sự quá kinh người, bởi vậy có thể thấy được, đối phương thật triệt để chọc giận tiêu phàm. Khỏi phải, chuyện này, ta không nghĩ huyên náo dư luận xôn xao. Thế nhưng là, tiểu quế tử có chút sốt ruột, đối phương đã dám ở động thủ trên đầu thái tuế, công nhiên hướng lão tiêu ra đích hệ tử đệ khiêu chiến, khẳng định cũng là có lai lịch có thực lực, lão đại cứ như vậy đơn thương độc mã giết đến tận cửa đi, làm không tốt ăn thiệt thòi. Vạn nhất đụng phải kẻ liều mạng, mặc kệ 3721 liền động đao động súng, thì làm sao rồi? Lão đại cố nhiên lợi hại, liền sợ xong quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Tiêu phàm vỗ vỗ tiểu quế tử bả vai, không nói thêm lời nào, nhanh chân đi ra bao xương. Sát vách cửa bao xương kẹt kẹt một vang, tân lâm cùng hắc lân vô thanh vô tức đi theo ra ngoài. Hắc lân lông tóc vẫn như cũ có 9 phần trăm trở lên là, chỉ xen lẫn chút ít màu đen, so trước kia muốn gầy yếu mấy phân, bất quá nhìn qua hay là rất tinh thần. Làm tiêu phàm bản mệnh linh sủng, Hắc lân chịu cũng là nói tổn thương. Hắc lân sức chiến đấu trạng thái, cùng tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tạo nghệ cùng một nhịp thở. Tiêu phàm thuật pháp tạo nghệ càng cao, càng tinh khiết hơn, Hắc lân sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Đương nhiên đây là so ra mà nói, loại này sức chiến đấu hạ xuống chỉ có đụng phải cực kỳ cường đại thuật sư mới có thể hiển hiện ra. Đối với người bình thường đến nói, Hắc Lân vẫn là chính thống yêu mèo. Đưa mắt nhìn lão đại cùng Tân Lâm còn có rõ ràng mèo rời đi lều trà, Tiểu Quế Tử nhìn Giang Vũ Thành một chút, tràn đầy vẻ lo lắng. Giang Vũ Thành lại đối Tiêu Phàm cực có lòng tin, nói: "Không sao, lão đại có nắm chắc. Chỉ mong đi, nhưng tuyệt đối đừng làm ra đại sự tới." Tiểu Quế Tử tự lẩm bẩm, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm bên trên xe Mercedes Tân Lâm hỏi, đi đâu? Tây ngoại ô, Đăng Phi Vân vị trí hiện tại ngay tại Tây ngoại ô, cụ thể tại Tây ngoại ô cái kia cái phương vị, còn cần đón thêm gần một điểm mới có thể suy tính được đi ra. Nhưng cái này không sao, đã buổi tối hôm qua tiêu phàm tại hoa nhài hội sở gặp qua Đăng Phi Vân, chỉ cần nàng còn lưu tại thủ đô, vậy liền không chỗ che thân. Xe Mercedes lập tức lái ra thất tinh lều trà, vừa mới một chạy bên trên đại lộ, một đài màu đen hùn vốn xe Việt dã bỗng nhiên từ ven đường lao ra, kéo kẹt một tiếng, liền nằm ngang ở đại bôn đằng trước, dơ lên một trận bụi mù. May mắn tân lâm tay mắt lanh lẹ, một cước phanh lại đạp xuống đi, cuối cùng tại hai xe tiếp xúc thân mật trước đó, kịp thời phanh lại đại bôn. Tình hình như vậy tại tiêu phàm thụ thương trước đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chỉ cần cùng tiêu phàm cùng một chỗ, tiêu phàm chính là có thể dựa nhất sự dự cảnh khí. Nhưng bây giờ rõ ràng không giống, trời cơ che đậy chi lực quá nặng. Dựa theo văn nhị thái ra máu tướng thôi diễn, tiêu phàm bản thân tuổi thọ kỳ thật cũng sớm đã bị chém hết hiện tại tiêu phàm là mượn tuổi thọ hắn trước kia rộng hành hiệp nghĩa chỗ tích lũy xuống âm đức cùng tồn ở trong cơ thể hắn kỳ quỷ thiên phạt sát khí bảo vệ hắn thọ mạch không dứt nhưng mà hồng trần đại kiếp chân chính uy hiếp ngay tại ở tiêu phàm dưới mắt không có cách nào dự đoán cùng mình tương quan kiếp số trời cơ chi lực đem đây hết thảy hoàn toàn che đậy trên một điểm này tiêu phàm cùng người bình thường không khác Hồng Trần đại kiếp lại chú định hắn phải kinh thụ so với người bình thường hơn rất nhiều nguy hiểm, không thể lấy thuật pháp dự đoán cắt hung, liền nhất định phải bằng vào mình bản năng đi ứng đối với mấy cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ dáng lâm nguy hiểm. Đây chính là dày vò, người biết lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm dáng lâm, nhưng lại không biết sẽ từ lúc nào dáng lâm. Thật giống như Hollywood công viên kỳ Jura, người chung quanh khắp nơi đều là ăn thịt khủng long, mỗi một đầu ăn thịt khủng long đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi, người còn phải liều mạng cầu sinh, không biết lúc nào bên người liền sẽ toát ra một chương tràn đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu. Loại kia không lúc nào không có ở đây khủng bố, thường thường có thể đem người dày vò đến sống không bằng chết. Cùng công viên kỳ du khác nhau ở chỗ, kia là phim, người xem đều biết nhân vật chính sẽ không chết. Tiêu phàm lại sinh hoạt tại trong hiện thực, hắn không biết mình thọ mạch, sẽ tại có một ngày bỗng nhiên đứt đoạn. Muốn cải biến loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là tiêu phàm nhanh chóng khôi phục thuật pháp bên trên tu vi, thậm chí nâng cao một bước, mới có hy vọng có thể phá thiên cơ che đậy chi lực, dự báo tương lai của mình. Nhưng tiêu phàm bây giờ bị ngăn chặn, luyện chế càn khôn đại hoàn đan thất bại trong gang tấc, tiêu gia toàn tộc tương lai vận mệnh vẫn như cũ tràn đầy biến số, núp trong bóng tối tên kia đại địch, chậm chạp không chịu hiện thân, tiêu phàm liền khó mà thời gian dài rời đi kinh thành, đi tìm có trợ giúp khôi phục nhanh chóng thuật pháp tu vi phương pháp. Thiên phạt chi phạt đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Dựa theo phổ thông phương pháp, tiêu phàm chỉ ít còn cần rất nhiều năm mới có thể một chút xíu khôi phục mình tại thuật pháp bên trên tu vi, lần nữa tiếp cận luân hồi tướng cảnh giới viên mãn. Mấu chốt ở chỗ, địch nhân của hắn cùng thiên phạt chi phạt sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy, càng sẽ không cho hắn một cái thanh thanh lẳng lặng không bị bên ngoài quấy dày hoàn cảnh. Hồng Trần Đại Kiếp, hắn nhất định phải kinh lịch, tránh núp trong bóng tối địch nhân, hắn cũng nhất định phải đối mặt. Dưới mắt phát sinh đủ loại biến cố, đều có thể tính là hồng trần đại kiếp một loại kiếp số. Tiêu Phàm nhất định phải kinh lịch, phá giải những này kiếp số. Mỗi lịch một kiếp, hắn tại thuật pháp bên trên tu vi liền sẽ khôi phục một chút. Mặc kệ là loại nào thiên phạt chi phạt, đều là có định số. Không có khả năng vĩnh không ngừng nghỉ trừng phạt xuống dưới. Bất quá bây giờ, hồng trần đại kiếp còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Xe Mercedes dừng lại, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm hay là An Yên Tĩnh ngồi yên trong xe mắt thấy hai tên nam nữ trẻ tuổi từ trên xe Việt dã nhảy xuống, nhanh chân hướng cái này vừa đi tới. Tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại, mặc dù hắn không có tại xe Việt dã cùng cái này hai tên nam nữ trên thân cảm nhận được sát cơ, bất quá cũng có chút phiền toái nhỏ. Đi đầu tên kia cô gái trẻ tuổi, ước chừng chừng 20 tuổi, có lẽ tuổi thật muốn so với nàng bên ngoài đồng hồ lớn hơn một chút, nhưng cũng sẽ không lớn quá nhiều. Mặt trứng ngỗng, tướng mạo rất xinh đẹp, chính là đường cong có chút cứng đờ, biểu lộ tương đối khốc, nhìn qua có chút lạnh. Dáng người phi thường bổng, thân cao ước chừng tại chừng một thước 65, cao ngất đem màu trắng áo thun áo chống căng phòng, theo bước tiến của nàng rung động nhẹ nhẹ, sóng cả mãnh liệt. Có được như thế, hết lần này tới lần khác eo lại rất nhỏ, bao khỏa tại mài nước lan trong quần jean hai chân rắn chắc mà, mỗi một bước đi ra đều giàu có độ đàn hồi. Tên này xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, tại tiêu phàm trong mắt, rõ ràng võ công không yếu, đồng thời tựa hồ nhận qua 10 điểm nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện, loại kia vết tích, luôn luôn khó mà hoàn toàn lau đi. Bên người nàng bạn trai, giống như hắn trẻ tuổi, tay vượn eo ong, thân thể khỏe mạnh, thoảng qua mang theo mấy phân non nớt. Từ hắn nhìn về phía nữ hải ánh mắt cùng chỗ đứng của hắn đến xem, hai người bọn họ cái này tổ hợp, là lấy cô gái xinh đẹp làm chủ. Tiêu trưởng phòng, người tốt, chúng ta là an toàn bộ môn. Nữ hài sải bước đi đến xe Mercedes ghế lái phụ bên cạnh, Cao giọng nói, lập tức lộ ra giấy hành nghề của mình, dán tại ghế lái phụ xe trên cửa để Tiêu Phạm thấy rõ ràng. An toàn bộ môn nhân viên công tác phá án, sáng giấy chứng nhận đồng dạng đều là đi qua loa, nhưng lần này, nàng đối mặt chính là Tiêu phàm, lão tiêu ra đích trưởng tôn, đương nhiên phải thận trọng một chút. Là bộ môn thẩm duyệt giấy chứng nhận, biểu hiện vị này tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, tên gọi Trần Dương, chức vụ là điều tra viên. xinh đẹp cô nương gia Hết lần này tới lần khác lấy cái dạng này dương cương 10 phần danh tự, cũng coi như tương đối hiếm thấy. Tiêu Phàm chậm rãi quay cửa xe xuống, sắc mặt lạnh nhạt, "Trần khoa trưởng, tìm ta có chuyện gì không?" Bình thường đến nói, tại quốc gia các bộ và ủy ban trung ương đi làm người trẻ tuổi, nếu như không có chức vụ cụ thể, đều có thể đạt được một cái khoa trưởng quan hàm. Tại như thế lớn trong nha môn, hưởng thụ khoa cấp đãi ngộ thực tế quá phổ biến. Tham gia công tác khỏi phải 2 năm Phó khoa cấp đái ngộ luôn luôn phải giải quyết. Tiêu trưởng phòng, chúng ta ngay tại điều tra và giải quyết một kiện ngoại giao án. Vụ án này, cùng ngươi có liên quan. Chúng ta nghĩ mời ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Trần Dương sụ mặt, nói từng chữ từng câu, 100% giải quyết việc chung. Tiêu phàm từ tốn nói, Trần khoa trưởng, ta biết ngươi nói là vụ án gì. Vụ án này nội tình, ta khả năng so ngươi biết phải càng nhiều. Nhưng là, ta hiện tại không có thời gian mời các ngươi tránh ra một chút ta có việc gấp muốn làm chuyện này hắn ngay cả quế thanh thu cũng không nguyện ý kinh động càng thêm không có khả năng cùng an toàn bộ môn người hợp tác thật xin lỗi tiêu trưởng phòng người nhất định phải phối hợp chúng ta phối hợp an toàn bộ môn phá án là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ càng là mỗi một vị cán bộ quốc gia ứng tận nghĩa vụ tiêu trưởng phòng là lãnh đạo mời làm gương tốt trần dương vẫn như cũ đâu ra đấy đếm tới nói ngữ khí rất nghiêm khắc đồng dạng ánh mắt nghiêm nghị, nhàn rỗi ở giữa tại tân lâm trên mặt đảo qua, mang theo một vòng ẩn tàng phải cực tốt ý tò mò. Audio điện tử võ tấn bền Khết tập 12